Đô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 291. Nho tổ khẽ vuốt cằm, nói trước đây ta cùng huyết thần ước chiến, vậy luân hồi chi chủ tới thay hắn trợ trận, không biết tự lượng sức mình, đúng là đã bỏ mạng ở ta sơn môn bên trong. Thần đồ thiên âm nói, phải không? Ta từng ở huyết tử ngục bên trong, thấy được luân hồi chi chủ mộ bia, muốn đến vậy là sự thật. Nho tổ nói, ngươi đi qua huyết tử ngục sao? Vậy chu diệt huyết thần các người chưa? Hắn cùng huyết thần ân oán cực sâu, huyết thần đạo tràng liền ở huyết tử ngục bên trong, nhưng hắn không chắc chắn xông vào, vậy là không thể làm gì. Nếu như xông vào huyết tử ngục, cùng huyết thần liều giết, ở người khác khu vực này trên, coi như có thể thắng, ắt phải cũng là thắng thảm, cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng nếu như, thần đồ thiên âm xuất thủ, có lẽ có thể chu diệt huyết thần các người. Thần đồ thiên âm nói, ta thân phận gì, há có thể tùy tiện ra tay. Ta chỉ chu diệt luân hồi chi chủ một người, người còn lại không hỏi, miễn được dính nhân quả, ta hơi thở che giấu, bọn họ vậy không phát hiện ta tồn tại. Lúc đầu thần đồ thiên âm đã đi qua huyết tử ngục, thậm chí thấy được huyết thần lập bia, trong lòng kinh ngạc rung động Diệp thần chết, tự đi suy diễn thiên cơ, vậy phát hiện rơi xuống hình ảnh, nhưng không dám xác định, cho nên hạ xuống nho tổ thần điện, muốn tìm tòi kết quả. Nho tổ nghe được huyết thần bình yên vô sự, không nhịn được thở dài nói, đáng tiếc. Thần đồ thiên âm ánh mắt lạnh lùng, nói, ngươi và người ngoài ân oán, ta sẽ không nhúng tay, nho tổ, ta lần này tới, chỉ là muốn xác định Diệp thần sống chết, ngươi có nguyện vọng thiên tinh nơi tay, cho ta một cái chính xác câu trả lời. Nàng biết nho tổ nguyện vọng thiên tinh, vô cùng là huyền diệu, tín ngưỡng nguyện lực có thể xuyên qua vạn giới nhân quả, thấy rõ hết thảy tồn tại. Nếu như thúc giục nguyện vọng thiên tinh, cũng không phát hiện được Diệp thần nhân quả, vậy thì chứng minh Diệp thần đúng là đã chết, lại không hơi thở lưu tồn tại ở giữa thiên địa. Nho tổ khẽ mỉm cười, nói thần đồ phu nhân muốn biết kết cục, vậy cũng có thể, nhưng... Thần đồ thiên âm tựa hồ biết nho tổ suy nghĩ trong lòng, hừ một tiếng, nói chỉ cần ngươi có thể cho ta một cái chính xác câu trả lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cửa này, vong linh thiên tai, là 33 thiên hồng mông nguyên thuật một trong. Từ tử linh thiên lao dẫn lột xác tới, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Vừa nói, nàng sử dụng một phiến ngọc giản, đưa cho nho tổ. Cái này phiến ngọc giản, có khắc vong linh thiên tai bốn chữ, tràn ngập từng tia vô cùng là xâm nghiêm kinh khủng khí tức tử vong, mang theo địa ngục oán niệm, chính là 33 thiên hồng mông nguyên thuật một trong, tên là vong linh thiên tai. Vong linh thiên tai, do 33 thiên hồng mông cổ pháp, tử linh thiên lao dẫn lột xác thăng cấp tới. Có thể triệu hoán triệu vong linh, tương đối khủng bố. Nho tổ ánh mắt sáng lên, lại không nghĩ rằng thần đồ thiên âm ra tay hào phóng như thế, lập tức liền đưa ra hồng mông nguyên thuật. Lòng hắn muốn, xem ra cái này thần đồ thiên âm con gái, cùng luân hồi chi chủ thật là dây dưa không rõ, vì cha rõ luân hồi chi chủ sống chết, nàng lại chịu bỏ ra giá cao như vậy. Xem vong linh thiên tai cái loại này hồng mông nguyên thuật, giá trị không phải chuyện đùa. Nhưng thần đồ thiên âm tiện tay đưa ra, lại là mắt cũng không chớp. Hiển nhiên ở nàng trong lòng, không có gì so cha rõ Diệp thần sống chết, chuyện trọng yếu hơn. Nho tổ chỉ sợ nàng đổi ý, vội vàng nhận nguyên thuật ngọc giản, tiếp theo sử dụng nguyện vọng thiên tinh, nói, đây chính là luân hồi chi chủ rơi xuống hình ảnh, mời phu nhân nhỏ cha. Nguyện vọng thiên tinh bên trên, vân khí phun trào, ngay sau đó liền nổi lên một bức tranh, là Diệp thần khởi động gió lớn lôi bạo. Kết quả liền mình vậy bị liên lụy, bị hoàn toàn nổ diệt hình ảnh. Hình ảnh này, thần đồ thiên âm lấy suy diễn thủ đoạn, vậy mơ hồ bắt được, giờ phút này thấy rõ ràng nhất hình ảnh, không khỏi một hồi chấn động. Để cho nàng cảm thấy khiếp sợ, là hình ảnh này sau đó, lại cũng không có một chút nhân quả kéo dài, nơi có khí tức cũng đoạn tuyệt. Nói cách khác, Diệp thần không có đến tiếp sau này, đích xác là bỏ mình. Nếu như Diệp thần còn sống, vô luận núp ở vực ngoại cái góc nào, hoặc là trở lại thất đại thần quốc bên trong đi, thậm chí trở lại rất xa hoa hạ, cũng chạy khỏi bất quá nguyện vọng thiên tinh theo dõi. Ha ha ha, thằng nhóc kia, rốt cục thì đã chết rồi sao? Thần đồ thiên âm xác định hình ảnh này, không nhịn được cười lớn, trong lòng có vẻ thoải mái. Từ nay về sau, con gái của nàng hết thảy liền không cần lo lắng nữa. Nho tổ cười nói, chúc mừng phu nhân, luân hồi chi chủ vừa chết. Làm nghìn vàng muốn đến nhất định có thể tỉnh ngộ, sẽ không lại ở một người chết trên mình, lãng phí thời gian. Thần đồ thiên âm cười gật đầu một cái, nói, hy vọng như vậy,
xin Nho Tổ các hạ cho ta một tấm phủ chiếu, lưu làm bằng chứng, để cho ta mang về, để cho vậy ta không thành kết quả con gái hết hy vọng. Nho Tổ nói, cái này đơn giản. Vừa nói hắn liền bóp một cái pháp quyết, thúc giục nguyện vọng thiên tinh, đem mới vừa Diệp Thần rơi xuống hình ảnh, nồng giúp thành một tấm phủ chiếu, đưa cho Thân Đồ Thiên Âm nói, phu nhân cứ việc cầm đi. Thân Đồ Thiên Âm nhận lấy phủ chiếu, trong lòng một hồi mừng rỡ than thở, lại là Diệp Thần chết, cảm thấy thương tiếc. Nàng tuy thống hận Diệp Thần, nhưng Diệp Thần dẫu sao là luân hồi chi chủ, huyết mạch cường hãn, liền thái thượng 10 đại thiên quân lão tổ, đều phải chấn động phố lộ vẻ xúc động. Này cùng tương lai vô hạn nhân vật lớn, nếu như chết ở trong tay mình, vậy cũng được, hết lần này tới lần khác chết ở Nho Tổ các người trong tay, quả thực là đáng tiếc. Suy nghĩ muôn vàn tới giữa, Thân Đồ Thiên Âm thân thể tách ra sáng lên, rồi sau đó dần dần nhạt đi biến mất, hoàn toàn rời đi Nho Tổ thần điện, trở lại thái thượng thế giới. Nho Tổ thấy Thân Đồ Thiên Âm rời đi, tự nhiên cũng là thở phào nhẹ nhõm, lại lấy được rồi vong linh thiên tai ngọc giản, trong lòng vô cùng vui vẻ. Tự nghĩ cùng luyện thành cửa này hồng mông nguyên thuật, là được tiến một bước đối kháng huyền cơ nguyệt. Mà Thân Đồ Thiên Âm, trở lại thái thượng thế giới sau đó, liền tới đến gia tộc phía sau núi một nơi cấm địa bên trong. Chỗ này cấm địa, trong núi cắm một thanh kiếm kia, võ đạo hơi thở minh mông, uy nghiêm muôn vàn, một chút xíu kiếm khí thả ra ngoài, tựa như cũng có thể trấn áp vạn giới, chính là tám đại thiên kiếm bên trong võ uy thiên kiếm. Võ uy thiên kiếm chính là Thân Đồ gia trấn sơn chi bảo. Hiện tại thanh kiếm này, cắm ở trên đỉnh núi, ai cũng không rút ra được. Cho dù là Thân Đồ Thiên Âm, vậy không có được võ uy thiên kiếm đồng ý, không cách nào rút ra kiếm này. Thanh kiếm này, nguyên lai là kiếm thần lão tổ chế tạo, nhưng sau đó trăn trở rơi vào Thân Đồ gia trong tay, cũng hấp thu mấy trăm ngàn năm địa mạch linh khí, còn có Thân Đồ gia triều đại cường giả cung phụng tín ngưỡng. Đã sớm vượt qua kiếm thần lão tổ nắm trong tay phạm vi, kiếm khí lực sát thương, so với mới vừa ra lò lúc đó, cường đại gấp trăm ngàn lần, thật sự là một kiện vô cùng kinh khủng đại sát khí. Thân Đồ Thiên Âm đi tới sườn núi một nơi vách núi trên, nơi này vách núi là một nơi vượt trội thạch đài, xa xa hướng về phía trên đỉnh núi võ uy thiên kiếm. Một cái sắc mặt trắng bệch, tiểu tụy thê mỹ cô gái, liền bị tống giam ở nơi này vách núi bên trên, tay chân cũng mang có cùng xiềng xích. Bị dầm mưa dãi nắng mưa đổ vào, hình dáng rất là thê thảm, chính là Thân Đồ Uyển Nhi. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, khẳng định sẽ đặc biệt đau tim khiếp sợ, bởi vì lúc này Thân Đồ Uyển Nhi, chân thực quá sa sút, hình dáng tiểu tụy làm cho người khác yêu thương, không có một chút ngày xưa phong tư thướt tha hình dáng. Thân Đồ Thiên Âm thấy con gái bộ dáng kia, cũng là lớn là đau tim, không nhịn được rơi xuống nước mắt, đi lên ôm lấy nàng, nói, Uyển Nhi, ngươi không có sao chứ? Nàng biết Thân Đồ Uyển Nhi bị tống giam ở chỗ này, chịu khổ cực lớn, trên đỉnh núi võ uy thiên kiếm, mỗi ngày buổi trưa giờ tí, sẽ phát ra kiếm khí, xuyên thấu người lòng dạ thần hồn, làm người ta chịu đựng to lớn thống khổ hành hạ. Thân Đồ Uyển Nhi mấy ngày qua, hiển nhiên cũng bị võ uy thiên kiếm hành hạ được không nhẹ, nếu như không phải là nàng tu vi cường hãn, lúc này đã sớm chết. Thân Đồ Thiên Âm đem nàng tống giam ở chỗ này, thật sự là vô cùng tàn nhẫn. Thân Đồ Uyển Nhi thấy mẫu thân đến, răng cắn môi dưới, hai tròng mắt cầu nước mắt, im lặng không lên tiếng. Thân Đồ Thiên Âm nhẹ nhàng lý trước đầu tóc nàng, nói, Uyển Nhi, nương thân cũng là vạn bất đắc dĩ, người đối với vậy Diệp Thần nghiệt yêu quá sâu, không như thế chăng có thể phá diệt, ngươi là chúng ta Thân Đồ gia quật khởi hy vọng, tương lai rút ra võ uy thiên kiếm, vẫn là phải dựa vào ngươi. Năm đó Thân Đồ gia tộc, đạt được võ uy thiên kiếm sau đó, cắm ở trên đỉnh núi. Vốn muốn cho hắn hấp thu địa mạch linh khí, thoáng bồi bổ một tí, bất quá mấy năm thì phải lần nữa rút ra. Nhưng không ngờ, võ uy thiên kiếm lại là ghim cây, lại cũng không cách nào rút ra, thậm chí điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng đổi được mạnh mẽ. Đến hôm nay, võ uy thiên kiếm kiếm khí, đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng bước, coi như kiếm thần lão tổ đích thân tới, đều không cách nào rút ra kiếm này, cũng không thể nắm trong tay. Có thể tưởng tượng được. Thanh kiếm này một khi rút ra, đây tuyệt đối là long trời lở đất, chấn động thước vạn cổ. Thanh kiếm này, cũng là Thân Đồ gia quật khởi hy vọng. Nếu như có thể rút ra võ uy thiên kiếm mà nói, vậy Thân Đồ gia liền có đủ thực lực, đầy đủ khí vận, đi đối kháng 10 đại thiên quân lão tổ. Thân Đồ gia tộc, cũng không phải là thiên quân thế gia, không
không cách nào tham dự vào thái thượng thế giới đứng đầu bố trí bên trong, không lấy được nhất phong phú lợi ích. Chuyện này, thần đồ thiên âm một mực cảnh tại trong lòng, cho nên đem toàn bộ hy vọng, cũng ký thác vào trên người nữ nhi. Thần đồ Uyển Nhi cắn răng, nói ta cũng mau phải bị giết, còn nói gì rút kiếm. Thần đồ thiên âm vội vàng nói, Uyển Nhi, thật xin lỗi, là nương thân quá mức trách cứ, đem ngươi nhốt ở cái này cấm địa, nhưng ngươi yên tâm, ta lập tức liền thả ngươi đi ra ngoài. Nói xong, thần đồ thiên âm mở ra thần đồ Uyển Nhi trên tay chân cùng xiềng xích, cũng cháy tự thân máu tươi linh khí, là thần đồ Uyển Nhi điều dưỡng. Thần đồ Uyển Nhi thất kinh, nói, nương, ngươi. Ngươi làm gì? Thần đồ thiên âm móc ra nguyện vọng thiên tinh phù chiếu, nói con gái ngoan, ngươi xem, luân hồi chi chủ đã chết, thế gian lại không hắn hơi thở, ngươi cũng không cần lại là hắn xa vào. Ngươi nói gì sao, Diệp thần đã chết rồi sao? Thần đồ Uyển Nhi kinh hãi không thôi, nhưng gặp vậy nguyện vọng thiên tinh phù chiếu ánh sáng tách thả ra, hiển hóa ra Diệp thần bạo diệt hình ảnh, sau đó liền không một tiếng động. Cái này không thể nào. Thần đồ Uyển Nhi thấy hình ảnh này, nhất thời vô cùng kinh hãi lộ vẻ xúc động. Thật ra thì nàng vậy không biết mình tâm tư, vậy không biết có phải hay không thật thích Diệp thần, nhưng mẫu thần cưỡng ép tống giam nàng, kích thích nàng nghịch phản chi tâm, đối với Diệp thần cảm tình từng bước càng sâu, mấy ngày nay, đã đến khắc cốt quyến luyến bước. Nàng mỗi ngày bị thiên kiếm lục hình, có thể chống đỡ không chết, vậy toàn bởi vì tưởng nhớ Diệp thần, giờ phút này thấy Diệp thần bạo diệt, trong lòng một hơi nhiệt huyết dâng trào. Đầu óc ông ông tác hưởng, tay chân lạnh như băng, lại là ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông. Nguyện vọng thiên tinh uy năng, thần đồ Uyển Nhi tự nhiên cũng là biết, nếu như liền nguyện vọng thiên tinh, cũng đẩy không tính ra Diệp thần đến tiếp sau này, vậy thì đồng nghĩa với, Diệp thần không có đến tiếp sau này, màn này, chính là hắn khi còn sống sau cùng hình ảnh. Không, ta không tin, không thấy hắn thi thể, ta không tin hắn đã chết. Thần đồ Uyển Nhi khàn cả giọng. Không dám tin tưởng thực tế. Thần đồ thiên âm nói, con gái ngoan, ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng người đã chết, ngươi xin chia buồn, trở về nghỉ ngơi một chút mấy ngày, là sau này rút ra võ uy thiên kiếm làm chuẩn bị. Nàng biết Diệp thần đã chết, cho nên đối với con gái giọng nói chuyện, cũng thay đổi được ôn hòa yêu thương liền rất nhiều, thậm chí là kêu nàng xin chia buồn. Thần đồ Uyển Nhi đau buồn dưới, nước mắt cũng chảy ra, cắn răng nói, không được. Ta muốn đi xuống tìm hắn. Thần đồ thiên âm bắt tay nàng, nói con gái ngoan, người đã chết, người đây cũng là tội gì. Nguyện vọng thiên tinh suy diễn, chẳng lẽ còn có sai sao? Thần đồ Uyển Nhi nghe lời nói này, thân thể chấn động một cái, cứng ở tại chỗ. Chuyện cũ một màn như nước thủy triều vậy vò tới. Nàng nghe mẫu mệnh lệnh, đi trước thiên nhân vực cướp lấy hàn vật, nhưng gặp nàng cả đời này vừa hận lại yêu người. Nàng vốn là một giới võ si, nhưng gặp phải thề bảo vệ Ngụy Dĩnh người đàn ông. Hai người chiến đấu, sống chết tới giữa, ngươi tới ta đi. Bản chỉ có thể sống hạ một người. Lại không nghĩ rằng, cái gọi là cừu nhân, sẽ ở mình nguy cơ sinh tử thời điểm xuất thủ tương trợ. Ở đã từng, ở thái thượng thế giới, thần đồ Uyển Nhi từ không tin cảm tình. Càng không tin võ đạo thế giới có cái gọi là thiện, có cái gọi là chân thành. Nàng quy luật sinh tồn tự mình nói, còn sống mới là lớn nhất quy tắc. Bất kỳ kẻ địch, đều phải chết. Nhưng mà, ở vực ngoại những ngày đó, cái đó gọi Diệp thần người đàn ông nhưng ở một nháy mắt lật đổ nàng thế giới quan. Cái này làm cho nàng hoảng hốt, không để cho nàng rõ ràng. Nàng mang ánh mắt dò xét chú ý Diệp thần mỗi một cái hành vi. Nàng càng rõ ràng, lại càng phát hiện người đàn ông này trên mình phun trào ra mị lực đặc thù. Nàng chưa bao giờ đối với người bất kỳ từng có thứ tình cảm này. Nàng không biết cái này có phải hay không yêu, cũng không biết Diệp thần sẽ làm sao đối đãi mình, dẫu sao đã từng mình đối với luyện thần nhất tộc người ra tay. Cố nhiên là nhân quả, nhưng trong tay cuối cùng có một phần tội nghiệt. Nàng một mực cho là bởi vì trong lòng thiếu nợ, mới nhiều lần trợ giúp Diệp thần. Cho đến một ngày nào đó, nàng mới bừng tỉnh, mình bất chi bất giác rơi vào trong đó. Mà bữa trước đối với vạn khư đệ tử ra tay, nàng đã sớm dự cảm đến sâu đậm nhân quả. Nhưng nàng không hối hận. Như lại từ tới một lần, nàng vẫn là sẽ như vậy. Từ đó về sau, mẫu thân đem mình tù khốn ở chỗ này, nàng lấy là muốn cực kỳ lâu mới có thể gặp lại Diệp thần. Hoặc là một ngày nào đó, nàng ảo tưởng qua,
Diệp Thần đột nhiên đứng ở mình trước mặt, sau đó đưa tay ra muốn dẫn mình rời đi. Hết thảy các thứ này, hết thảy ảo tưởng, liền vào giờ khắc này tan vỡ. Diệp Thần chết. Cái đó để cho nàng ngày đêm tư mị người vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Chuyện xưa của các nàng, kết thúc. Đi thôi, ta mang người đi về nghỉ. Thần Đồ Thiên Âm thừa dịp này cơ hội, liền dẫn Thần Đồ Uyển Nhi xuống núi, cũng đem nàng đâu vào đấy ở một nơi tĩnh lặng sân bên trong, lại phái người nghiêm ngặt trông coi. Đây là giam lỏng. Nàng chỉ sợ Thần Đồ Uyển Nhi lại đi vực ngoại, cho nên vẫn là phái người giám thị nàng. Mà Thần Đồ Uyển Nhi, vậy lấy là Diệp Thần đã chết, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần phải đi liền địa tâm vực. Địa tâm vực truyền thuyết, thái thượng thế giới ít có tin đồn, vậy 10 đại thiên quân lão tổ, vì duy trì tự thân thần bí, cũng vì bảo vệ tổ địa phong thủy địa mạch, không chịu xâm phạm, cũng đối với mình qua lại, hết sức che giấu. Thái thượng thế giới người, chỉ biết là các vị thiên quân lão tổ, từ vực ngoại phi thăng, nhưng không biết lại có cái địa tâm vực. Cùng lúc đó, thiên nhân vực bên trong, Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh hai cô gái, tự nhiên cũng là không biết địa tâm vực tồn tại, mấy ngày nay, các nàng ở tìm một cái người, đó chính là Hạ Nhược Tuyết. Diệp Thần tin chết, các nàng có cần phải để cho Hạ Nhược Tuyết biết. Dẫu sao, Hạ Nhược Tuyết đã cùng Diệp Thần phát sinh qua quan hệ, thân phận không phải chuyện đùa. Hạ Nhược Tuyết lại là từ Hoa Hạ một mực đi đôi với Diệp Thần chừng. Như chúng nữ bên trong, ai nhất có tư cách đứng ở Diệp Thần bên người, tất nhiên là Hạ Nhược Tuyết. Mà lúc này Hạ Nhược Tuyết, đang một nơi trăng sáng biển sâu chi địa tu luyện. Nàng tu luyện Minh Nguyệt Thiên Thư, nguyên vốn chỉ là nhỏ nguyên thuật, sau đó bị nàng tấn thăng đến lớn nguyên thuật, tương lai thậm chí có thể đột phá đến sánh bằng cửu thiên thần thuật bước. Cái này Minh Nguyệt Thiên Thư hơi thở, và Hạ Nhược Tuyết chân thực quá phù hợp, đơn giản là nàng mà thiết lập vậy. Cửa này nho nhỏ nguyên thuật, ở tay nàng bên trong từng bước một thăng lột xác, có lẽ tương lai có một ngày, thật có thể sánh bằng cửu thiên thần thuật. Biển sâu bên trong, Hạ Nhược Tuyết hấp thu ánh trăng, Minh Nguyệt Thiên Thư trôi lơ lửng ở nàng đỉnh đầu, thả ra tí ti lũ lũ trong trẻo lạnh lùng ánh trăng, vần quanh nàng toàn thân, để cho được nàng ra thịt, vậy như trăng sáng vậy trong sáng, vậy tốt đẹp dáng vẻ, như ánh trăng nữ thần vậy thần thánh. Rào, rào, rào. Minh Nguyệt Thiên Thư bỗng nhiên tách thả ra vạn trượng ánh sáng, ánh trăng xuyên qua bóng tối biển sâu, Hạ Nhược Tuyết hơi thở, vào giờ khắc này tăng vọt, lại là một lần hành động đột phá. Mấu chốt lại là thái chân cảnh hơi thở. Còn không ngừng thái chân cảnh sơ kỳ. Diệp Thần tốc độ tu luyện bởi vì luân hồi huyết mạch túc chủ duyên cớ, bị hung hăng áp chế, nhưng tiềm lực kinh người. Mà Hạ Nhược Tuyết ở ban đầu và Diệp Thần phát sinh quan hệ sau đó, trong cơ thể liền có một chút luân hồi huyết mạch. Cái này luân hồi huyết mạch càng làm cho nàng tốc độ tu luyện mau đến mức tận cùng. Hơn nữa sau cơ duyên, Minh Nguyệt Thiên Thư, đạo đạo tuyệt thế bí cảnh. Vực ngoại thiên đạo suy thoái, đây quả thực là Hạ Nhược Tuyết chế tạo nghịch thiên quật khởi thời cơ. Mấu chốt mấy ngày nay, tất cả mọi người đều đang bôn ba, duy chỉ có Hạ Nhược Tuyết chuyên tâm tu luyện. Rất tốt, rốt cuộc đột phá. Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, thân thể tự có một cổ uy nghiêm, đem nước biển toàn bộ gian mở, rồi sau đó bắt đầu từ biển sâu bên trong bay ra, trực tiếp bay đến trên trời. Lúc đó chính là nửa đêm, trăng tròn cao treo. Hạ Nhược Tuyết thân thể ở ánh trăng nổi bật hạ, tuyệt đẹp tới cực điểm. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, sợ rằng sẽ không nhịn được, cùng nàng triền miên một phen. Không biết Diệp Thần bây giờ ở đâu? Hạ Nhược Tuyết cảm ứng Diệp Thần hơi thở, mơ hồ tới giữa, bắt được một chút vô cùng yếu ớt chập chờn. Làm sao hắn nhân quả hơi thở, sẽ như vậy yếu ớt, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện sao? Hạ Nhược Tuyết nhất thời cả kinh, cái này nhân quả hơi thở chập chờn. Thật là có thể dùng thoi thóp tới hình dạng, yếu ớt đến thiếu chút nữa không phát hiện được bước. Nàng không biết Diệp Thần người tại địa tâm vực, thiên cơ khép kín cách trở, chỉ lấy là Diệp Thần là bị trọng thương, sắp gặp tử vong, không khỏi có vẻ nóng nảy, vội vàng bấm ngón tay suy diễn, muốn phong tỏa Diệp Thần vị trí. Suy suy, lúc này, lại có hai đạo ánh sáng mang bắn tới, nguyên lai là Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh hai cô gái. Rốt cuộc bắt được Hạ Nhược Tuyết hơi thở, biến dạng hư không tới. Ngụy Dĩnh, Tư Thanh, các ngươi làm sao tới? Hạ Nhược Tuyết thấy hai nàng trên khuôn mặt, rất nhiều lạnh lẽo thanh thương cảm ý, trong lòng một hồi kinh ngạc. Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh hai cô gái nhìn nhau, cũng không biết như thế nào mở miệng.
Hạ Nhược Tuyết có loại dự cảm bất tường, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Kỳ hai cô gái yên lặng hồi lâu sau đó, mới do Ngụy Dĩnh mở miệng nói, Nhược Tuyết, chúng ta muốn nói cho ngươi một chuyện, ngươi ngàn vạn lần muốn bình tĩnh. Hạ Nhược Tuyết nói, ngươi nói. Ngụy Dĩnh hít sâu một hơi, nói, Diệp Thần bất hạnh chết, hắn có thể đã không có ở đây. Hạ Nhược Tuyết mau chóng văn tin giữ, thất kinh, nói, cái gì? Kỷ Tư Thanh đi qua khoác ở tay nàng cánh tay, chán nản nói, Nhược Tuyết, chúng ta không có thể bảo vệ được Diệp Thần, thật xin lỗi. Thật ra thì Ngụy Dĩnh và Kỷ Tư Thanh cũng hỏi thăm được Nho Tổ Thần Điện bên kia tin tức. Nho Tổ cùng Huyền Cơ Nguyệt, Yên Tịch Kiếm Linh các người liên thủ, thúc giục Nguyện Vọng Thiên Tinh, điều tra qua Diệp Thần sống chết, cuối cùng xác định Diệp Thần đúng là chết. Hai cô gái vốn đang ôm trước điểm hy vọng, nhưng nếu liền Nguyện Vọng Thiên Tinh cũng không tra được Diệp Thần rơi xuống, vậy Diệp Thần nhất định là thật xảy ra chuyện, một chút nhân quả đều không lưu lại. Hai cô gái trong lòng, dĩ nhiên là vạn phần đau buồn. Hạ Nhược Tuyết nghe tin tức này, mơ hồ cảm thấy không đúng, nói ta còn lấy vì ngươi tới nói cho ta, là phải nói Diệp Thần bị thương nặng, không nghĩ tới ngươi nói thẳng hắn chết, điều này sao có thể. Ngụy Dĩnh và Kỷ Tư Thanh đồng thời ngẩn ngơ, lại có điểm ngạc nhiên nhìn Hạ Nhược Tuyết. Còn lấy là nàng không muốn tiếp nhận thực tế. Hạ Nhược Tuyết nói, Diệp Thần chết thế nào, các ngươi nói cho ta. Ngụy Kỳ hai cô gái nhìn nhau, liền đem trăm ngày ước chiến chuyện, đơn giản hướng Hạ Nhược Tuyết nói một lần, lại cố ý nói tới Nguyện Vọng Thiên Tinh suy diễn. Hạ Nhược Tuyết ngẩn ngơ, nói, Diệp Thần đã chết rồi sao? Nhưng ta lại thế nào cảm nhận được hắn hơi thở? Ngụy Dĩnh và Kỷ Tư Thanh có vẻ khiếp sợ, nói, ngươi nói gì sao? Liền Nguyện Vọng Thiên Tinh, cũng không tra được Diệp Thần rơi xuống, hai cô gái là lấy là Diệp Thần chết hẳn, không nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết lại còn nói, nàng còn có thể cảm nhận được Diệp Thần hơi thở. Hạ Nhược Tuyết nói, ta dám khẳng định, Diệp Thần khẳng định còn sống. Ngụy Dĩnh nói, người tại sao như thế xác định, chẳng lẽ Liền Nguyện Vọng Thiên Tinh cũng sai lầm. Hạ Nhược Tuyết gò má một đỏ, nói ta không biết, nhưng ta và Diệp Thần phát sinh qua loại quan hệ đó. Cho nên trong cơ thể có một chút luân hồi huyết mạch, chỉ cần hắn còn sống, ta là có thể cảm ứng được. Nếu như không tin, các ngươi có thể tìm hắn nàng và ta người giống vậy cảm thụ. Ngụy Kỳ hai cô gái vừa nghe, cũng là đồng thời có chút đỏ mặt, nhưng nghe đến Diệp Thần lại còn sống, hai cô gái đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Kỷ Tư Thanh liền vội vàng hỏi, vậy hắn bây giờ ở đâu? Hạ Nhược Tuyết cẩn thận cảm ứng một tí. Nhưng không cách nào phong tỏa Diệp Thần vị trí, nói ta không biết, hắn hơi thở rất yếu ớt, rất có thể bị thương nặng, nhân quả lơ lửng không chừng, ta bắt không tới hắn cụ thể tồn tại, nhưng khẳng định hắn là còn sống, bởi vì chúng ta đã từng, làm qua loại chuyện đó, cho nên mà. Nói xong lời cuối cùng, Chiếp Ngập ngừng nhu, có chút xấu hổ mở miệng. Kỷ Tư Thanh thấy Hạ Nhược Tuyết bộ dáng kia, trong đầu nghĩ, lúc đầu phát sinh qua quan hệ. Liền có thể lấy được một chút luân hồi huyết mạch lực lượng sao? Đáng tiếc ta và hắn, còn không có. Nghĩ tới đây, Kỷ Tư Thanh trong lòng không khỏi một trận hối hận. Nếu như nàng và Diệp Thần, có loại quan hệ đó nói, có lẽ những ngày qua, cũng sẽ không như thế lo lắng sợ hãi. Cảm thấy được mình cái ý niệm này, Kỷ Tư Thanh bật cười khanh khách, hơi có điểm xấu hổ, thầm nói, ta đây là thế nào, tên kia huyết mạch còn không khôi phục lại đỉnh cấp. Làm sao có tư cách đụng ta? Ngụy Dĩnh nội tâm bên trong, cũng là vô hình có chút hối hận, gò má một hồi đỏ ửng, lại là giống nhau xấu hổ. Ba phụ nữ ánh mắt tiếp xúc một tí, mỗi người đều cảm thấy vô cùng lúng túng. Hụ hụ. Cuối cùng, là Ngụy Dĩnh phá vỡ yên lặng, nói, nếu hắn còn chưa có chết, vậy chúng ta cùng đi tìm hắn đi, vô luận chân trời góc biển. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, nói, ừ, cũng tốt. Hy vọng chúng ta tìm được hắn thời điểm, hắn còn sống. Hạ Nhược Tuyết nói, nhất định sẽ, Diệp Thần sẽ không chết. Thỏa thuận xong, ba phụ nữ liền liên thủ lên đường, đi tìm Diệp Thần. Tuy tràn đầy không đầu tự, nhưng chí ít người còn sống, luôn có tìm được hy vọng. Trước đây không lâu, một tòa trồng đầy lê hoa trên đảo nhỏ. Yên Vũ Tiên Tôn Bạch Nhược Lê, chính ở chỗ này ẩn cư. Diệp Thần bộ hạ Lôi Yểm. Đã đem Diệp Thần tin chết, mang đến nơi này. Yên Vũ Tiên Tôn đau buồn muốn chết, lại thâm sâu cảm tự trách, nếu như ban đầu nàng có thể ngăn cản Diệp Thần mà nói,
Diệp Thần cũng sẽ không chết. Bi thương sau đó, Yên Vũ Tiên Tôn nghĩ tới tự sát chết theo. Diệp Thần đều chết hết, nàng còn có cái gì tư cách sống trên thế giới này? Nàng những năm gần đây một mực cố gắng còn sống, chính là bởi vì nàng biết có người ở chờ mình. Luân hồi chi chủ bố trí, cần mình cái này một vòng. Nàng không thể buông lỏng, càng không thể buông tha, chỉ có thể từ từ chờ đợi. Nhưng mà, thật vất vả chờ được đời này luân hồi chi chủ. Lại là biết rõ Diệp Thần sẽ dùng phương pháp này, nàng vẫn không có ngăn cản thành công. Nàng tận lực, thật tận lực. Mấy ngày qua, nàng không ngừng yên lặng ở mình ảo cảnh bên trong. Trong ảo cảnh, nàng sáng lập Diệp Thần, nhưng bi thương như cũ không cách nào che giấu, bởi vì nàng cuối cùng biết chân chính Diệp Thần đã rời đi. Nàng đánh nát hết thảy ảo cảnh, từ trong tỉnh lại, trong tay nắm một thanh kiếm. Tôn chủ, nếu ngươi đã chết, vậy ta vậy tùy ngươi cùng xuống hoàng tuyền đi, chỉ ít để cho ngươi ở phía dưới lại nữa cô quạnh. Lôi Yểm hiển nhiên cảm giác được cái gì, chợt vọt vào. Cửa phòng ngay tức thì vỡ vụn. Làm Lôi Yểm thấy Yên Vũ Tiên Tôn muốn cầm kiếm tự vẫn lúc đó, sắc mặt đại biến. Mình nhưng mà lấy được tôn chủ giao phó, tuyệt không thể để cho Yên Vũ Tiên Tôn xảy ra chuyện. Có thể hắn còn chưa đến gần, một cổ khói mù chính là vờn quanh hắn thân thể. Cho dù hắn thực lực khủng bố, nhưng ngay tức thì vẫn là cảm thấy một chút quy tắc áp chế. Yên Vũ Tiên Tôn mắt đẹp đông lại một cái, nhàn nhạt nói, Lôi Yểm, ngươi ở địa bàn ta, cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cảm ơn ngươi đem tin tức mang cho ta, lần nữa, ta cũng hy vọng cầu ngươi một chuyện. Ta sau khi chết, xin đem ta và tôn chủ táng chung một chỗ, ta muốn vĩnh viễn bồi bạn hắn, như vậy hắn ở phía dưới cũng sẽ không cô độc. Lôi Yểm ánh mắt ngưng trọng, biết rõ lần này, mình là không ngăn cản được. Yên Vũ Tiên Tôn nhắm mắt, ý định giết người phun trào, sẽ ở đó thanh kiếm sẽ đối tự mình ra tay nháy mắt, chung quanh hư không mãnh liệt chập chờn. Trên bầu trời lại là xuất hiện một đạo đỏ thắm huyết nguyệt. Giờ khắc này, Yên Vũ Tiên Tôn lại phát hiện mình không cách nào tiến thêm một bước. Bởi vì, đảo đi lên hai người. Là Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn. Hai người từ trong hư không bước ra, Nhâm Phi Phàm tròng mắt nhìn lướt qua Yên Vũ Tiên Tôn, thở dài một hơi, sau đó, vung tay lên. Thanh kiếm kia ngay tức thì tránh thoát Yên Vũ Tiên Tôn tay. Yên Vũ Tiên Tôn dĩ nhiên là nhận được Nhâm Phi Phàm, có chút bất ngờ, Nhâm tiền bối, ta. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt nói, ngươi không nên như vậy ngu, sự việc còn không biết rõ, lại nhanh như vậy suy nghĩ đoạn. Hiện tại, ngươi trước mang ta xem ngày đó Diệp Thần chỗ đã thấy hai cái kết cục đi. Yên Vũ Tiên Tôn hơi ngẩn ra, mặc dù không rõ trắng Nhâm Phi Phàm lời nói tới giữ ý, nhưng nàng biết. Nhâm Phi Phàm nắm giữ tin tức đường dây và thủ đoạn cũng không có người con cùng. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này thật sự có chuyển cơ? Được, không quá ta thực lực có hạn, có thể. Yên Vũ Tiên Tôn lời còn chưa nói hết, Nhâm Phi Phàm liền nói, ta và Mạch Hàn có đầy đủ năng lực rình rập, bất quá cái này dẫu sao là ngươi lá bài tẩy, muốn thấy được vậy hai cái kết cục, còn cần ngươi dẫn dắt. Nói như vậy, trong ảo cảnh có hai cái kết cục. Ở trên đảo ở lại chơi mấy ngày, Nhâm Phi Phàm đã thấy trong ảo cảnh hai cái kết cục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Mạch Hàn âm thầm vui mừng, nhìn Nhâm Phi Phàm nói, thật may ta ngăn cản ngươi, nếu không ngươi có thể thật phải bỏ mạng. Vậy cái thứ hai kết cục, chân thực thật đáng sợ, mặc dù Nhâm Phi Phàm đại hiển thần uy, giết tuyệt nho tổ thần điện và nữ hoàng thiên cung. Nhưng vậy gặp phải ván cờ sau lưng nhân vật lớn phong tỏa, cuối cùng bị cực hạn đổi một lần một. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, nói, vạn khư vậy thiên quân thế gia, quả nhiên tàn bạo, đổi một lần một cũng phải đổi ta, bọn họ liền hận ta như vậy Nhâm ra sao? Yên Vũ Tiên Tôn và Lôi Yểm đứng ở một bên, hiện tại cái thứ hai kết cục không phát sinh, cái đầu tiên kết cục tái diễn, cũng là bi thảm hết sức. Yên Vũ Tiên Tôn rơi lệ nói, Nhâm tiền bối, nhà ta tôn chủ bỏ mình. Ngươi nhất định phải thay hắn trả thù. Nhâm Phi Phàm nói, Bạch cô nương, ngươi không cần quá mức thương tâm, Diệp Thần thằng nhóc kia còn chưa có chết. Yên Vũ Tiên Tôn sửng sốt một chút, nói, hắn. Hắn còn chưa có chết sao? Bên cạnh Lôi Yểm nói, Nhâm tiền bối, nhà ta tôn chủ còn sống không? Ta nghe nói nho tổ dùng nguyện vọng thiên tinh điều tra qua, hắn đích xác là bỏ mình, tin tức này chúng ta đến hiện tại, đều không dám nói cho Huyết Long. Sợ Huyết Long bởi vì tôn chủ chết mà.
Nhâm Phi Phàm nói, nếu như thằng nhóc kia thật bỏ mình, bàn cờ này cục, sẽ có động trời thay đổi, nhưng trước mắt xem ra, ván cờ khí vận ổn định, tuy nói chúng ta bên này hoàn cảnh xấu, nhưng cuối cùng không tới khí số tang tẫn bước, hắn còn sống. Yên Vũ Tiên Tôn vui vẻ nói, có thật không? Vậy ta nhà tôn chủ, hắn ở nơi nào? Nàng trong lòng chỉ bận tâm Diệp Thần, nếu như Diệp Thần thật đã chết rồi, nàng thật không biết như thế nào cho phải. Dẫu sao, ban đầu Diệp Thần là từ nàng nơi này chạy ra khỏi, một khi Diệp Thần chết, nàng đối hắn áy náy. Tô Mạch Hàn cau mày nói, đúng vậy, đảm nhiệm, thằng nhóc kia nếu như còn sống, vậy hắn ở nơi nào? Ta không cảm giác được hắn một chút hơi thở. Đây cũng quá cổ quái, lấy ta ngươi tu vi, hẳn có thể nhận ra được mới đúng. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một lát, nói, không bắt được hắn hơi thở, chỉ có hai cái giải thích, thứ nhất, chính là hắn phi thăng đi thái thượng thế giới. Tô Mạch Hàn nói, cái này không thể nào. Nhâm Phi Phàm gật đầu nói, ta cũng biết không thể nào, như vậy chỉ còn lại cái cuối cùng giải thích, hắn hẳn là bất ngờ hết rơi vào thần bí kia lại chỉ ra hiện tại trong truyền thuyết. Địa tâm vực, Tô Mạch Hàn, Yên Vũ Tiên Tôn, Lôi Yểm ba người đồng thời cả kinh, nói, địa tâm vực. Nhâm Phi Phàm nói, tương truyền vực ngoại còn có một nơi địa tâm vực, chỉ có địa tâm vực mới có thể che đậy ta loại cấp bậc này điều tra, chỗ đó cũng là ta tổ địa. Tô Mạch Hàn cả kinh nói, là ngươi tổ địa, vậy địa tâm vực là địa phương nào, núp ở địa tâm sao? Ngươi là từ chỗ đó đi ra. Nhâm Phi Phàm nói, địa tâm vực ngay tại địa tâm thế giới, chỗ đó tuy là ta tổ địa, nhưng ta không đi qua, ta cố hương không ở nơi đó, ở. Nói tới chỗ này, ngừng lại một chút, tựa hồ có điều cố kỵ, không nói tiếp nữa, đổi chuyện nói. Tóm lại, thằng nhóc kia mất tích không gặp, chỉ có thể là rơi vào địa tâm vực, không khác biệt có thể. Yên Vũ Tiên Tôn nói, Nhâm tiền bối, ta muốn gặp nhà ta tôn chủ, vậy phải làm sao, mới có thể đi địa tâm vực. Chỗ này ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, lối vào ở nơi nào. Nhâm Phi Phàm nói, ta cũng không biết lối vào ở nơi nào, nhưng thiên nhân vực lưu lại có rất nhiều ẩn núp viễn cổ bí cảnh, luôn có một nơi bí cảnh, sẽ có địa tâm vực đầu mối. Yên Vũ Tiên Tôn chán nản nói, đầu mối sao? Vậy phải thăm dò tới khi nào? Nhâm Phi Phàm nói, người yên tâm, lấy ta cảnh giới, không bao lâu, liền có thể tìm được địa tâm vực lối vào tin tức. Bạch cô nương, người liền ở lại chỗ này, chờ ta tin tức tốt, ngàn vạn không muốn làm chuyện ngu xuẩn gì. Hắn biết Yên Vũ Tiên Tôn là âm dương thần điện nhân vật, cũng là cuộc cờ một vòng, nếu như Yên Vũ Tiên Tôn tự sát chết, đối với ván cờ khí vận sẽ có ảnh hưởng. Yên Vũ Tiên Tôn tự nhiên rõ ràng Nhâm Phi Phàm thực lực, đó là liền kiếp trước luân hồi chi chủ, cũng không có so bội phục tồn tại, nói, được, Nhâm tiền bối, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, hướng Lôi Yểm nói, Lôi Yểm, ngươi liền lưu lại, chiếu cố Bạch cô nương. Lôi Yểm nói, ưm. Nhâm Phi Phàm phân phó xong, nói, Mạch Hàn, chúng ta đi. Sau đó, chính là mang Tô Mạch Hàn rời đi. Rất nhanh. Nhâm Phi Phàm chính là đi tới một miếng phong cách cổ xưa trước cửa. Bất quá là chỉ một thân một mình. Cái này bí cảnh, phải tự thân hắn ta tới. Cửa viết bốn chữ to, cổ đãng tuyệt cảnh. Đây là thiên nhân vực một nơi đặc thù tuyệt cảnh, nếu không phải thiên đạo suy thoái, chỗ này bí cảnh cũng sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay bại lộ ở trước mắt. Chỗ này bí cảnh lịch sử quá mức lâu đời, thậm chí lâu đời đến cấm chế bên trong đã biến mất. Diệp Thần à Diệp Thần! Chỉ mong ta có thể tìm được địa tâm vực lối vào. Nói xong, Nhâm Phi Phàm liền bước vào cổ đãng tuyệt cảnh vậy cánh cửa bên trong. Hư không chập chờn, Nhâm Phi Phàm bóng người hoàn toàn biến mất. Làm Nhâm Phi Phàm mở mắt ra, nhưng là phát hiện mình đứng ở một chỗ trên vách đá. Chung quanh như hỗn độn hư không. Mà trong hư không, đứng thẳng 10 tòa cự phong. Cự phong như người ngón tay, đập vào mặt, tựa như trấn áp hết thảy. Nhâm Phi Phàm trên mặt ngược lại là không nhìn ra diễn cảm, nhưng là hai tròng mắt nhưng là viết đầy ngưng trọng. Những năm này, ta giao thiệp với mấy chục ngàn cái bí cảnh, như vậy bí cảnh ngược lại là hồi thứ nhất đụng phải, cổ đãng hai chữ, ở thời đại kia, ý sâu dài à. Nhâm Phi Phàm bước ra một bước, liền là xuất hiện ở một tòa cự phong bên trên. Nhưng quỷ dị chính là, làm hắn đạp ở nơi này tòa cự phong lúc đó, nhưng là phát hiện mình trở lại lúc đầu trên vách đá. Nhâm Phi Phàm con người huyết nguyệt lưu chuyển, lộ ra một đạo nghiền ngẫm nụ cười,
rất nhiều năm không đụng phải như thế chuyện thú vị, đã như vậy, ta liền xem, trong truyền thuyết cổ đãng thần thích bí cảnh rốt cuộc cất giấu cái gì. Cùng lúc đó, địa tâm vực bên trong, Diệp Thần như mũi tên phóng về nhà, hắn biết Huyết Thần, Kỳ Thư Thanh, Nhâm Phi Phàm các người, cũng đang chờ mình trở về, và Mạc Hàn Hy từ Thanh Long bí cảnh bên trong sau khi ra, liền vội vã đi Mạc gia tộc chạy tới. Hai người lần nữa trở lại Phi Phượng cổ thành bên trong, đã là nửa đêm, ở trong màn đêm đi sóng vai. Mạc Hàn Hy nghĩ đến Diệp Thần chuẩn bị phải đi, trong lòng ảm đạm, trong lòng bỏ không được Diệp Thần, lại không kềm hãm được, khoác lên hắn cánh tay, đem mềm nhũn thân thể dán lên. Diệp Thần tâm thần rung động, không muốn hơn chọc nhân quả, không giấu vết bước nhanh hơn, thoát khỏi nàng tay trong tay. Mạc Hàn Hy trong lòng có vẻ thất lạc, nhưng vào lúc này, nghe được phía chưa quanh đích một tiếng, trên trời lại kịch liệt chấn động, không gian quy luật bể tan tành, có vô cùng huy hoàng trắng tinh thánh quang, không ngừng cổn đáng. Cuồn cuộn thánh quang bên trong, có một tòa khoáng đạt vô cùng, mình mông muôn vàn thánh đường cung điện, hiển hóa liền đi ra. Từng đạo cường đại bóng người, người khoác thánh giáp, tay cầm thánh kiếm, cả người ánh sáng vần quanh, như truyền thuyết thần thoại bên trong thiên thần, huy hoàng vô địch, hạ xuống ở Mạc gia thần thụ, Phượng Tê bảo thụ bầu trời. Ha ha ha, Mạc gia tiện nô Mạc Nguyên Châu, cút ra đây nhận lấy cái chết. Một cái nắm trọng kiếm, vô cùng uy nghiêm mạnh mẽ thanh niên, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, sau lưng vây quanh mấy trăm cái cường giả, phát ra lôi âm cuồn cuộn, rung động toàn bộ Phi Phượng cổ thành. Không tốt, là cân nhắc quyết định thánh đường sứ đồ, Trần Thiêu. Trăm năm trước chính là hắn đã thương gia gia ta. Mạc Hàn Hy thấy trên bầu trời thân ảnh kia, kinh hô. Cân nhắc quyết định thánh đường sứ đồ. Diệp Thần cũng là cả kinh, xem nhóm người này thế tới hung hung hình dáng, rõ ràng trong lòng không ý tốt. Mạc Hàn Hy nói, cân nhắc quyết định thánh đường hạch tâm thần thông, kêu cân nhắc quyết định 72 ngày trận, người vậy gặp qua, trận pháp kia cần 72 người thi hành mở ra, thánh đường sứ đồ thì có 72 cái, đều là bảy trận hạch tâm, mỗi một cái cũng không có so mạnh mẽ. Cái này Trần Thiêu chính là 72 sứ đồ một trong, tu vi đại khái ở thái chân cảnh 6-7 tầng thiên. Diệp Thần nói, thái chân cảnh 6-7 tầng thiên, cũng không coi là quá mức lợi hại. Mạc Hàn Hy nói, không phải vậy, mỗi một cái sứ đồ, đều có thể mượn dùng cân nhắc quyết định thánh đường pháp bảo lực lượng, thực lực không thể lấy bề ngoài mà nói, chân chính sức chiến đấu, thậm chí đủ để lại vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ. Dễ dàng vượt cấp mà chiến. Cái gì? Diệp Thần khá có chút kinh ngạc, nhìn thật cao trôi lơ lửng ở trên trời thánh đường cung điện hư ảnh, chỉ cảm thấy một hồi vô cùng to lớn uy áp, so với ban đầu đối mặt Lâm Kỳ thời điểm, áp lực còn lớn hơn rất nhiều. Mà toàn bộ Phi Phượng cổ thành, khắp thành Mạc gia các tộc nhân, thấy đột nhiên phủ xuống thánh đường sứ đồ, đều là vô cùng kinh hãi, rối rít rút ra binh khí, sử dụng pháp bảo, chuẩn bị nghênh địch. Ở Phượng Tê bảo thụ hạ, rất nhiều Mạc gia dòng chính huyết mạch đệ tử lại là khiếp sợ thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có thánh đường sứ đồ đánh tới. Không xong, tộc trưởng, cân nhắc quyết định thánh đường đánh tới. Người tới chính là năm xưa sứ đồ Trần Thiêu. Có người hướng tộc trưởng Mạc Nguyên Châu bẩm báo, thanh âm tràn đầy vẻ nôn nóng. Mạc Nguyên Châu sớm nghe phía bên ngoài vang động, lớn bước ra ngoài. Trần Thiêu, ngươi làm sao phá vỡ ta Mạc gia bảo vệ đại trận? Nhìn bầu trời bên trên. Vậy đạo tay cầm trọng kiếm mạnh mẽ bóng người, Mạc Nguyên Châu thần sắc chợt biến. Mạc gia tộc Phi Phượng cổ thành, có đại trận bảo vệ, nếu như có địch đánh tới, trận pháp lập tức phát động, kẻ địch khó mà tấn công đi vào. Coi như cưỡng ép phá trận, vậy phải bỏ ra giá cực lớn. Thánh chủ vận dụng bổn mạng máu tươi, im hơi lặng tiếng tiêu mất các ngươi đại trận, các ngươi ngày hôm nay tiêu diệt, vậy coi là chết được kỳ sở. Mạc Nguyên Châu giao ra Phượng Tê bảo thụ và ấu hoàng thiên kiếm, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Trần Thiêu cười lạnh một tiếng, trọng kiếm vung chém, lăng không bạo giết xuống, trên thân kiếm màu trắng thánh quang lóng lánh, mơ hồ cùng trên bầu trời thánh đường cung điện hư ảnh hô ứng. Một kiếm này lại có thánh đường thiên uy. Nguyên lai là cân nhắc quyết định đứng đầu, không tiếc hao tổn bổn mạng căn cơ, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải ta Mạc ra tiêu diệt sao? Mạc Nguyên Châu con người có giúp một cái, phải biết vậy cân nhắc quyết định thánh đường, là ngày xưa vạn khư lão tổ pháp bảo, thần uy mạnh, thật là khó mà hình dạng. Đối mặt bình thường Trần Thiêu, hắn cũng không sợ, nhưng đối mặt có cân nhắc quyết định thánh đường lực lượng gia trì Trần Thiêu,
hắn cũng không có phần thắng. Đây cũng là vạn khư lão tổ pháp bảo thần uy chỗ kinh khủng. Thậm chí có thể nói, thời khắc này Trần Tiêu là khắc tinh của hắn. Mắt gặp Trần Tiêu chém xuống một kiếm, Mạc Nguyên Châu chỉ cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng, toàn tộc sinh tử tồn vong, hệ tại một phát, hắn quyết không thể lùi bước. Thiên băng hóa kiếm, giết. Mạc Nguyên Châu quát to một tiếng, rút ra trường kiếm, tung người bay lên, một kiếm cuốn lên cuồn cuộn băng xương khí lạnh, vậy khí lạnh gào thét tới giữa, lại có thể biến thành ngàn đạo băng kiếm, hướng Trần Tiêu chém tới. Chút tài mọn. Trần Tiêu nhìn hờ hững, trọng kiếm như cũ sấm sét vạn quân vậy chém xuống, đầu tiên là một tiếng nổ, sau đó bót 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 một hồi vang, vậy ngàn chuôi băng kiếm, lại bị hắn một lần hành động phá hết. Cái gì? Mạc Nguyên Châu thấy Trần Tiêu hung mãnh như vậy hình dáng, cũng là thần sắc đại chấn. Mà xa xa Diệp Thần cùng Mạc Hàn Hy, đang nhanh chóng chạy tới chiến trường. Diệp Thần thấy Mạc Nguyên Châu thiên băng hóa kiếm thủ đoạn, chợt gian trong lòng chấn động một cái, nói thiên băng hóa kiếm, vì sao có chút quen thuộc. Cái này nhân quả trong đó thật đúng là huyền diệu khó giải thích. Thiên băng kiếm trận. Bầu trời bên trong, Mạc Nguyên Châu không cam lòng thất bại, xuất thủ lần nữa, một cái cầm băng kiếm hội tụ, hóa thành một chuôi ngàn trượng dài khủng bố cự kiếm, hung hăng hướng Trần Tiêu lướt đi. Còn không hết hy vọng, ta đã đạt được thánh đường thiên uy che chở, thực lực hơn xa trước kia, ngươi như thế nào là ta địch thủ. Trần Tiêu nhìn to lớn kia băng kiếm chém tới, không sợ chút nào, quyền trái chợt phung ra, so mặt trời còn muốn huy hoàng thánh quang, từ hắn trên nắm tay bạo dũng ra. Thánh đường Bắc đấu thần quyền. Quát to một tiếng, Trần Tiêu thánh quyền như rồng đảo ra, quyền phong quẹt trầy không khí, lại là phát ra một hồi nhọn âm bạo thanh. Phịch. Một quyền đánh xuống, Mạc Nguyên Châu băng kiếm, nhất thời bị đánh phá. Thậm chí, Trần Tiêu quả đấm, như cũng duy trì uy thế, một quyền như sấm, hung hăng đập vào Mạc Nguyên Châu trên ngực. Rắc rắc. Mạc Nguyên Châu tại chỗ xương sườn nổ tung, há mồm cuồng phún ra máu tươi. Máu tươi kia bên trong, thậm chí mang chút nội tạng mảnh vỡ, lại bị một quyền đánh thành trọng thương. Phịch. Hắn thân thể, vậy giống như đạn đại bác vậy, hung hăng bị đập rơi xuống đất. Tộc trưởng. Chung quanh Mạc gia các tộc nhân, nhất thời la thất thanh. Cha. Mạc Hàn Hy thấy vậy, cũng là hù được hoa dung thất sắc. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, thánh chủ kêu ta tới thử dò, ai ngờ các ngươi Mạc gia vô dụng như vậy. Ta một cái sứ đồ, liền có thể giết tuyệt các ngươi cả nhà. Người toàn bộ giết, mang đi Phượng Tê bảo thụ. Trần Tiêu gào to một tiếng, sau lưng mấy trăm cái người khoác thánh giáp đệ tử, cùng kêu lên, như thiên thần hạ phàm, hạ xuống đến Mạc gia tộc trên đất. Mạc Nguyên Châu trọng thương ngã gục, Mạc gia toàn tộc đạo tâm cơ hồ băng tán, mắt gặp thánh đường đệ tử đánh tới, khí thế trước thua một nước, chỉ có thể chật vật phòng ngự ngăn cản. Diệp Thần nhìn cái này hỗn chiến cục diện. Sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem, nội tâm dâng lên hừng hực lửa giận. Không thể tha. Diệp Thần nhìn chằm chằm trên bầu trời Trần Tiêu, trong mắt nổ lên sát ý, bàn chân trên đất đạp một cái, thân thể phóng lên cao. Mạc gia, có hắn nhân quả, hiện tại lại thấy Mạc gia gặp nạn, hắn tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Hồng Mông Đại Tinh Không, mở. Diệp Thần quát to một tiếng, Hồng Mông Đại Tinh Không trực tiếp mở. Bầu trời hiện ra từng luồng hồng mông thủy khí, sáng chói tinh thần đang lóng lánh. Ừ, Trần Tiêu bỗng nhiên thấy Diệp Thần bóng người, còn có vậy đột nhiên xuất hiện hồng mông tinh không, sắc mặt không khỏi đại biến. Ở hồng mông tinh không uy áp hạ, bầu trời chóp đỉnh thánh đường cung điện, lại đang không ngừng chấn động, tựa hồ tùy thời có thể tan vỡ. Mảnh tinh không này, không tha cho cân nhắc quyết định thánh đường tồn tại. Mảnh tinh không này, lại là cân nhắc quyết định thánh đường khắc tinh. Trần Tiêu thậm chí cảm giác được mình nguyên bản ưu việt thực lực mà lại ở không ngừng suy thoái. Ngươi là ai? Trần Tiêu cả kinh thất sắc, xem Diệp Thần hơi thở, cũng chỉ thủy nguyên cảnh bảy tầng thiên, nhưng Diệp Thần ánh mắt, nhưng cho hắn mang đến to lớn chèn ép, tựa như liền thần hồn đều phải bị đâm thủng. Võ tổ thần uy, hạ xuống. Diệp Thần vung tay lên, hồng mông tinh không dưới, đột nhiên hiện ra một đạo vạn trượng cao bóng người, đó là truyền thuyết bên trong, võ đạo thủy tổ. Võ tổ bóng người. Từ ở huyễn Trần Yên Yên vũ huyễn cảnh bên trong, tu luyện vạn năm sau đó, Diệp Thần phá giải thiên võ ngọa long trải qua tổng cương, hồng mông đại tinh không thăng lột xác, đã có thể triệu hoán võ tổ hư ảnh. Đây là hắn một lá bài tẩy.
Chỉ tiếc ở ban đầu nho tổ ước chiến bên trong, hắn còn chưa kịp sử dụng cái này lá bài tẩy, liền bị đánh trọng thương, tinh không chôn vùi. Lần này, Diệp Thần sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Hắn biết rõ Trần Tiêu lợi hại, đối phương là cân nhắc quyết định thánh đường sứ đồ, thái chân cảnh 7 tầng thiên cường giả, lại có thánh đường thần uy bảo vệ, muốn chiến thắng hắn, phải vận dụng lá bài tẩy. Vừa thấy mặt tới giữa, Diệp Thần trực tiếp cho gọi ra võ tổ hư ảnh. Võ tổ thần uy thêm thân, thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần cả người gân cốt sắc sắc sát vang dội, lực lượng điên cuồng tăng vọt, hung hăng một quyền hướng Trần Tiêu đánh tới. Oanh! Một quyền này, mang võ tổ tinh không đại khí phách, uy thế so với Trần Tiêu mới vừa thánh đường thần quyền, còn muốn hung mãnh bá đạo gấp mấy lần. Trần Tiêu thấy Diệp Thần một quyền này, biết rõ Diệp Thần là mình khắc tinh, dù là mình cảnh giới cao Diệp Thần như thế nhiều cũng không có dùng à. Thời khắc này hắn chỉ kinh hãi được ra đầu tê dại, vội vàng rút người ra bay ngược, hơi có điểm chật vật tránh thoát đi, nói, ngươi là võ tổ truyền nhân. Thiên nhai võ minh đệ tử. Địa tâm vực bên trong, có một thế lực tên là Thiên nhai võ minh, là cung phụng võ tổ tồn tại, Trần Tiêu thấy Diệp Thần hồng mông tinh không, chỉ lấy là Diệp Thần chính là Thiên nhai võ minh đệ tử, thậm chí luyện thành cho tới bây giờ không có ai luyện thành qua tinh không bí kỹ. Ngươi Thiên nhai võ minh. Dám đắc tội ta cân nhắc quyết định thánh đường. Ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Trần Tiêu cắn răng quát lên. Trên mặt đất, rất nhiều Mạc gia đệ tử, thấy Diệp Thần bóng người, cũng là khiếp sợ. Là hắn, hắn lại còn dám trở về. Thằng nhóc này, lại là võ tổ truyền nhân sao? Lại có thể chính diện đối kháng Trần Tiêu, đây là bực nào thực lực? Diệp Thần bị Mạc Hàn Hy cứu đi, đã qua mấy ngày. Trong quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, Mạc gia sớm có phát hiện, Mạc Nguyên Châu kêu la như sấm, hạ lệnh điều tra kỹ. Liên quan tới Diệp Thần lệnh truy nã, đã nhanh chóng truyền tới các nơi. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần ngày hôm nay lại có thể trở về, thậm chí vừa đối mặt, liền ép được Trần Tiêu chật vật lui về phía sau. Lúc đầu, hắn lại là võ tổ truyền nhân sao? Trọng thương ngã gục Mạc Nguyên Châu, nhìn Diệp Thần cao ngạo ở trên trời bóng người. Ho khan kịch liệt mấy tiếng, tâm tình dưới sự kích động, trực tiếp xỉu. Cha! Mạc Hàn Hy vọt tới, vội vàng đỡ phụ thân. Nàng chính là Mạc Gia Thiên Kim. Ấu Hoàng Thiên Kiếm ở trên người nàng, giết nàng. Chung quanh chính là loạn chiến, cân nhắc quyết định thánh đường các đệ tử, vừa thấy được Mạc Hàn Hy, liền rối rít hô hoán lên, như nước thủy triều vọt tới muốn giết chết nàng, cướp đoạt Ấu Hoàng Thiên Kiếm. Trần Tiêu tuy bị Diệp Thần áp chế, nhưng mọi người tin tưởng, một cái thủy nguyên cảnh tồn tại, lật trời không được, chỉ cần Trần Tiêu phục hồi tinh thần lại, mượn thánh đường uy nghiêm, đủ để trấn giết hết thảy. Bảo vệ tiểu thư, Mạc gia các tộc nhân, chính là nhanh chóng vây dựa vào đến Mạc Hàn Hy bên người, bảo vệ nàng và bị thương tộc trưởng. Bầu trời bên trong, Diệp Thần nghe được Trần Tiêu mà nói, nhưng là sắc mặt hờ hững, không có chút nào nói nhảm, quả đấm như cũ không có chút nào xinh đẹp, hung hăng bạo đánh ra. Trần Tiêu hơi có điểm sợ hãi, trên đỉnh đầu không thánh đường hư ảnh, ở hồng mông tinh không dưới áp chế, đã sắp tan vỡ. Vốn cho là thánh đường hư ảnh có thể để cho chuyến này, hoàn mỹ không sứt mẻ. Hôm nay, nhưng là thành chướng ngại vật. Nếu không phải bọn họ quá mức lệ thuộc vào thánh đường hư ảnh, cũng không khả năng bị Diệp Thần mạnh như vậy thế à. Thánh đường ban phúc, mượn ta thần lực, giết. Thấy vậy, Trần Tiêu một tiếng gầm thét. Đem còn sót lại thánh đường năng lượng, toàn bộ bơm vào đến thân thể mình trên. Rắc rắc sát. Hắn thân thể, cũng là một hồi nổ vang, thịnh mang lóng lánh, trong tay trọng kiếm tóe ra giống như hãn biển vậy sáng chói kiếm khí, một kiếm thẳng hướng Diệp Thần quả đấm chém tới. Một kiếm này mang thánh đường thần lực, đặc biệt hung hãn. Ngươi có kiếm, ta cũng có. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải kiên quyết rút ra một cái đen nhánh kiếm, kiếm nhất ra. Cuồn cuộn ma khí lập tức tràn ngập chân trời, liền tinh không cũng hóa thành màu sắc đen nhánh. Kinh khủng kia ma khí, bốn phía quét sạch, để cho được chung quanh tồn tại thánh đường thần quang, toàn bộ ảm đạm xuống, tất cả huy hoàng thánh khí, toàn bộ bị áp chế. Hoang ma thiên kiếm, giết đi ra. Diệp Thần kiếm trong tay, chính là hoang ma thiên kiếm. Cái gì, hoang ma thiên kiếm, tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Tiêu thấy Diệp Thần kiếm, cũng là hù được hồn phi phách tán, tuyệt đối không nghĩ tới trong truyền thuyết hoang ma thiên kiếm, lại có thể sẽ ở Diệp Thần trong tay.
Tám đại thiên kiếm truyền thuyết, hắn dĩ nhiên là như sấm bên tai, là kiếm thần lão tổ tự tay đúc, nhưng cái này là thái thượng thế giới thiên kiếm, không thiên quân không thể nắm giữ, làm sao sẽ rơi vào Diệp Thần trong tay. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Diệp Thần không trả lời một chút nói nhảm, mà quang nổ tung như nước thủy triều, mặt trời gay gắt huy hoàng, một kiếm chém về phía Trần Tiêu. Trần Tiêu liều chết ngăn cản, nhưng, giờ khắc này Diệp Thần, có võ tổ hư ảnh gia trì, lại toàn lực vận dụng hoang ma thiên kiếm, hơn nữa dùng hồng mông tinh không uy nghiêm, chế trụ cân nhắc quyết định thánh đường, hắn như thế nào có thể ngăn cản. Phịch! Diệp Thần chém xuống một kiếm, trực tiếp đem Trần Tiêu trong tay trọng kiếm, đánh thành mảnh vỡ. Ở hoang ma thiên kiếm mũi nhọn hạ, Trần Tiêu kiếm tựa như giấy vậy, căn bản không thể ngăn cản. Hắn thân thể, cũng là vô cùng chật vật bay ngược. Mau rút lui. Dưới sự kinh hoàng, Trần Tiêu kêu to, nhanh chóng đi trên bầu trời chạy trốn đi. Chạy sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cách không một quyền, võ tổ thần uy bùng nổ. Phịch! Cái này một cái võ tổ thần quyền, hung hăng đánh vào Trần Tiêu sau lưng. Trần Tiêu toàn bộ thân thể, trên không nổ, hóa thành thịt nát, bốn phía phun ra, trực tiếp chết oan uổng. Sứ nổ đại nhân, toàn trường thánh đường các đệ tử, thấy Trần Tiêu bị đánh giết, tại chỗ ngu, vô cùng chấn động ngạc nhìn Diệp Thần. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể như thế ung dung, giết chết Trần Tiêu. Coi như bỏ ra thánh đường hư ảnh, Trần Tiêu thực lực không hề coi là mạnh mẽ, nhưng cũng không thể có thể như vậy đơn giản à. Diệp Thần hít sâu một hơi, thật ra thì hắn cũng không thoải mái, vừa lên tới liền lấy ra hai cái lá bài tẩy, võ tổ hư ảnh và hoang ma thiên kiếm cũng dùng được, hắn hiện tại cơ hồ là mất sức, thân thể hết sức yếu ớt. Nếu như lúc này, tới một cái nữa sứ đồ, hắn liền nguy hiểm. Thật may, lần này tập sát, cân nhắc quyết định thánh đường chỉ là dò xét, chỉ phái Trần Tiêu một người tới. Trần Tiêu chết sau đó, toàn trường thánh đường đệ tử chấn động phố như đưa đám. Cũng mất đi chiến ý. Giết! Mạc gia tộc nhân thừa dịp này cơ hội, lập tức giết ngược, đem một đám thánh đường đệ tử, giết chết, tù binh, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Diệp Thần nghe được phía dưới vang động, thu hồi hoang ma thiên kiếm, từ thiên hạ xuống. Mạc Hàn Hy và một đám Mạc gia tộc nhân, nhìn Diệp Thần từ trên trời giáng xuống bóng người, tất cả người ngơ ngác không nói ra lời. Ở trong mắt bọn họ, giờ khắc này Diệp Thần, liền giống như thiên quân vậy tồn tại, cường hãn hết sức, đơn giản là vô địch. Nếu như không phải là có Diệp Thần bảo vệ, vậy Mạc gia ngày hôm nay liền nguy hiểm. Chẳng lẽ, hắn thật là tổ tiên tiên đoán phá cuộc người sao? Có người thấp giọng lẩm bẩm, nhớ lại truyền thuyết lâu đời. Diệp đại ca, Mạc Hàn Hy đi tới Diệp Thần bên người, muốn nói cái gì cũng không biết như thế nào mở miệng. Không sao. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía. Không ai dám tiếp xúc hắn ánh mắt. Trước đây Mạc gia người, còn muốn giết Diệp Thần cung phụng tổ tiên, nhưng hiện tại Diệp Thần cũng không kế hiểm khích lúc trước, cứu vãn bọn họ, đám người trong lòng đều là xấu hổ. Vô luận Diệp Thần là thân phận gì, xứ lạ người cũng tốt, võ tổ truyền nhân cũng được, tóm lại, ngày hôm nay nếu như không có Diệp Thần, Mạc gia rất có thể liền bị diệt. Kẻ địch tập sát quá nhanh, bảo vệ đại trận lại đột nhiên mất đi hiệu lực, Mạc gia căn bản không phản ứng kịp. Nếu như Mạc gia có chuẩn bị nói, dựa vào Phượng Tê bảo thụ thần uy, chưa chắc sẽ chật vật như vậy. Cha người bị thương, cứu người trước nói sau. Diệp Thần nhìn trọng thương Mạc Nguyên Châu, lập tức thả ra bát quái thiên đan thuật, từng luồng đạo gia linh khí rơi vào người sau trên mình, bồi dưỡng người sau thương thế. Nhưng, Mạc Nguyên Châu bị thương quá nặng, 45 phút vậy tỉnh không đến. Tuy nói Mạc Nguyên Châu từng giam Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần muốn bắt được thần thụ phù chiếu cái này chìa khóa, đánh mở hằng cổ chi môn, trở lại ngoại giới, vẫn là phải dựa vào Mạc Nguyên Châu, hắn tự nhiên không thể nhìn đối phương bỏ mình. Mọi người thấy Diệp Thần bất kể hiềm khích lúc trước cứu người, trong bụng đều là xấu hổ. Cũng may có Diệp Thần cứu chữa, Mạc Nguyên Châu thương thế đã không còn đáng ngại, tả hữu hộ pháp trưởng lão liền mang hắn hồi tẩm cung, dùng linh đan rượu dược ân cần săn sóc. Diệp Thần còn băn khoăn thần thụ phù chiếu. Liền và Mạc Hàn Hy cùng nhau, ở trong tẩm cung hầu hạ, cùng Mạc Nguyên Châu tỉnh lại. Ba ngày sau, Mạc Nguyên Châu tỉnh lại. Cha! Mạc Hàn Hy thấy phụ thân tỉnh, nhất thời đại hỉ. Đây là... Mạc Nguyên Châu tỉnh lại, thấy Diệp Thần, ánh mắt một hồi hoảng hốt. Tả hữu hộ pháp trưởng lão,
hướng Mạc Nguyên Châu nói tỉ mỉ chuyện lúc trước. Ngươi lại giết Trần Tiêu. Mạc Nguyên Châu sau khi nghe nói, có vẻ kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng Trần Tiêu thực lực, không nghĩ tới lại có thể bị Diệp Thần một cái xứ lạ người giết chết. Mạc Hàn Hy hơi có điểm kích động nói cha, thật may có Diệp đại ca, nếu không chúng ta Mạc gia liền nguy hiểm. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói tạm thời may mắn, nơi này có một phong thơ, xin tiền bối xem qua. Lập tức đem Mạc Hoàng Tể cho hắn tin, móc ra, giao cho Mạc Nguyên Châu. Là lão gia tử tin. Mạc Nguyên Châu thấy phong thư này, nhất thời hơi biến sắc mặt, trong mắt lộ ra vẻ cung kính, hai tay tiếp lấy thờ phượng, cẩn thận mở ra. Trừng trưởng lão nghe được Mạc Hoàng Tể tin tới, cũng là khẩn trương. Mạc Nguyên Châu mở ra thờ phượng, rút ra giấy viết thư, thấy nội dung phía trên, sắc mặt không ngừng biến hóa, âm tình bất định. Một cái trưởng lão không nhịn được hỏi, tộc trưởng, lão thiên quân cũng nói những gì. Mạc Nguyên Châu lạnh lùng nói, hắn nói thằng nhóc này là phá cuộc người, kêu ta cầm thần thụ phù chiếu cho hắn. Trưởng lão kia cả kinh nói, cái gì? Thần thụ phù chiếu là mở ra hằng cổ chi môn chìa khóa, chẳng lẽ lão tổ tông muốn thả qua hắn, đưa hắn hồi ngoại giới đi không? Khác một cái trưởng lão nói, suỵt, chớ nói bậy bạ, tiểu thư vẫn còn ở nơi này. Hiển nhiên, hằng cổ chi môn bí mật, là không thể tùy tiện tiết lộ cho tiểu bối nghe. Cha, vậy ta đi ra ngoài trước. Mạc Hàn Hy đứng lên, nhớ tới thân đi ra ngoài tránh hiểm nghi. Mạc Nguyên Châu trầm giọng nói, không cần, người tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm để cho ngươi biết, trừ phi thăng gia, còn có một cái đặc thù biện pháp, có thể rời đi địa tâm vực, đó chính là thông qua hằng cổ chi môn. Vậy hằng cổ chi môn, hàng năm khép kín, chỉ có dùng thập đại thần thụ đế kết thành phù chiếu, thành tựu chìa khóa, mới có thể mở. Mạc Hàn Hy nghe được lời của cha tiếng nói, trong lòng khẽ run, nói cha, vậy ngươi hiện tại, có thể đưa chìa khóa cho Diệp đại ca sao? Nàng tuy chẳng muốn Diệp thần rời đi, nhưng cũng biết cưỡng ép giữ lại không có kết quả tốt. Mạc Nguyên Châu hừ một tiếng, nói, ra ra ngươi lão hồ đồ, thần thụ phù chiếu làm sao có thể tùy tiện cho người, vạn nhất mất liền làm thế nào? Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nói tiền bối, ngươi là không chịu mượn chìa khóa cho ta sao? Mạc Nguyên Châu nói, đứa nhỏ, thật xin lỗi, chìa khóa không thể cho ngươi, ngươi ngày hôm nay cứu vãn ta Mạc ra, ta rất là cảm kích. Để báo đáp lại, ta tặng ngươi 10 triệu viên thiên trà đan, lại giải trừ ngươi lệnh truy nã, thả ngươi rời đi, nhưng ngươi sau này, không muốn lại bước vào ta Mạc gia tộc địa, nơi này không hoan nghênh ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thủy chung là một cái xứ lạ người. Giọng nói chuyện, đặc biệt nghiêm nghị. Diệp thần có vẻ chấn động, không nghĩ tới đối phương tận tuyệt như vậy tình, nội tâm nhất thời dâng lên một cơn giận, đang muốn mở miệng phản bác, nhưng đột nhiên tới giữa. Bên ngoài vang lên một hồi long ngâm. Chỉ gặp một cái ông già, ngồi một cái thanh long, từ bên ngoài bay vào. Dọc theo đường đi Mạc gia tộc nhân, thấy cái này ông già, đều là rối rít quỳ xuống, miệng nói. Cung nghênh lão thiên quân. Ông già bay đến trong tầm cung, vậy tả hữu hộ pháp trưởng lão, cũng là quỳ xuống nói, lão thiên quân thân thể an khang, vĩnh hưởng tiên phúc. Cái này ông già, chính là Mạc gia trước đời một tộc trưởng, Mạc Hoàng Tể. Ra ra, Mạc Hàn Hy thấy Mạc Hoàng Tể tới, nhất thời đại hỉ. Phụ bên trên, Mạc Nguyên Châu cũng là cả kinh, từ trên giường nhỏ đứng lên, cung kính xuôi tay đứng ở một bên. Lão tiên sinh tốt, Diệp thần vậy hướng Mạc Hoàng Tể thi lễ. Mạc Hoàng Tể ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Nguyên Châu, ánh mắt tức giận, từ thanh long sống lưng trên bay xuống, quát lên, quỳ xuống. Mạc Nguyên Châu sợ hãi Mạc Định, lật đật quỳ xuống. Mạc Hoàng Tể chắp hai tay sau lưng thanh long chiếm cứ, lộ vẻ được thần uy dọn ra, nói, người mới vừa nói ai lão hồ đồ. Mạc Nguyên Châu thân thể run rẩy, nói, phụ trên, người nghe ta giải thích, ta không phải cái ý này. Mạc Hoàng Tể hừ lạnh một tiếng, nói, người không cần nhiều lời, ta thương thế tốt được xong hết rồi, từ hôm nay trở đi, ta lần nữa tiếp quản Mạc gia, người cho ta lăn đi rơi phượng ven núi đối diện tường. Mạc Nguyên Châu nói, phụ trên. Mạc Hoàng Tể nói, người cái này phế vật vô dụng, cân nhắc quyết định thánh đường giết tới cửa, người lại có thể một chút cảnh giác cũng không có, thiếu chút nữa bị người diệt tuyệt cả nhà, ta lưu người có ích lợi gì. Mạc Nguyên Châu vội nói, phụ trên, không phải vậy, người nghe ta nói, ta cũng không ngờ tới vậy cân nhắc quyết định đứng đầu, lại có thể từ dây dưa máu tươi,
không tiếc liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải hóa giải ta Mạc gia bảo vệ đại trận. Cái này tiêu trận phương pháp im hơi lặng tiếng, ai cũng phản ứng không kịp nữa. Mạc Hoàng Tể nói, ngươi không cần hơn kiếm cớ, tóm lại, ngày hôm nay ngươi hại được Mạc gia thiếu chút nữa tiêu diệt, đối hắn áy náy, nếu không phải Diệp tiểu huynh đệ ra tay, ngươi hiện tại đã chết, còn đối với người khác như thế phách lối, thật lấy là mình là trời quân chủ làm thịt. Mạc Nguyên Châu thật là xấu hổ, nói, phụ trên, ta sai. Rồi sau đó, hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần nói, tiểu huynh đệ, thật xin lỗi. Diệp Thần thấy Mạc Nguyên Châu bộ dáng này, cũng là âm thầm kinh ngạc. Mới vừa Mạc Nguyên Châu còn là một bộ cao cao tại thượng hình dáng, giờ khắc này ở Mạc Hoàng Tể trước mặt, nhưng là vô cùng nhún nhường, không dám chút nào câu oán hận, hiển nhiên Mạc Hoàng Tể xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, mới thật sự là Mạc gia nắm giữ. Mạc Hoàng Tể nói, thần thụ phù chiếu cho ta, ngươi lăn đi rơi phượng ven núi cấm địa đối diện tường. Mạc Nguyên Châu nói, thời khắc này hắn căn bản không dám chống lại, đem một tấm in phượng hoàng đồ đằng phù chiếu, giao ra, cũng im lặng rời đi tẩm cung. Mạc Hàn Hy thấy phụ thân chán nản bóng người, có chút không đành lòng, nói, ra ra. Mạc Hoàng Tể nói, cháu gái ngoan, người phụ thân thiếu chút nữa hại được Mạc gia cả nhà tiêu diệt, là phải tiếp nhận điểm trừng phạt. Mạc Hàn Hy nói, được rồi. Mạc Hoàng Tể hướng Diệp Thần nói, đây chính là thần thụ phù chiếu, Diệp tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi cứu vãn ta Mạc gia nguy nan, phù này chiếu ngươi cứ việc cầm đi, cùng mở ra hằng cổ chi môn, ngươi liền có thể rời đi địa tâm vực. Rồi sau đó liền đem vậy in phượng hoàng đồ đằng phù chiếu, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp lấy phù chiếu, mơ hồ tới giữa, bắt được một cổ rất xa hô ứng. Phù này chiếu, tựa hồ cùng một cánh cửa, xa xa hô ứng. Vậy cánh cửa, muốn đến chính là hằng cổ chi môn, mà đây phù chiếu, chính là mở cửa chìa khóa. Chìa khóa này, tới không dễ. Diệp Thần kích động chắp tay nói, đa tạ lão tiên sinh mượn ta chìa khóa, vô cùng cảm kích. Dừng một chút, Diệp Thần trong sâu thẳm, lại cảm thấy một chút khác thường, cái này thần thụ phù chiếu, tựa hồ và hằng cổ chi môn hô ứng, không đủ phù hợp, luôn cảm giác có chút không lành lặn. Lão tiên sinh, chỉ bằng vào một đạo phù chiếu, liền có thể mở hằng cổ chi môn liền sao? Diệp Thần trong phảng phất cảm thấy có chút không đúng, chau mày đứng lên. Mạc Hoàng Tể nói, dĩ nhiên có thể, người còn có nghi vấn sao? Diệp Thần nói, ta luôn cảm giác có chút không ổn. Hắn thiên cơ nhân quả suy diễn thủ đoạn, vượt xa người thường, lúc này bắt được thần thụ phù chiếu, nhưng cũng không vì quả phù hợp cảm giác hoàn mỹ cần phải, sau lưng tựa hồ khác có không lành lặn. Mạc Hoàng Tể cười nói, không việc gì không ổn, năm đó hằng cổ thánh đế, cũng là dựa vào hồng gia chìa khóa, mở cửa, ta Mạc gia chìa khóa, sẽ không so hồng gia kém chút nào, người cầm cái này thần thụ phù chiếu, là được mở cửa rời đi. Diệp Thần như cũ tin tưởng mình trực giác, nói, Mạc lão tiên sinh, ta cảm ứng thiên cơ, nhưng phát hiện nhân quả không hợp, sau lưng nhất định có không lành lặn, người tốt nhất vậy suy diễn một hai, chỉ bằng vào một cái chìa khóa, thật có thể mở hằng cổ chi môn. Để cho ta đi ra ngoài sao? Chuyện này sự quan trọng đại, Diệp Thần cũng không muốn một chuyến tay không. Mạc Hoàng Tể nhìn Diệp Thần bộ dáng trịnh trọng, cũng là hơi hơi trầm xuống một cái, bấm ngón tay suy diễn. Cái này một tí suy diễn, Mạc Hoàng Tể mơ hồ tới giữa, quả nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Có cổ quái, người đến, đem thần thụ nội hạch mời đi ra. Mạc Hoàng Tể trầm giọng nói. Tả hữu hộ pháp trưởng lão vừa nghe, nhất thời bị sợ hết hồn, nói, lão thiên quân, thần thụ nội hạch là thần thụ năng lượng chỗ cốt lõi, tùy tiện không thể vận dụng. Mạc Hoàng Tể nói, hằng cổ chi môn nhân quả có biến, ta cần điều tra rõ, mau đem thần thụ nội hạch mời đi ra. Hai trưởng lão không biết làm sao, nói, xoay người đi ra ngoài. Diệp Thần thấy Mạc Hoàng Tể trịnh trọng như vậy chuyện lạ hình dáng, trong lòng cũng là âm thầm kinh dị. Xem ra hằng cổ chi môn đúng là có biến cố, vậy thì phiền toái, vạn nhất mình không thể đi ra ngoài, há chẳng phải là gai gâu. Chỉ chốc lát sau, vậy hai cái hộ pháp trưởng lão, mang một cái ngọc bàn, cung cung kính kính đi vào. Cái này trên ngọc bàn, để một viên trong suốt cây hạch bên trong khảm in một đầu phượng hoàng, hiển nhiên chính là phượng tê bảo thụ nội hạch, là năng lượng chỗ cốt lõi, bên trong hàm chứa linh khí, đơn giản là mênh mông như giới biển. Người hít thở một cái, cũng giác tâm hồn thoải mái. Diệp Thần nhìn vậy trong suốt cây hạch, cũng là khẽ chấn động.
cây kia năng lượng nguyên tử tính bằng bạc, rõ ràng đã từng thái thượng chiếu cố, có bữa quân ban phúc hơi thở, vận thế thâm hậu, nếu như luyện hóa, sợ là có thể trực tiếp để cho hắn tu vi, một đường tăng vọt đến còn thật cảnh. Lão thiên quân, cây hạch mời ra được. Hai trưởng lão nơm nớp lo sợ, bưng ngọc bàn tay hơi phát run, hiển nhiên cây này hạch chính là Mạc gia thần vật, nếu như có cái gì bất ngờ, bọn họ 10 con mệnh cũng thường không đủ. Ừ. Mạc hoàng tể nhẹ khẽ gật đầu, cầm lấy cây hạch, trong miệng thấp giọng tụng niệm một đoạn thần chú, tay trái đạo đạo linh quyết đánh ra. Lạc thiên thành trận. Rồi sau đó, Mạc hoàng tể sử dụng cây hạch trên không trung xoay tròn một tí, rơi vào tẩm cung trên sàn nhà, rào một tiếng, lại ngay tức thì diễn hóa ra một cái thiên cơ đại trận. Đại trận ánh sáng mãnh liệt, lướt qua một bức bức hình ảnh. Những hình ảnh này, thiểm lược cực nhanh, Diệp Thần cẩn thận nhìn chằm chằm. Vậy không thấy rõ, chỉ mơ hồ thấy thánh đường cung điện, thế gia thần thụ, cổ xưa cửa lớn hư ảnh. Còn như nhân quả tới giữa, có cái gì liên lụy, hắn cũng không biết. À, nhưng Mạc hoàng tể, thấy những hình ảnh này sau đó, nhưng là La Thất Thanh, thân thể bỗng nhiên đứng lên. Diệp Thần vội vàng nói, Mạc lão tiên sinh, thế nào? Mạc Hàn Hy cũng gấp nói, ra ra, đã xảy ra chuyện gì? Mạc hoàng tể cắn răng nghiến lợi. Nói, việc lớn không ổn, cân nhắc quyết định đứng đầu lúc đầu tu vi đã đột phá, tấn thăng là nửa bước thiên quân. Diệp Thần và Mạc Hàn Hy nói, nửa bước thiên quân. Mạc hoàng tể nói, không sai, nửa bước thiên quân, khoảng cách chân chính phi thăng thái thượng, quân lâm thiên hạ, chỉ có nửa bước xa. Không nghĩ tới nguyên lai tài quyết đứng đầu tu vi, đã âm thầm có lớn như vậy đột phá. Đây có thể phiền toái. Diệp Thần con người có giúp một cái, nửa bước thiên quân. Cũng chính là nửa cấp trên ý, nói như vậy, cân nhắc quyết định đứng đầu đã đặc biệt đến gần phi thăng, sắp trở thành chân chính thiên quân, không hổ là vạn khư lão tổ pháp bảo. Một kiện pháp bảo, lại có thể cũng có thể tu luyện tới tình cảnh này. Diệp Thần trầm giọng hỏi, cân nhắc quyết định đứng đầu tấn thăng nửa bước thiên quân, và hằng cổ chi môn có quan hệ thế nào? Mạc hoàng tể nói, và hằng cổ chi môn không có quan hệ gì, nhưng cùng chúng ta thiên quân thế gia, quan hệ liền lớn. Diệp Thần nói, mời lão tiên sinh chỉ giáo. Mạc hoàng tể nói, giữa trời đất có khí vận số cố định, mắt thường không thể gặp, nhưng quả thật tồn tại, cân nhắc quyết định đứng đầu đột phá tu vi, khí vận liền mạnh mẽ 3 phần, ta thiên quân thế gia khí vận, liền yếu đi 3 phần, thần thụ phù chiếu cùng khí vận tương liên, ta thiên quân thế gia khí vận một yếu, phù chiếu uy lực liền thật to tiêu giảm. Diệp Thần chấn động trong lòng, trong phảng phất rõ ràng liền cái gì? Nói, thần thụ phù chiếu hơi thở một yếu, liền không mở ra hằng cổ chi môn liền sao? Mạc hoàng tể nói, đúng là như vậy. Trước kia một cái chìa khóa, là có thể mở cửa, nhưng hiện tại không được, ít nhất phải 3 cái chìa khóa, mới có thể đem hằng cổ chi môn mở ra. Diệp Thần nói, 3 cái chìa khóa, ta đi nơi nào tìm còn dư lại 2 cây? Là muốn đi Lâm gia và Hồng gia sao? Mạc hoàng tể thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, nói, không sai. Đây có thể phiền toái, ta Mạc gia chìa khóa có thể cho ngươi mượn, nhưng Lâm gia và Hồng gia, bọn họ tuyệt không thể nào cho mượn, đặc biệt là Hồng gia, năm đó bị hằng cổ thánh đế cướp đi qua một lần, sau đó may mắn tìm về, là tuyệt đối không thể nào cho mượn người ngoài. Diệp Thần nói, nếu như không có bọn họ chìa khóa, ta có phải hay không vĩnh viễn không thể rời đi địa tâm vực. Mạc Hàn Hy vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, Diệp đại ca, ngươi liền có thể lưu lại, và ta. Nói được một nửa, tự biết không ổn, gò má một đỏ, cúi đầu nói, thật xin lỗi. Mạc hoàng tể đứng dậy đi, chau mày, nói, chỉ có một cái chìa khóa, khí vận không đủ, tuyệt không khả năng phá vỡ hằng cổ chi môn. Hắn mới vừa dùng thần thụ nội hạch xem bói qua, thiên cơ nhân quả tuyệt đối không có sai. Diệp Thần dọc theo cây kia hạch đại trận hơi thở, ngược dòng đi qua, vậy phát hiện Mạc hoàng tể lời ấy không giả. Đơn thuần chỉ có một cái chìa khóa, đã không mở ra hằng cổ chi môn. Cân nhắc quyết định đứng đầu đột phá tới nửa bước thiên quân, đã chiếm cứ địa tâm vực hàng loạt khí vận, thiên quân thế gia bị nghiêm trọng áp chế, thần thụ phù chiếu vậy đi theo suy yếu, chỉ có một chương viễn xa không đủ, nhất định phải đem Lâm gia và Hồng gia thần thụ phù chiếu, cũng mượn qua tới mới được. Nhưng muốn mượn cái loại này thần vật, lại nói dễ vậy sao? Diệp Thần trầm giọng nói, lão tiên sinh, không biết người có còn hay không những biện pháp khác. Cần muốn trả giá cao gì mà nói, cứ việc nói thẳng. Mạc hoàng tể trầm ngâm một hồi,
nói, tình hình bây giờ, chỉ có thể do ta ra mặt, phát ra phi kiếm truyền thư, mời Lâm Gia Hồng ra tương trợ. Tả hữu hộ pháp trưởng lão vừa nghe, đồng nói, lão thiên quân, tuyệt đối không thể à. Diệp thần nghe vậy, cũng là chấn động, Mạc Hoàng Tể tự mình ra mặt, đi cầu Lâm Gia Hồng ra hỗ trợ, đây là thiên đại ân huệ, muốn lưng đeo ngập trời nhân quả. Lão tiên sinh, ngươi chịu tự mình ra mặt, vậy thì thật là... À, vãn bối cảm kích khôn cùng, lão tiên sinh có ích lợi gì phải ta địa phương, xin mở miệng. Diệp thần biết đối phương nhân quả lưng đeo cực lớn, trong lòng cảm thấy áy náy. Mạc Hoàng Tể ngược lại là cởi mở, nói, ha ha, ngươi cũng không cần áy náy cái gì, nhớ ta ban đầu nói, pháp thiên tự nhiên, thuận tim mà là được. Diệp thần nói, lão tiên sinh, ta tâm ý, chính là phải báo đáp ngươi. Mạc Hoàng Tể trong mắt chớp động, thần sắc khá là phức tạp nhìn Diệp thần, yên lặng hồi lâu, mới nói, đã như vậy, chờ ngươi trở về mặt đất, có thể giúp ta lưu ý một nhân vật. Diệp thần nói, ai? Mạc Hoàng Tể nói, nàng kêu không thu ngưng, là chúng ta Mạc gia trước kia thiên kiêu đệ tử, đáng tiếc sau đó mất tích, ta phỏng đoán nàng có thể đi bên ngoài, nhưng nhân quả mâu thuẫn dưới, nàng huyết mạch rất có thể khô cằn, ta không biết nàng sống hay chết, mời ngươi hỏi thăm một chút, lấy thiên phú của nàng, quả quyết sẽ không yên lặng không nghe thấy. Diệp thần gật đầu một cái, nói, vãn bối sẽ lưu ý. Mạc Hoàng Tể nhìn Mạc Hàn Hy một mắt, hướng Diệp thần nói, còn có là một. Diệp thần nói, tiền bối mời nói. Mạc Hoàng Tể nói, ta muốn đem ta cháu gái ngoan, ủy thác cho ngươi. Diệp thần nói, cái gì? Mạc Hàn Hy nghe được ủy thác hai chữ, gò má một đỏ, nói, ra ra. Mạc Hoàng Tể thở dài một cái, nói ta cháu gái này, nàng thừa kế ấu hoàng thiên kiếm, nhưng khí vận chưa đủ, bị non nớt hoàng khí lạnh cắn trả, mắc phải gần như tuyệt chứng hàn độc. Cái này hàn độc, chỉ có đi thái thượng thế giới, mới có hóa giải chữa trị có thể, huyết mạch ngươi không giống vật thường. Võ đạo khí vận ngút trời, tương lai tất có thể đặt chân thái thượng, ta muốn mời ngươi bảo vệ ta cháu gái, tương lai chữa trị nàng hàn độc. Diệp thần nói, lão tiên sinh, ngươi ý này, là muốn ta chiếu cố Mạc tiểu thư. Sau đó, Diệp thần nhìn về Mạc Hàn Hy, nói, Mạc tiểu thư, đắc tội, ta to thông y thuật, xin đem cổ tay cho ta, ta tra một chút bên trong cơ thể ngươi hàn độc. Mạc Hàn Hy nhẹ khẽ gật đầu, liền đem hạo trắng ngưng xương cổ tay đưa ra. Diệp thần đem Mạc Hàn Hy mạch đập, chợt cảm thấy nàng trong đan điền, quả nhiên ẩn núp một cổ vô cùng là âm trầm hàn độc, giống như vạn cổ không thay đổi băng cứng, thậm chí mang thái thượng thế giới quy luật. Vậy hàn độc quy luật vững chắc, thế gian bất kỳ thủ đoạn, đều không thể phá giải, trừ phi là chân chánh thiên quân ra tay, mới có phá có thể. Một cái trưởng lão hướng Mạc Hoàng Tể nói, lão thiên quân, đem tiểu thư phó thác đi ra ngoài, không phải chuyện đùa, còn xin nghĩ lại à. Tiểu thư tay cầm ấu hoàng thiên kiếm, là ta Mạc gia thánh nữ, cùng ta Mạc gia khí vận tương liên, đem ngươi nàng ủy thác đi ra ngoài, ngang hàng đem ta Mạc gia khí vận, cũng cùng người ngoài trói chặt. Mạc Hoàng Tể khoát tay một cái, hoàn toàn thất vọng, lão phu tự có đúng mực, các ngươi không cần nhiều lời. Diệp thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, Mạc Hoàng Tể cái quyết định này, đơn giản là ở hào đánh cuộc. Thật ra thì, Mạc Hoàng Tể đang đánh cuộc Mạc Hàn Hy tương lai. Cũng đang đánh cuộc Mạc gia tương lai, lại gián tiếp đem Mạc gia khí vận, đặt ở Diệp thần trên mình. Nếu như Diệp thần bay cao, Mạc gia cũng có thể đi theo thâm lây. Nhưng nếu như Diệp thần chết, Mạc gia vậy muốn đi theo suy sụp. Diệp thần nghĩ thầm như vậy hào đánh cuộc, đối phương nhất định nhìn ra liền mình là luân hồi chi chủ thân phận. Mạc Hoàng Tể nói, không biết tiểu huynh đệ ý như thế nào. Nếu như ngươi không chịu, lão phu kia cũng không làm người khác khó chịu. Lão phu như cũ sẽ giúp ngươi, hướng rừng hồng hai nhà thỉnh cầu phù chiếu. Diệp thần cắn răng, bị người lớn như vậy ân cố, nếu không báo đáp, có làm trái hắn võ đạo, lập tức kiên quyết nói, được, lão tiên sinh, ta đáp ứng ngươi, nhờ có ngươi để mắt ta, nhưng ta ở bên ngoài thụ địch quá mức nhiều, nếu như ta bỏ mình, các ngươi Mạc gia khí vận, vậy muốn đi theo bị liên lụy. Một bên Mạc Hàn Hy, nghe được Diệp thần đáp ứng, nội tâm một hồi đong đưa, vô cùng vui vẻ. Diệp thần lần này đáp ứng, tương đương với hai người nhân quả, liền trói đến cùng nhau, ở Diệp thần phi thăng trước kia, đều sẽ không lại tách ra. Mạc Hoàng Tể cũng là ha ha cười một tiếng, nói, lão phu xem người cho tới bây giờ không có sai, đem ngươi tới nhất định một bước lên trời, coi như vạn khư lão tổ,
kiếm thần lão tổ cùng nhóm cường giả, liên thủ muốn giết ngươi, cũng chưa chắc chắn đè ép được ngươi. Nói xong, Mạc Hoàng Tể già nua bàn tay vung lên, một bụi chậu bông xuất hiện ở trên tay hắn. Bụi cây này chậu bông, là một bụi úc úc thanh thanh cây trà, thanh quang tràn ngập, lại là thanh long cây trà. Bụi cây này thanh long cây trà, là ngày xưa thiên quân thế gia, huyền gia thần bảo vệ cây, cây hạch đã bị thánh đường phá hủy, nhưng linh khí còn ở, ta đưa cho ngươi. Mạc Hoàng Tể liền đem bụi cây này thần thụ, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần rất kinh ngạc, nói, lễ vật quý trọng như vậy, ta không thể nhận. Địa tâm vực thập đại thần thụ, mỗi một bụi cây giá trị cũng không phải chuyện đùa, cái này thanh long cây trà cũng không ngoại lệ, đã từng bảo vệ qua huyền gia, coi như nội hạch bị hủy, thân cây vòng quanh linh khí, cũng là mấy trăm ngàn năm không tiêu tan, đối với tu luyện rất có ích lợi. Chân quý như vậy pháp bảo, Diệp Thần tự nhiên không dám tùy tiện thu nhận. Mạc Hoàng Tể cười nói, lão phu cái này một chàng hào đánh cuộc, đem Mạc gia tương lai đánh cuộc ở trên mình ngươi, tự nhiên muốn nhiều hơn điểm bảo hiểm, nếu không ngươi thật bỏ mình, ta chẳng phải là muốn thua hết sạch. Cái này thanh long cây trà ngươi cứ việc thu cất đi. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói ưng. Liền nhận lấy thanh long cây trà, đặt vào hoàng tuyển thế giới bên trong. Mạc Hoàng Tể nói, ngươi ở trong thành ở mấy ngày, trước luyện hóa thanh long cây trà nói sau, ta mấy ngày nay thông báo Lâm gia cùng Hồng gia, xem bọn họ có gì quyết đoán. Diệp Thần nói, đa tạ lão tiên sinh. Nếu như không có Mạc Hoàng Tể ra mặt, Diệp Thần muốn mượn đến chìa khóa, đó là tuyệt đối không thể nào, hắn thậm chí liền Lâm gia và Hồng gia tộc, cũng không biết ở nơi nào. Hôm nay có Mạc Hoàng Tể ra mặt, sự việc tới thiếu nhìn thấy một điểm hy vọng, chỉ cần có thể mượn được Lâm gia và Hồng gia chìa khóa, Diệp Thần là được thuận lợi mở ra hằng cổ chi môn, hoàn toàn rời đi địa tâm vực, trở lại ngoại giới đi. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần liền ở tại Mạc gia. Mạc Hoàng Tể vì để cho Mạc Hàn Hy hơi thở, tận lực cùng Diệp Thần hòa hợp, đặc biệt an bài hai người ở tại cùng một sân, thâm ý trong đó, có thể tưởng tượng được. Bất quá, Diệp Thần cũng không có gì cử động quá đáng, một thân một mình ở lại trong gian phòng của mình, cũng tiến vào hoàng tuyển thế giới, chuẩn bị luyện hóa thanh long cây trà. Tôn chủ, cái này thanh long cây trà hay à? Trừ nội hạch bị hủy, nhưng những địa phương khác đều gìn giữ nguyên vẹn, thật sự là không thể có nhiều pháp bảo à? Sa La cây trà thấy vậy thanh long cây trà, tựa như thấy được một con mồi, cặp mắt sáng lên. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói cái này thanh long cây trà nội hạch bị hủy, không thể trấn thủ khí vận, ta dự định đem ngươi và thanh long cây trà dung hợp, để cho ngươi trở thành pháp bảo này khí linh nội hạch. Diệp Thần trên tay pháp bảo vô cùng nhiều, nếu như muốn cùng người chiến đấu, cũng không thiếu một bụi thanh long cây trà. Hắn mong muốn, không phải chiến đấu dùng pháp bảo, mà là có thể trấn thủ khí vận, tăng lên mạng hắn trạch pháp bảo. Cái này thanh long cây trà, là ngày xưa thập đại thần thụ một trong, ở khí vận trấn thủ phương diện hiệu quả, dĩ nhiên là số một. Diệp Thần dự định để cho Sa La cây trà, thanh long cây trà, hai dung hợp, như vậy thứ nhất, Sa La liền có thể trở thành thanh long cây trà nội hạch. Thanh long cây trà nội hạch khôi phục, liền có trấn thủ khí vận hiệu quả. Sa La cây trà mừng rỡ nói, như vậy quá tốt, ta cầu không được. Nó lớn nhất khuyết điểm, chính là sức chiến đấu quá phổ thông, nhưng nếu như, có thể cùng thanh long cây trà dung hợp, nó liền có thể hóa thân thanh long, sức chiến đấu biên độ lớn tăng vọt. Như vậy, bắt đầu đi. Suối vàng mất đi thiên quyết, bát quái lò luyện đan, dung hợp. Diệp Thần bay lên trời, trôi lơ lửng ở hoàng tuyển thế giới bầu trời, giống như chí cao vô thượng nắm giữ vậy, trong tay từng đạo linh quyết đánh ra, đầu tiên là sử dụng hồng mông cổ pháp suối vàng mất đi thiên quyết. Điều động một chút phương vô cùng hoàng tuyền thánh thủy. Rồi sau đó, Diệp Thần sử dụng bát quái lò luyện đan, đem từng luồng mãnh liệt hoàng tuyền thánh thủy, toàn bộ bơm vào đến lò luyện đan bên trong. Diệp Thần linh khí thúc dục dưới, bát quái lò luyện đan thật cao trôi lơ lửng ở trên trời, đặc biệt to lớn, cơ hồ đến che khuất bầu trời bước. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Diệp Thần đem thanh long cây trà, Sa La cây trà, cũng đưa vào bát quái lò luyện đan bên trong. T, thật là khủng khiếp mất đi hơi thở. Sa La cây trà bị nhổ tận gốc, đầu đến trong lò luyện đan, ở hoàng tuyền thánh thủy cuồn cuộn rội rửa, trong lòng dâng lên một cổ mất đi sợ hãi. Kiên nhẫn một chút, rất nhanh cho giỏi. Diệp Thần thúc dục suối vàng mất đi thiên quyết, đem Sa La trà trên thân cây tạp khí,
còn có cùng thanh long cây trà hai người giữa bài xích hơi thở, toàn bộ mất đi hết. Hai bụi cây cây lớn, hơi thở thù dị, lẫn nhau tới giữa có bài xích, muốn dung hợp, tu được trước đem cái này bài xích lực, toàn bộ trấn áp xuống đi. Diệp Thần nắm trong tay Hoàng Tuyền Thánh Thủy, lại lợi dụng suối vàng mất đi thiên quyết, muốn làm một điểm này, ngược lại không phải là việc khó gì, chỉ là quá trình có chút thống khổ. Sa La cây trà đang thừa nhận to lớn thống khổ, ở mất đi suối vàng hơi thở rội rửa, thân cây kịch liệt lay động, vậy hiện lên bên ngoài ngũ quan mặt người, cũng hoàn toàn vặn vẹo. Đây là dung hợp phải đi qua khổ, ở mất đi bên trong đi về phía tân sinh. Dung hợp quá trình, kéo dài 5 ngày. 5 ngày sau, bát quái lò luyện đan lục mang lớn thả, tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh. Một bụi thông thiên thần cây, từ cuồn cuộn Hoàng Tuyền Thánh Thủy bên trong ra đời ra. Bụi cây này thông thiên thần cây, mỗi một miếng lá cây, cũng tản mát ra tức giận rồi rào màu xanh biếc thải, mỗi một cái nhánh cây, tựa như đều là dùng ngọc thạch đúc vậy. Vậy từng cái cường tráng rễ cây, liền giống như cù long vậy kéo dài, tựa như có thể phá ra vạn nặng thời không. Một đầu dương nanh múa vuốt thanh long, chiếm cứ ở trên thân cây, một phiến phiến vảy rồng thanh mang chớp động, hiện ra vô cùng hung mãnh khí thế. Tôn chủ, dung hợp thành công, ta sau này có thể phụ trợ ngươi chiến đấu. Vậy thanh long phát ra vang dội thanh âm, có thể nghe cho ra là lấy trước Sa La thanh âm, nhưng rút đi già nua, lộ vẻ được chiến ý dọn ra, đặc biệt phách liệt. Rất tốt, Sa La, ngươi sau này, liền kêu thanh long Sa La cây. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đầu này thanh long, chính là Sa La, là thần thụ nội hạch. Sa La cây trà cùng thanh long cây trà dung hợp, trở thành mới thần thụ, Diệp Thần nổi tiếng kêu thanh long Sa La cây. Oanh! Diệp Thần vung tay lên, đem thanh long Sa La cây, trồng trọt ở Hoàng Tuyền thế giới trung ương. Rào, rào, rào! Vô cùng đậm đà sức sống hơi thở, từ thanh long Sa La trên thân cây tràn ngập ra, lan truyền đến toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới. Trước Diệp Thần đạt được thái ất chấn lôi xa, Hoàng Tuyền thế giới có nửa khu vực, cũng diễn hóa thành sa mạc, tràn đầy vắng lặng khí tượng. Nhưng hiện tại, thanh long Sa La cây ra đời, vô cùng sức sống tràn ngập dưới, sa mạc đều biến thành ốc đảo, toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới sức sống bừng bừng, tràn đầy linh khí. Từng cái cường tráng thanh long rễ cây, mọc rễ vào lòng đất bên trong đi, hấp thu cuồn cuộn không dứt Hoàng Tuyền thánh thủy hơi thở, nếu thời gian dài, bụi cây này thanh long Sa La cây. Nhất định có thể vượt qua ngày xưa thanh long cây trà, thậm chí có thể trở thành thập đại thần thụ đứng đầu. Diệp Thần híp mắt, nhìn Hoàng Tuyền thế giới biến hóa, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Có thanh long Sa La cây trấn thủ, khí vận của hắn hơn nữa vững chắc, người càng không dễ dàng chết, số mạng phúc trạch đều có tăng lên. Lâm ra chìa khóa, ta cũng có thể thuận lợi bắt được. Diệp Thần bấm ngón tay suy tính, trong mơ hồ thì có dự cảm, mạng hắn trạch tăng lên sau đó. Phỏng đoán có thể thuận lợi bắt được Lâm gia chìa khóa. Còn như Hồng gia bên kia, còn không dám xác định. Muốn mở ra hằng cổ chi môn, cần ba nhà chìa khóa liên hiệp, hiện tại hắn chỉ lấy đến Mạc gia thần thụ phù chiếu mà thôi. Muốn không đi hỏi hỏi. Ngay tại lúc này, đột nhiên Diệp Thần thần sắc biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được liền huyết ngưng thiên nhân quả. Chỉ là Diệp Thần có chút kỳ quái, huyết ngưng thiên cùng mình nhân quả cũng không tính là quá sâu. Thế nào sẽ có như vậy cảm giác? Hết thảy các thứ này chân thực quá cổ quái. Ngay tại lúc này, Phong Thiên Thương thanh âm truyền ra. Nếu như ta không đoán sai, ngươi trên đất núi thần thời điểm, huyết u tử ở trên mình ngươi gieo thứ gì, mà vật này phải cùng huyết ngưng thiên có liên quan. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, xem ra mình vẫn là xem nhẹ huyết u tử. Bất quá năm đó huyết u tử tồn tại có thể không bình thường, cho dù để lại một đạo lực lượng. Cũng không thể nhỏ thứ. Chỉ là dưới mắt, cái này nhân quả hiển nhiên là ở tự mình nói phải đi gặp một tí huyết ngưng thiên. Mình là gặp còn chưa gặp. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là quyết định đi một chuyến núi thần. Dẫu sao tự cầm đồ, lại là đáp ứng huyết u tử, nếu là có cơ hội mang huyết ngưng thiên rời đi. Phần này cam kết vẫn là phải bảo vệ. Nếu là thật huyết ngưng thiên xảy ra chuyện, mình nếu như có thể giải quyết, liền tận lực giải quyết đi. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần lần nữa đi tới núi thần, bất quá lần này hắn rõ ràng cảm giác được trên thần sơn linh khí cùng với hơi thở có chút biến hóa. Hoặc giả là bởi vì huyết u tử tiêu tán, cũng hoặc là lòng đất tế đàn hủy diệt.
Như quả không ra ngoài dự liệu, trong vòng 10 năm, núi thần hẳn liền sẽ biến thành một tòa phế núi, đến lúc đó sợ rằng địa tâm vực vô số thế lực sẽ leo núi đi, vậy huyết ngưng thiên nguy cơ, lại không thể tưởng tượng. Diệp thần tự giễu cười một tiếng, huyết u tử cố nhiên không có hạn định kỳ hạn, nhưng tất nhiên biết giờ phút này núi thần sẽ có biến hóa như thế, tên này từ vừa mới bắt đầu liền cho mình chôn cái hố à. Cáo già! Diệp thần oán trách một câu, chính là hướng núi thần đi. Làm đi tới quen thuộc giữa sườn núi, để cho Diệp thần bất ngờ là huyết ngưng thiên lại không có xuất hiện. Phải biết nếu là không có huyết ngưng thiên, mình căn bản không cách nào lên đỉnh à. Tên này sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi. Cũng không đúng à, nàng thực lực, có thể để cho nàng xảy ra chuyện có mấy cái. Còn nữa, cho dù có địa tâm vực thế lực trước thời hạn phát hiện núi thần dị động, cũng không khả năng dễ như trở bàn tay lên đỉnh. Ngay tại Diệp thần suy tư để gặp, một đạo nhàn nhạt máu tanh vị cuốn tới. Huyết ngưng thiên xảy ra chuyện. Diệp thần nhìn một cái đỉnh núi, không do dự nữa, xông tới. Nếu như là trước, hắn có lẽ bước vào cũng sẽ bị vô tình biến dạng. Nhưng là hiện trong lòng đất tế đàn bị hủy, lên đỉnh trở ngại đã giảm bớt rất nhiều. Dù là không có dắt huyết ngưng thiên tay, tùy tiện lên đỉnh, còn chưa đủ để có thể chết người. Có thể cho dù cái này uy áp và trở ngại giảm bớt rất nhiều, Diệp thần bước vào ngay tức thì, cũng là cảm thấy cõi lòng như tan nát đau đớn. Nếu không phải hắn luyện thể và sinh mệnh lực mạnh mẽ, có lẽ thật có thể bị xé nát. Diệp thần hồn thể đổi thành, đem tất cả hồn lực cũng đổi thành là lực lượng của thân thể kích hoạt trần bia. Xích trần thần mạch hóa là một đạo khôi giáp bảo vệ Diệp thần. Có thể, còn chưa đủ. Chỉ bất quá đi mấy chục bước, Diệp thần cả người như ở trong nước mò vớt dậy vậy, đồng thời, con người phân bố tia máu. Áp lực thực sự quá lớn. Diệp thần khẽ cắn răng, tiếp tục hướng đỉnh núi phóng tới. Mỗi một bước lại là mang xương cốt thanh âm tan vỡ. Hoàn toàn đau đến không muốn sống. Mà giờ khắc này, đứng trên đỉnh núi. Một cô gái nằm ở một phiến vũng máu bên trong, nàng bụng bị một thanh kiếm đâm thủng. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là huyết ngưng thiên. Huyết ngưng thiên thực lực thả tại địa tâm vực đều không coi là yếu, lại vì sao sẽ bị người bị thương thành như vậy. Sắc mặt nàng cực độ trắng bệch, môi khẽ run. Nàng muốn nói chuyện, nhưng là căn bản không nói ra. Chỉ là nàng ánh mắt nhưng thật chặt đi một phương hướng nhìn chằm chằm. Nàng tựa như đang đợi cái gì. Nhiều năm như vậy tới nay, huyết ngưng thiên trừ huyết u tử ngoài ra, không có ai biết. Cũng không phải là nàng cô độc, mà là nàng bảo vệ núi thần sứ mạng. Nàng duy nhất biết, lại không tính là địch nhân tồn tại, chính là Diệp thần. Nàng đang đợi Diệp thần xuất hiện. Khoảng cách đỉnh núi chỉ có mười mấy mét. Thời khắc này Diệp thần đã mệt mỏi hết sức, chóp mũi máu tanh vị càng ngày càng đậm. Huyết ngưng thiên tất nhiên là xảy ra chuyện. Nhưng mà Diệp thần đã không cách nào tiến lên một bước nữa. Hắn tự cho mình mạnh mẽ, nhưng cái này cự thần núi cấm chế cùng với lực lượng căn bản là không thuộc về mình. Nếu như cái khác thái chân cảnh tùy tiện bước vào, sợ rằng đều đã hóa là xương máu. Diệp thần nặng nề thở hổn hển. Ánh mắt đã bị một chút máu tươi bao trùm. Ngay tại lúc này, trong đan điền, một chút hỗn độn khí diễm tuôn ra ngoài, bao quanh Diệp thần toàn thân. Vậy như núi áp lực ngay tức thì biến mất. Diệp thần lộ ra một đạo nụ cười, tiểu hắc, cảm ơn. Một giây kế tiếp, Diệp thần liền hướng đỉnh núi đi, có tiểu hắc hỗn độn khí diễm, không chật vật đi nữa. Bất quá Diệp thần cũng biết, tiểu hắc hiện tại bùng nổ cho mình một phần chia hỗn độn khí diễm. Đối với tiểu hắc mà nói là đặc biệt hỏng bét. Rất nhanh, Diệp thần liền tới đến đỉnh núi, ngay tức thì thấy được ngã trong vũng máu huyết ngưng thiên. Hắn con người hơi có giúp một cái, ai có thể cầm huyết ngưng thiên bị thương thành như vậy. Huyết ngưng thiên. Diệp thần đi tới huyết ngưng thiên bên người, nhìn một cái cắm kiếm, không chút do dự nào, trực tiếp đem kiếm rút ra, rồi sau đó bát quái thiên đan thuật thi triển, nhưng mà, căn bản không có dùng. Huyết ngưng thiên thương thế chân thực quá nặng. Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, trong ngón tay nơi tay chỉ nhẹ nhàng rạch một cái, ngay tức thì máu tươi chảy ra. Rồi sau đó, Diệp thần đưa ngón tay nhét vào huyết ngưng thiên môi đỏ mọng bên trong. Có chút hôn mê huyết ngưng thiên ngay tức thì cảm nhận được trong máu mạnh mẽ sức sống. Theo bản năng đưa ra trắng nõn tay bắt được Diệp thần tay, tựa hồ sợ Diệp thần thoát đi vậy. Nàng điên cuồng mút vào,
điên cuồng đòi lấy. Diệp Thần sắc mặt có chút khó khăn xem, hắn vốn là bị thương, nếu như huyết ngưng thiên kéo dài không ngừng điên cuồng như vậy mút vào mình máu tươi, hắn vậy không chịu nổi à. Cũng may, huyết ngưng thiên tựa hồ có một ít ý thức, làm mở mắt ra, thấy Diệp Thần gương mặt, ngay tức thì tràn đầy phức tạp tâm trạng. Huyết u tử sau khi đi, nàng căn bản không có người thân và bạn. Nếu như nhất định phải nói một cái, chỉ có thể là Diệp Thần. Nàng bị thương hôn mê lúc đó, đang mong đợi Diệp Thần đến, nhưng nàng lại không nhận là Diệp Thần sẽ tới. Có thể vào giờ phút này, hắn vẫn phải tới. Rất nhanh, huyết ngưng thiên liền chú ý tới mình môi đỏ mọng ở giữa khác thường, nàng vậy linh động lại trong trẻo lạnh lùng trong mắt ngay tức thì tràn đầy hoảng sợ, rồi sau đó chợt tránh thoát Diệp Thần tay, lui về phía sau một bước, gò má đỏ ửng, thanh âm run rẩy nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần liếc một cái huyết ngưng thiên, có lẽ bởi vì thân thể trạng thái có chút kém, đặt mông ngồi trên mặt đất, nói cái này có phải hay không hẳn hỏi ngươi, ngươi nhân quả để cho ta bước vào trong đó, ta thiếu chút nữa chết ở giữa sườn núi. Huyết ngưng thiên cái này vừa nghĩ đến Diệp Thần là dựa vào mình đạp lên đỉnh núi, nhưng mà, điều này sao có thể? Càng đến gần đỉnh núi, cấm chế lại càng phát khủng bố à? Dù là Diệp Thần thiên phú và tiềm lực kinh người, cũng không nên làm được à? Nhưng mà, sự thật chính là như vậy đặt ở trước mắt. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi làm bị thương để làm sao tới. Diệp Thần thanh âm ngay tức thì phá vỡ huyết ngưng thiên suy nghĩ. Huyết ngưng thiên muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, ta rời đi núi thần một chuyến, muốn cởi ra ta nghi ngờ trong lòng, đáng tiếc, nghi ngờ không có tháo ra, ngược lại bị thương. Địa tâm vực so ta tưởng tượng còn phức tạp hơn. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cảm giác được huyết ngưng thiên trên người có quá nhiều bí mật là mình không biết. Nàng vốn là trấn thủ đất này núi thần, vì sao phải rời đi? Tất nhiên có cực kỳ chuyện trọng đại tình. Có cần hay không ta hỗ trợ? Diệp Thần nói. Huyết ngưng thiên khá là bất ngờ nhìn một cái Diệp Thần, lắc đầu một cái, ngươi nhân quả đã quá phức tạp, chuyện này ngươi nhúng tay không được, hơn nữa ngươi xem ta thực lực cũng suýt nữa chết, càng không cần phải nói ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải muốn rời đi địa tâm vực sao, hiện tại có manh mối sao? Diệp Thần gật đầu một cái, có một chút. Huyết ngưng thiên đứng lên, vươn người một cái, đối với Diệp Thần đưa tay ra dấu mời, cảm ơn ngươi ra tay, phần ân tình này ta sẽ nhớ, ta huyết ngưng thiên thiếu ngươi một cái mạng, ngày sau tử sẽ trả lại. Nhưng là ngươi không thể ở chỗ này lâu ngây ngô. Đối với huyết ngưng thiên lệnh đuổi khách, Diệp Thần có chút bất ngờ, bất quá nếu huyết ngưng thiên không có sao, mình rời đi là được. Bất quá từ tò mò và quan tâm, Diệp Thần vẫn là để lại một khối đưa tin ngọc bội, nếu như ngươi ra lại chuyện, có thể thông qua cái ngọc bội này thông báo ta. Huyết ngưng thiên ngược lại là không do dự, nhận lấy ngọc bội, khẽ ừ một tiếng. Mặc dù ở nàng nhận biết lực, Diệp Thần thực lực không mạnh, nhưng từ vậy cường đại sinh mệnh lực máu tươi tới xem, Diệp Thần cũng không bình thường. Thậm chí huyết u tử còn nghĩ mình giao phó cho Diệp Thần, đủ để có thể gặp huyết u tử đối với người này coi trọng. Diệp Thần không để ý nữa, hướng dưới núi đi, nhưng ngay khi đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, huyết u tử năm đó có từng nắm trong tay một cái tràn đầy phù văn vòng tròn qua. Ở tế đàn kia, Diệp Thần lấy được vòng tròn, hắn thử nghiệm nghiên cứu qua, nhưng cũng không thu hoạch. Huyết ngưng thiên con ngươi híp lại, lắc đầu một cái. Đi! Nếu từ huyết ngưng thiên trên mình không có được mong muốn tin tức, vậy rời đi là được. Huyết ngưng thiên nhìn Diệp Thần càng ngày càng xa đi hình bóng, lẩm bẩm nói, tên này nói vòng tròn không phải là món đồ kia đi. Cũng không đúng, huyết u tử không phải sớm liền phá hủy món đồ kia liền sao. Huyết ngưng thiên càng nghĩ càng không đúng, sắc mặt lại là có chút khó khăn xem, đột nhiên gọi lại Diệp Thần, nói, ngươi đợi một chút, có thể đem vật kia cho ta nhìn một chút không? Diệp Thần dừng bước lại, đi vòng vèo mà quay về, không có bất kỳ do dự, liền đem cái đó vòng tròn lấy ra ngoài. Mặc dù cái này vòng tròn hiện tại thuộc về mình, nhưng nếu như phải biết vật này lai lịch, huyết ngưng thiên có thể là duy nhất biết. Đúng như dự đoán, làm huyết ngưng thiên thấy Diệp Thần sử dụng vòng tròn, sắc mặt đại biến, lại là đưa ngón tay ra, điểm vào vòng tròn bên trên, một chút hỗn độn khí diễm bộc phát ra, rồi sau đó, vòng tròn bên trên lại lộ ra một đạo như ẩn như hiện hư ảnh. Bất quá không biết là không phải bởi vì huyết ngưng thiên bị thương thế, hư ảnh không hề ngưng tụ,
Làm xong hết thảy các thứ này, Huyết Ngưng Thiên Diễn cảm nặng dị thường, trong miệng lại là lẩm bẩm nói, cái này Huyết U Tử rốt cuộc đang làm gì, năm đó cũng không có đem vật này hủy diệt, chẳng lẽ hắn không biết, không hủy vật này, sẽ đối với thế cục sinh ra dạng gì ảnh hưởng sao? Diệp Thần tựa hồ đoán được mấy phần, hỏi cái này vòng tròn là tà vật. Huyết Ngưng Thiên mắt đẹp nhìn một cái, gật đầu một cái lại lắc đầu, có phải thế không, cái này vòng tròn bên trong thật ra thì phong ấn một kiểu đồ, vật kia có linh, còn có cường đại tà tính, năm đó chính là cấm vật, trấn thủ trong lòng đất tế đàn, ta vốn là lấy là Huyết U Tử đem vật này hủy diệt, lại không nghĩ rằng Huyết U Tử trước khi chết, còn lừa gạt mọi người. Bất quá nếu vật này dính vào ngươi nhân quả, lựa chọn ngươi, hủy cùng không hủy, liền xem ngươi. Trải qua rất dài năm tháng, cái này vòng tròn bên trong đồ hẳn đàng hoàng, cũng không cần quá mức lo lắng. Tốt lắm, ta biết trong lòng ngươi có rất lớn nghi vấn, đừng hỏi ta, ngươi đi xuống núi đi, ta nghĩ xong tốt hiền tĩnh và chữa thương. Diệp Thần lời đến trong miệng lại nuốt xuống, sau đó đem vòng tròn vứt xuống trong hoàng tuyển đồ, hướng dưới núi đi. Diệp Thần trở lại Mạc gia, lần nữa nghĩ tới chìa khóa sự việc. Đã 5 ngày, không biết Mạc lão tiên sinh bên kia như thế nào. Diệp Thần trong lòng động một cái, từ hoàng tuyển thế giới bên trong đi ra, muốn đi hỏi Mạc hoàng tể, nhưng đúng dịp thấy Mạc Hàn Hy đến tìm hắn. Mạc Hàn Hy môi đỏ mỏng khẽ mở, kêu lên, Mạc đại ca. Diệp Thần cười nói, Mạc tiểu thư có chuyện gì không? Mạc Hàn Hy nói, ra ra ta kêu ngươi đi qua, tựa hồ Lâm gia thơ hồi âm. Mấy ngày nay thời gian, Mạc hoàng tể đã phát ra phi kiếm truyền thư, cho biết Lâm gia và Hồng gia, hắn muốn mượn dùng thần thụ phù chiếu. Diệp Thần nghe được Lâm gia có thơ hồi âm, nhất thời tinh thần chấn động, nói ta cũng đang muốn đi gặp Mạc lão tiên sinh. Lập tức và Mạc Hàn Hy cùng nhau, đi tới Thiên Quân Đại Điện. Trong đại điện, Mạc hoàng tể ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mặt lộ vẻ buồn rầu, cau mày, gặp Diệp Thần tới, nói, Diệp tiểu hữu, ngươi tới. Diệp Thần nhìn gặp hắn thần sắc như vậy, trong lòng rét một cái, nói, Mạc lão tiên sinh, không biết mượn dùng thần thụ phù chiếu chuyện, Lâm gia Hồng gia ý kiến như thế nào. Mạc hoàng tể nói, Hồng gia còn không thơ hồi âm, Lâm gia đã có câu trả lời. Diệp Thần toàn bộ tinh thần chăm chú nghe, nói, Lâm gia cho mượn sao? Mạc hoàng tể thở dài một cái, nói, không quá thuận lợi, bọn họ lái ra một cái điều kiện, cực kỳ hà khắc, căn bản không thể thực hiện, cùng không cho mượn cũng kém không nhiều. Diệp Thần nói, không biết là cái gì điều kiện. Mạc hoàng tể nói, thần thụ phù chiếu, ở Lâm gia tương lai thiên quân Lâm Thiên Tiêu trong tay, vậy Lâm Thiên Tiêu nói, người muốn mượn phù chiếu, trừ phi trước đánh bại hắn nói sau. Diệp Thần vui vẻ nói, nguyên lai là muốn cùng người Lâm gia so tài tỷ võ sao. Vậy cũng không khó. Hắn đối với mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin, hơn nữa mới vừa dung hợp ra thanh long sa la cây, khí vận chính là thời điểm thịnh vượng, không có bại đạo lý. Mạc hoàng tể nhìn Diệp Thần chiến ý tràn đầy hình dáng, nhưng là sắc mặt trầm xuống, nói, Diệp tiểu hữu, ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng cùng vậy Lâm Thiên Tiêu so sánh, vẫn có chênh lệch thật lớn. Đối phương là Lâm gia tuyệt thế thiên tài, đã bị chỉ định là đời kế tiếp thiên quân tộc trưởng, có đại khí vận trong người, người muốn thắng hắn, vốn là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa, đối phương địa điểm chỉ định, vẫn là ở Lâm gia tộc, người muốn ở người khác địa bàn thủ thắng, vậy càng là khó hơn lên trời. Một bên Mạc Hàn Hy nghe, trong con người xinh đẹp cũng là dâng lên vẻ tức giận, nói, Lâm gia quyết định như vậy quy củ, nói rõ là ở gây khó khăn chúng ta. Mạc hoàng tể nói, đúng là như vậy, đối phương như thế nói, là muốn gọi ta biết khó mà lui, đừng nữa uổng phí khí lực, à, mặc dù ta cái này lão xương, còn có chút danh vọng, nhưng Diệp tiểu hữu, người cuối cùng là xứ lạ người, người khác không thể nào tùy tiện đem chìa khóa cho ngươi mượn. Một cái xứ lạ người, Lâm gia không giết tuyệt cũng không tệ, lần này còn có thể bình tâm tĩnh khí, cho cái nấc thang đi ra, đã là đặc biệt cho mặt mũi Mạc gia. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái. Nói, Mạc lão tiên sinh, Lâm gia thần thụ kia phù chiếu, ta chí ở tất được, ta đã luyện hóa thanh long cây trà, thực lực tiến nhiều, vậy Lâm Thiên Tiêu nói muốn so với võ quyết thắng, vậy thì tỷ võ chính là. Mạc hoàng tể nói, vậy Lâm Thiên Tiêu tu vi, đã đạt tới thái chân cảnh tầng 8 trời, hơn nữa lĩnh ngộ thái thượng thế giới võ đạo, vừa có thể mượn dùng kim bằng tinh cây lực lượng, ngươi và hắn chênh lệch quá lớn, tuyệt không thủ thắng có thể, ta lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác.
Diệp thần nói, kim bằng tinh cây. Mạc Hoàng Tể nói, không sai, vậy kim bằng tinh cây, là thập đại thần thụ một trong, là Lâm gia thần bảo vệ cây, ở Lâm gia tộc tỷ võ, người khác có kim bằng tinh cây tương trợ, chiếm hết thiên thời địa lợi, người như thế nào là của người khác địch thủ. Lâm gia kim bằng tinh cây, và Mạc gia phượng tê bảo thụ như vậy, đều là nội hạch hoàn hảo tồn tại, cũng không có bất kỳ chết hư hại, lực lượng vô cùng bằng bạc. Có kim bằng tinh cây bảo vệ, Lâm gia tộc người thực lực, có thể phát huy đến trình độ cao nhất. Mạc Hoàng Tể chỉ mình, nói cho dù là ta, vậy không chắc chắn ở Lâm gia tộc trong ruộng, chiến thắng Lâm Thiên Tiêu. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, xem ra trận chiến này, đúng là không đơn giản. Nếu như là bên ngoài quyết chiến, Diệp thần dựa vào rất nhiều lá bài tẩy, có lẽ có thể cùng Lâm Thiên Tiêu chiến bình, vận khí tốt nói không chừng có thể hiểm thắng. Nhưng ở Lâm gia tộc tỷ võ nói, đối phương thiên thời địa lợi ưu thế quá lớn, còn chưa đánh liền thắng một nửa, Diệp thần muốn lật bàn, đó là vô cùng khó khăn. Thử nghiệm suy diễn thiên cơ, Diệp thần quả nhiên phát hiện, chiến cuộc số mạng đặc biệt không ổn định, hắn rất có thể thất bại. Muốn thuận lợi bắt được Lâm gia chìa khóa, tốt nhất hay là để cho Mạc Hoàng Tể tiếp tục chu toàn, dùng minh ước, tài nguyên, đạo đức, giao dịch cùng các thủ đoạn, đi vào Lâm gia đàm phán, cuối cùng đoạt được chìa khóa. Đây cũng là Diệp thần trước thấy tương lai bên trong, thuận lợi có thể tin kết cục. Hắn dung hợp ra thanh long sa la cây, khí vận mệnh trạch thật có liền tăng lên, nếu như chịu chờ đợi nói, Lâm gia chìa khóa vẫn có thể bắt được, bất quá cần đàm phán, hao phí vô cùng rất dài thời gian. Nhưng mà, Diệp thần không kịp đợi. Cùng Mạc Hoàng Tể lại đi đàm phán, hai bên cãi vã, trời mới biết muốn chờ thời gian bao lâu. Mạc Hoàng Tể nhìn thấu Diệp thần trong ánh mắt chiến ý. Nói chịu đựng để tâm một chút, Diệp tiểu hữu, lão phu sẽ thay ngươi tiếp tục đàm phán, trận chiến này ngươi không thể tiếp, nếu không thất bại không thể nghi ngờ, mất đi hết thảy thương lượng cơ hội. Diệp thần cắn răng, nói, Mạc lão tiên sinh, ta như mũi tên phóng về nhà, chân thực một khắc cũng không muốn đợi lâu, ta quyết định tiếp chiến, đi khiêu chiến Lâm Thiên Tiêu, vô luận thành bại. Mạc Hoàng Tể cả kinh, nói, vạn nhất ngươi thất bại, lại không khả năng bắt được Lâm gia chìa khóa. Người đời này cũng không ra được. Mạc Hàn Hy tới cặp trước Diệp thần cánh tay, nhẹ giọng khuyên, Diệp đại ca, đừng xung động. Nàng nội tâm khá là mâu thuẫn, một mặt muốn Diệp thần lưu lại cùng nàng, nhưng mặt khác, vậy muốn thấy được Diệp thần thật cao hứng, thuận lợi bắt được chìa khóa. Diệp thần nói, ta tâm ý đã quyết, mời lão tiên sinh tác thành. Mạc Hoàng Tể vẻ mặt hơi có điểm phức tạp nhìn Diệp thần, cuối cùng thở dài một cái, nói, đường là ngươi tự chọn. Ngươi đừng hối hận, đây là Lâm gia gửi tới thư, ngươi cầm cái này phong thư, đi qua tiếp chiến là được. Nói xong, hắn móc ra một phong thư, đưa cho Diệp thần. Cái này phong thư, chính là Lâm gia hồi phục phi kiếm truyền thư. Diệp thần nhận lấy thư, ngược dòng thiên cơ, nhất thời phong tỏa Lâm gia tộc đất vị trí, mơ hồ tới giữa, trong lòng dâng lên một hồi nguy hiểm to lớn. Vậy Lâm Thiên Tiêu, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ cường giả, Diệp thần trận chiến này. Có thể nói vạn phần hung hiểm. Mặc dù là so tài tỷ võ, nhưng võ đạo vô tình, sống chết ở khó tránh khỏi, Diệp thần vẫn có rơi xuống nguy hiểm. Tôn chủ, trận chiến này quá mức nguy hiểm, không bằng chớ đi, vẫn là giao cho Mạc gia từ từ nói chuyện xử đi. Hoàng Tuyền thế giới bên trong, Sa La cũng ở đây khuyên Diệp thần, rõ ràng cảm giác tiền đồ hung hiểm. Đàm phán quá lâu, ngược lại không như đánh một trận định thắng bại. Diệp thần quyết định chủ ý, liền rời đi Mạc gia, chuẩn bị đi Lâm gia tiếp chiến. Mạc Hàn Hy đi ra đưa tiễn, từ Mạc gia đến Lâm gia, có một cái đường bí ẩn, bị Phượng Tê bảo thụ, kim bằng tinh cây chung nhau bảo vệ, là Mạc Lâm hai nhà liên thông đường giao thông quan trọng, dọc theo đường đi có rất nhiều cường giả tuần tra, dọc theo con đường này đi, không cần lo lắng sẽ gặp phải cân nhắc quyết định thánh đường tập kích. Mạc Hàn Hy đưa ra bách lý lộ, trong lòng bận tâm Diệp thần an nguy. Nói, Diệp đại ca, ngươi nếu là không địch, liền thừa dịp còn sớm đầu hàng, ngàn vạn không muốn mạnh chống đỡ, chỉ cần ngươi đầu hàng cúi đầu, Lâm gia sẽ không làm khó ngươi. Diệp thần cười một tí, nói ta biết, ngươi trở về đi thôi. Mạc Hàn Hy gật đầu một cái, lưu luyến không thôi đưa mắt nhìn Diệp thần rời đi. Diệp thần dọc theo đường hầm tiến về phía trước, một đường xuyên qua rất nhiều di tích thế giới, phế tích thành phố, nơi gặp náo nhiệt, vô cùng là lộng lẫy. Mạc Lâm hai nhà tộc, cách nhau mấy trăm ngàn dặm, điều này đường hầm, liền trùng điệp mấy trăm ngàn dặm,
cách mỗi một khoảng cách, liền thiết lập có vọng gác tuần tra. Có thể gặp Mạc gia và Lâm gia thế lực, có khổng lồ cỡ nào, chỉ là bảo vệ một con đường, liền có thể phái ra vô số người tay. Cái này hai đại thiên quân thế gia, tích lũy không biết nhiều ít vạn năm, trừ tộc đất hạch tâm thế lực bên ngoài, vòng ngoài còn có vô số chi nhánh, không biết nhiều ít môn phái thế lực, đều phải dựa vào bọn họ hơi thở. Thiên quân thế gia, tại địa tâm vực bên trong, là xứng đáng không thẹn cự đầu bá chủ. Trừ phi cân nhắc quyết định thánh đường phá hủy thần bảo vệ cây, nếu không tuyệt không khả năng phá hủy thiên quân thế gia, bởi vì thiên quân thế gia thế lực, quản lý bên dưới khống chế lãnh thổ, thật sự là khổng lồ đến ngoại hạng trình độ, nếu như dựa vào chính diện chinh chiến, liền cân nhắc quyết định thánh đường đều không chắc chắn tiêu diệt khổng lồ như vậy đất đai, chỉ có thể dựa vào đánh lén thủ đoạn, đem nhất căn cơ thần thụ phá hủy, mới có thể tiêu diệt thiên quân thế gia. Diệp Thần một đường ngự gió bay vút, địa tâm vực không gian quy luật vững chắc, đại chiến sắp tới, hắn cũng không muốn dây dưa lực biến dạng hư không. Mà Mạc Lâm hai nhà truyền tống trận, không thể nào là một cái xứ lạ người mở cửa. Thật may Diệp Thần ngự gió mà đi tốc độ, vậy là đặc biệt mau lẹ, liền như điện chớp, chỉ tốn hơn một ngày thời gian, liền đi tới Lâm gia tộc đất địa giới. Lâm gia tộc, muốn so với Mạc gia khổng lồ rất nhiều. Mạc gia là một tòa thành, kêu Phi Phượng cổ thành, mà Lâm gia tộc, chính là dòng dã một cái đế quốc khổng lồ, kêu Kim Bằng Phật Quốc. Cái này Kim Bằng Phật Quốc, khắp nơi đều là miếu, Phật môn tịnh khí đậm đà. Vậy rất nhiều miếu bên trong, thờ phụng Lâm gia lão tổ pho tượng. Mà ở pho tượng kia nơi bả vai, ngừng lập một đầu kim bằng, lộ vẻ được bảo tương trang nghiêm. Lâm gia tu luyện thần thông công pháp, hiển nhiên cùng vậy kim bằng tinh cây tương liên, có thể mượn dùng kim bằng thần uy. Diệp Thần trong lòng phòng bị, đạp vào Lâm gia địa giới không lâu, thì có hai cái tuần tra đệ tử, tiến lên hỏi thăm nói, đứng lại. Người nào? Diệp Thần cầm ra Mạc Hoàng Tể cho sách của hắn tin, đưa tới, nói, xứ lạ người Diệp Thần, tới tiếp chiến. Vậy hai cái tuần tra đệ tử vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, cùng kêu lên hô, người chính là Diệp Thần. Trước đây Mạc Hoàng Tể phát tới phi kiếm truyền thư, đã nói rõ Diệp Thần thân phận. Lâm gia phản đồ Lâm Kỳ, là Diệp Thần chém giết. Cân nhắc quyết định thánh đường sứ đồ Trần Tiêu, vậy chết ở Diệp Thần dưới quyền. Cái này hiển hách chiến tích, đã sớm truyền khắp Kim Bằng Phật Quốc, làm được mỗi một cái Lâm gia tộc người, cũng lớn là chấn kinh. Càng làm cho người ta khiếp sợ, là Diệp Thần thân phận. Hắn không phải địa tâm vực người, hắn là một cái xứ lạ người. Vốn là xứ lạ người là phải chết, nhưng Diệp Thần chiến tích quá huy hoàng. Hơn nữa còn là Mạc gia khách khanh, trừ phi Mạc Hoàng Tể mở miệng, nếu không ai cũng không dám động hắn. Diệp Thần hướng vậy hai cái tuần tra đệ tử chắp tay nói, chính là tại hạ, quý địa thiên kiêu Lâm Thiên Tiêu bày khiêu chiến, ta đặc biệt tới ứng chiến. Vậy hai cái tuần tra đệ tử nhìn nhau, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, một người trong đó nói, ngươi thật muốn tiếp chiến. Chúng ta đại thiếu gia Lâm Thiên Tiêu, chính là tương lai thiên quân nắm giữ, ngươi nếu như tiếp khiêu chiến. Tất bại không thể nghi ngờ, ta khuyên ngươi hay là trở về tu luyện thêm chút nữa, miễn được uổng từ đưa tánh mạng. Hắn gặp Diệp Thần tu vi, chỉ có thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên, tuyệt đối không phải Lâm Thiên Tiêu địch thủ, nếu quả thật muốn quyết chiến, hơn phân nửa là chết thu tràng. Coi như Diệp Thần có lá bài tẩy, có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường nhuệ khí, nhưng vậy tuyệt không khả năng chiến thắng Lâm Thiên Tiêu, cái này hai cái tuần tra đệ tử, đều là Lâm gia tộc nhân. Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng Lâm Thiên Tiêu thực lực. Diệp Thần nói, ta chiến ý đã quyết, mời hai vị truyền đạt một tiếng. Hai cái tuần tra đệ tử chố mắt nhìn nhau, một người trong đó thở dài một cái, từ trong lòng ngực móc ra một gửi tín hiệu đánh, để lên thiên nổ tung, cũng cao giọng nói, xứ lạ người Diệp Thần, tới tiếp chiến. Vậy đạn tín hiệu ở trên trời nổ lên, bốn phía miếu thờ bên trong, liền lục tục vang lên từng trận lảnh lót phong cách cổ xưa gõ chuông tiếng. Xứ lạ người Diệp Thần, tới tiếp chiến. Xứ lạ người Diệp Thần, tới tiếp chiến. Xứ lạ người Diệp Thần, tới tiếp chiến. Từng ngọn miếu bên trong, tất cả phát ra vang dội thanh âm, đi Phật Quốc Trung ương Đô Thành truyền đi. Từ Phật Quốc Biên Cương đến Đô Thành, trên đường đi trăm ngàn ngôi chùa miếu, tin tức tiếp liền tương truyền, đến cuối cùng kêu lên tiếng, gõ chuông tiếng, hội tụ thành động trời nước lũ vậy, vang khắp toàn bộ Kim Bằng Phật Quốc. Tất cả Kim Bằng Phật Quốc Lâm gia các đệ tử, đều nghe được giống nhau một câu nói, xứ lạ người Diệp Thần, tới tiếp chiến.
Vậy Tuần Tra đệ tử nói, đại thiếu gia ở đô thành chờ ngươi, ngươi như không sợ chết, liền cứ việc đi đi. Diệp Thần chắp tay nói, đa tạ. Lúc này tạm biệt hai cái Tuần Tra đệ tử, tung người đi về trước bay vút đi. Trên đường đi, rất nhiều Lâm gia đệ tử, nghe được Diệp Thần tiếp chiến tin tức, rối rít đi ra hội. Diệp Thần một đường bay vút, hai bên liền có vô số người nhìn hắn, chỉ trỏ. Đây chính là cái đó xứ lạ người Diệp Thần sao? Tu vi chính là thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên, hắn thật có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường. Nghe nói hắn muốn mượn dùng một kiện thần vật, không biết là cái gì thần vật. Đám người cũng không biết thần thụ phù chiếu chi tiết cụ thể, chỉ biết là Diệp Thần là tới mượn đồ. Mà muốn thuận lợi mượn được, trước hết thông qua Lâm gia thiên tài Lâm Thiên Tiêu khiêu chiến. Mọi người chỉ lấy là Diệp Thần tu vi, nhất định là không phải chuyện đùa, coi như kém hơn Lâm Thiên Tiêu, vậy quả quyết sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Diệp Thần tu vi, lại có thể chỉ có thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên. Thấp như vậy tu vi, lại có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường, chém chết sứ đồ Trần Tiêu, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần một đường chạy như bay, thế như bôn lôi tia chớp, rất nhanh liền đi tới Lâm gia đô thành. Đây là một tòa mênh mông cổ xưa hoàng thành, miếu vô cùng nhiều, từng cái kim giáp vệ sĩ tay cầm trường kích, bốn phía tuần tra, uy nghiêm khí tượng cực thịnh. Diệp Thần đến một cái đô thành, hoàng cửa thành ùng ùng mở ra. Một đi vào cửa thành, rất nhiều kim giáp vệ sĩ, ngay ngắn như nhau, ở hai bên đường phố trưng bày, nghênh đón Diệp Thần đến. Trên bầu trời, có rất nhiều tiên hạc bay lượn, còn có một cái quần áo hoa lệ thiếu nữ, cưỡi mây lướt gió, từ chân trời rắc cánh hoa, tựa hồ ở hoan nghênh Diệp Thần. Tất cả chùa miếu lớn bên trong, còn có cổ xưa tiếng chuông truyền ra. Hiển nhiên, đối với Diệp Thần đến, Lâm gia vậy cho đủ mặt mũi, dẫu sao Diệp Thần đã từng chu diệt Lâm gia phản đồ, thân phận vẫn là Mạc gia khách quý khách khanh. Diệp Thần bước vào hoàng thành bên trong, thấy chung quanh như vậy trang nghiêm minh mông khí tượng, vậy âm thầm bội phục Lâm gia danh tác. Hắn xa xa liền thấy, trong hoàng thành ương đứng sừng sững một bụi to lớn thần thụ, cao vút sáp thiên, thân cây Phật quang tách thả ra, có kim bằng dương cánh bay lên trời, muốn đến đây cũng là Lâm gia thần bảo vệ cây, kim bằng tinh cây. Diệp Thần sải bước đi vậy kim bằng tinh cây đi tới, không cần thiết một nén hương thời gian, liền đi tới trong hoàng thành ương trên quảng trường. Vậy kim bằng tinh cây, đang đứng sừng ở quảng trường bên trong. Ở quảng trường bốn phía, đã sớm đứng đầy người, người người quần áo sang trọng hoa lệ, hơi thở bất phàm, hiển nhiên đều là Lâm gia đệ tử nòng cốt. Xứ lạ người Diệp Thần đến. Một cái đón khách trưởng lão, thấy Diệp Thần tới, liền cao giọng hát này, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở Diệp Thần trên mình. Các hạ chính là Diệp Thần sao? Cả người phi đỏ phù chiến giáp, tay sách trường kích huy vũ nam tử, đứng ở kim bằng tinh dưới tảng cây. Chắp tay hướng Diệp Thần nói. Đúng vậy, các hạ chính là Lâm gia tương lai thiên quân nắm giữ, Lâm Thiên Tiêu. Diệp Thần chắp tay đáp lễ, đánh giá vậy uy vũ nam tử, chỉ cảm thấy hơi thở đối phương hùng hồn, thực lực đạt tới thái chân cảnh tầng 8 trời, hơn nữa khí cơ cùng kim bằng tinh cây tương liên, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, thật là cực kỳ kinh khủng. Vậy uy vũ chàng trai nói, thiên quân nắm giữ không dám làm, ngược lại là các hạ một mình tới. Như vậy dũng khí, làm người ta bội phục. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, Lâm gia đường đường thiên quân thế gia, muốn đến cũng sẽ không tận lực gây khó khăn ta. Lâm Thiên Tiêu nói, các hạ là xứ lạ người, vốn là muốn bắt giết chết, nhưng ngươi là Mạc gia khách khanh, chúng ta xem ở Mạc gia lão thiên quân mặt mũi, tự nhiên sẽ không cùng các hạ làm khó. Diệp Thần cười nói, vậy thì cảm ơn. Hắn đoạn đường này tới, đúng là không bị cái gì ngăn trở. Lâm Thiên Tiêu nói, chúng ta Lâm gia ra một phản đồ, đầu phục cân nhắc quyết định thánh đường, nhờ có các hạ ra tay, thay chúng ta thanh lý môn hộ. Theo như lời hắn phản đồ, dĩ nhiên chính là Lâm Kỳ, trước đây ở thần trà trì trong bí cảnh, đã bị Diệp Thần chu diệt. Diệp Thần nói, một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Lâm Thiên Tiêu nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, gặp hắn một mình tới, chỗ sâu Lâm gia đô thành bên trong, như cũ khí định thần nhàn. Hiển nhiên đạo tâm vô cùng trầm ổn cương nghị, trong lòng cũng không khỏi bội phục thưởng thức, nói. Nghe nói liền cân nhắc quyết định thánh đường sứ đồ Trần Tiêu, đều chết ở các hạ dưới quyền, các hạ pháp lực thông trời, làm người ta bội phục, nhưng các hạ cùng ta so sánh,
cảnh giới cuối cùng chênh lệch quá lớn, ta khuyên các hạ hay là trở về, miễn được uổng đưa tánh mạng. Hắn thấy Diệp Thần tu vi, chỉ có thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, dự đoán Diệp Thần có thể chu diệt sứ đồ Trần Tiêu, là mượn Mạc gia địa lợi tiện nghi, lợi dụng Phượng Tê bảo thụ uy thế thôi, thực lực bản thân nhưng là bình thường. Cho nên, hắn cũng không có đem Diệp Thần đặt ở bên trong mắt, cũng không muốn loạn khởi chiến đoan, giết chết Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Thần là Mạc gia khách khanh, nếu như nháo xảy ra nhân mạng, hắn không tốt hướng Mạc Hoàng Tể giao phó. Diệp Thần cười nói, ta cuối cùng là xứ lạ người, luôn muốn trở lại ngoại giới, các hạ nếu như có thể đưa chìa khóa cho ta, vậy cũng không cần làm vô vị chiến đấu, miễn tổn thương hòa khí. Lâm Thiên Tiêu thần sắc run lên, nói ta ở trong thơ nói rất rõ, người muốn chìa khóa, trừ phi đánh bại ta. Diệp Thần nói, vậy đã như vậy, tỷ võ quyết thắng là được. Nghe được tỷ võ quyết thắng cái này bốn chữ, toàn trường một hồi xôn xao. Thằng nhóc này, thật đúng là không sợ chết à. Lại dám khiêu chiến đại thiếu gia, ta xem đại thiếu gia một chiêu là có thể đánh chết hắn. Này, dù sao cũng xứ lạ người, giết vừa vặn, miễn được gieo họa địa mạch linh khí. Chính là thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên, tuyệt không khả năng chiến thắng đại thiếu gia, muốn đến vậy sứ đồ Trần Tiêu, cũng không hắn giết, chỉ là Mạc gia nâng đỡ hắn thôi. Đám người một hồi châu đầu ghé tai, cũng hướng Diệp Thần đầu đi ánh mắt trào phúng, không người tin tưởng Diệp Thần có thể thắng được. Khiêu chiến Lâm Thiên Tiêu, hoàn toàn là tự tìm cái chết mà thôi. Đại thiếu hôm nay chính tay đâm sứ lạ người, vậy coi là một kiện công đức. Mấy cái Lâm gia trưởng lão, đứng ở dọc theo quảng trường, lẫn nhau trao đổi một tí ánh mắt, đều là cười tủm tỉm hình dáng. Giết chết sứ lạ người, đối với địa tâm vực người mà nói, tuyệt đối coi như là một kiện công đức. Có thể tích lũy nhiều một chút công đức, đối với Lâm Thiên Tiêu tương lai thừa kế Lâm gia chức tộc trưởng, cũng có ích lợi. Lâm Thiên Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, nếu các hạ cố ý như vậy, vậy thì đừng trách ta vô tình, người tu vi quá yếu, ta trước nhường người ba chiêu. Diệp Thần cười nói, nhường ta ba chiêu sao? Tốt! Nơi này là Lâm gia sân nhà địa bàn, Lâm Thiên Tiêu chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, Diệp Thần khắp nơi bất lợi, nếu đối phương chịu nhường nhịn ba chiêu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua đây tuyệt tốt cơ hội. Keng! Kiếm khí kích động! Hoàng Ma Thiên Kiếm giết ra! Diệp Thần không chút do dự, trực tiếp rút ra Hoàng Ma Thiên Kiếm, mũi nhọn lộ ra vô thượng thiên kiếm, ở trong tay hắn hiện lên, vậy cuồn cuộn ma khí, giống như Hellscream vậy tràn ngập ra, làm được đúng phiến tỷ võ quảng trường, cũng nổ lên một chùm oành hắc vụ. Ở nơi này cổ hắc vụ cuộn sạch hạ, kim bằng tinh cây Phật khí, lại có bị áp chế xuống dấu hiệu. Cái gì, Hoàng Ma Thiên Kiếm? Lâm Thiên Tiêu vừa nhìn thấy Diệp Thần kiếm, nhất thời cả kinh thất sắc. Chung quanh xem cuộc chiến Lâm gia tộc mọi người, cũng là sợ hãi chấn động phố. Thằng nhóc này, lại có thiên kiếm nơi tay. Trời ơi, đây là thứ thiệt vô thượng thiên kiếm, không phải non nớt hoàng kiếm như vậy giả thiên kiếm. Truyền thuyết vô thượng thiên kiếm, đại biểu vô thượng kiếm khí mũi nhọn, đủ để giết phá chư thiên, không thiên quân không thể nắm trong tay, thằng nhóc này thân phận gì, có thể trưởng ngự thiên kiếm. Đám người kinh hô, vậy mấy trưởng lão, cũng là đứng không vững, người người thần sắc đại biến, hiển nhiên chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần sẽ có Hoang Ma Thiên Kiếm nơi tay. Hủy diệt đạo ấn, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hủy diệt đạo ấn thúc dục, trên thân kiếm nổ lên một cổ kinh khủng hủy diệt gió bão. Hắn biết mình cảnh giới tu vi, và Lâm Thiên Tiêu chênh lệch quá lớn, muốn thủ thắng, phải vận dụng lá bài tẩy. Cho nên, vừa thấy mặt dưới, Diệp Thần trực tiếp rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, một kiếm mang cuồng bạo khí tức hủy diệt, hung hăng hướng Lâm Thiên Tiêu chém tới. Nguyên lai đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Lâm Thiên Tiêu ra mặt co giúp một tí, trong đầu nghĩ Diệp Thần có thể chu diệt Trần Tiêu, muốn đến là dựa vào thiên kiếm mũi nhọn. Dẫu sao trong truyền thuyết thiên kiếm, sát phạt nhuệ khí là không nói phải trái mạnh mẽ, đủ để đền bù cảnh giới chênh lệch. Mắt gặp Diệp Thần một kiếm đánh tới, Lâm Thiên Tiêu cũng cảm nhận được một hồi to lớn áp lực, tựa như thân thể phải bị chém thành khối vụn. Hắn lui về phía sau một bước, ánh mắt như điện, dựa vào bén nhạy kinh nghiệm võ đạo, lập tức phát hiện Diệp Thần động tác, tồn tại sơ hở. Ở Diệp Thần chõ phải chỗ, phòng thủ trống rỗng, hắn nếu như tiến công mà nói, dựa vào trường kích chiều dài ưu thế, có thể mau người một bước, trước đánh trúng Diệp Thần. Lâm Thiên Tiêu nắm chặt trường kích,
đang muốn đánh ra, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, ta nói để cho hắn ba chiêu, làm sao có thể đi vào đánh. Suy nghĩ do dự một chút gian, Diệp Thần hoang ma thiên kiếm, đã tới sát trước mặt hắn. Phá! Diệp Thần cắn răng khua kiếm chém xuống, chém thẳng Lâm Thiên Tiêu mặt, cũng không có chút nào nương tay. Đối mặt này nhóm cường giả, nếu như lưu tay, chết chỉ sẽ là mình. Diệp Thần tự nhiên biết, mình phòng thủ tồn tại trống rỗng, nhưng đối phương nếu nói nhường nhịn ba chiêu, vậy hắn tự nhiên không có phòng thủ đạo lý, toàn lực đánh ra là được. Cho nên, Diệp Thần một kiếm này, không giữ lại chút nào, nhất là tàn bạo, hủy diệt đạo ấn bảy tầng thiên khủng bố sát phạt, hòa lẫn hoang ma thiên kiếm tuyệt thế mũi nhọn, bộc phát ra động trời uy nghiêm. Kim bằng thần thông, lên như diều gặp gió. Lâm Thiên Tiêu thấy hoang ma thiên kiếm chém xuống, tình thế đã là vạn phần hung hiểm, nhưng hắn lâm nguy không loạn, quát to một tiếng, bàn chân lui về phía sau một bước, sau đó một dẫm mặt đất, thân thể lại như cùng đầu kim bằng chim lớn vậy, phù diêu phóng lên cao, sau lưng thậm chí triển khai một đôi sáng chói hoàng kim cánh. Trong truyền thuyết thiên kiếm, quả nhiên thật là lớn uy thế, lại ép được ta như vậy chật vật. Lâm Thiên Tiêu vỗ cánh chiếm cứ ở trên trời, trong miệng xúc động tán thưởng. Bên sân vây xem các trưởng lão, cũng là lau mồ hôi một cái, trong lòng ngầm nói. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Diệp Thần rút ra hoang ma thiên kiếm, xuất kỳ bất ý, tất cả mọi người đều không ngờ tới, nếu như mới vừa một kiếm kia, chém ở Lâm Thiên Tiêu mặt trên, vậy Lâm Thiên Tiêu là chết chắc. Coi như là thái chân cảnh tầng 8 thiên cao thủ, cũng không khả năng trực tiếp cầm mặt tiếp thiên kiếm sát phạt, đây là tự tìm cái chết. Thật may Lâm Thiên Tiêu phản ứng mau, ở một khắc cuối cùng né tránh. Đón thêm ta một kiếm. Diệp Thần một kiếm không trúng, bàn chân đạp đất, thân thể cũng là ngất trời như bão tố, cả người ma khí nổ tung, thái thượng thiên ma thể bùng nổ, sau lưng hiển hóa ra vạn trượng cao ma tôn ảo ảnh, một kiếm như muốn khai sơn, mãnh bổ về phía Lâm Thiên Tiêu đầu. Một kiếm này vẫn là không giữ lại chút nào, hoàn toàn bỏ mặc tự thân phòng ngự sơ hở. Thằng nhóc giỏi, đổ cùng ta lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Lâm Thiên Tiêu thấy Diệp Thần như vậy hung hãn hình dáng, tựa hồ ở Diệp Thần trên mình thấy được mình bóng người, hắn lúc còn trẻ, cũng là như vậy cuồng thả dũng mãnh, không ý kỵ hết thảy kẻ địch. Nhưng sau đó nhiều kiến thức, biết cân nhắc quyết định thánh đường và cấp trên lợi hại, liền thu liễm rất nhiều. Mắt gặp Diệp Thần ma kiếm giết tới, Lâm Thiên Tiêu lần này có phòng bị, cũng không hoảng hốt, chấn động kim bằng cánh, ung dung đi một bên né tránh. Diệp Thần lúc này cả người đều là sơ hở, nhưng Lâm Thiên Tiêu nói qua để cho hắn ba chiêu, vậy hãy để cho đủ ba chiêu, tuyệt sẽ không trước thời hạn ra tay. Còn có một chiêu cuối cùng. Lâm Thiên Tiêu nắm chặt trường kích, chuẩn bị cùng ba chiêu vừa qua, lập tức động thủ trấn áp Diệp Thần, tốt nhất là ở trong vòng một chiêu chế địch, mới hiển lộ ra được hắn thần uy vô cùng, không có nhục Lâm ra uy danh. Lăng Tiêu võ ý, Long Viêm thần mạch, mở. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, Lăng Tiêu võ ý đột nhiên mở, Long Viêm thần mạch cũng là ngay tức thì bùng nổ. Hắn biết đây là mình cuối cùng chiếm tiện nghi cơ hội, nếu như không cho Lâm Thiên Tiêu lưu lại điểm vết thương, cùng một chiêu này kết thúc, hắn tình cảnh đem sẽ thành được vô cùng nguy hiểm. Oanh! Long Viêm thần mạch mở dưới, Diệp Thần trên thân kiếm, nổ lên một đầu đỏ thẫm hỏa long này, xen lẫn nhọn ác liệt võ đạo ý vận, chính là Lăng Tiêu võ ý hơi thở. Khỏa cuốn ngút trời ngọn lửa cháy mạnh một kiếm, chưa từng có từ trước đến nay chém chết ra. Lúc này Diệp Thần Long Viêm thần mạch, đã sớm lột xác viên mãn, luân hồi huyết mạch năng lượng, bơm vào ở trên thân kiếm, để cho được nguyên bản đen nhánh hoang ma thiên kiếm, lại là hóa thành nham thạch nóng chảy vậy màu sắc, kiếm khí gầm thét dưới, giống như kinh thiên rồng ngâm, chấn động tâm hồn người. Lâm Thiên Tiêu con người co rúc lại, Diệp Thần đây là toàn lực một kiếm, khí thế tương đương hung mãnh, nhìn trước mắt bạo giết mà đến viêm long kiếm khí, hắn vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nếu như là bình thường tỉ thí, Diệp Thần một kiếm này, Lâm Thiên Tiêu dĩ nhiên là không sợ. Nhưng vấn đề là, hắn nói qua để cho Diệp Thần ba chiêu, ở ba chiêu kết thúc trước, tuyệt không hoàn thủ. Hống! Lanh lảnh tiếng rồng ngâm, chấn triệt thiên địa, chung quanh nơi có không gian, đều bị Diệp Thần kiếm khí phong tỏa, cả ngày không đều ở đây đỏ thấm kiếm quang bên trong, ánh chiếu thành đỏ bừng màu sắc. Lâm Thiên Tiêu khí cơ bị phong tỏa, coi như muốn tránh, cũng không thể nào tránh né. Đại thiếu gia, mau ra tay à.
Quảng trường bên xem cuộc chiến Lâm gia tộc mọi người, La Thất Thanh, mấy trưởng lão lại là lớn tiếng hô hoán lên, muốn gọi Lâm Thiên Tiêu ra tay, phá giải Diệp Thần kiếm chiêu. Nhưng, Lâm Thiên Tiêu nắm chặt trường kích, lại có thể như pho tượng không nhúc nhích. Hắn giữ lời hứa, nói để cho Diệp Thần ba chiêu, liền để cho ba chiêu, tuyệt sẽ không nửa đường động thủ phản kích. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên Tiêu hội tụ linh lực, bao trùm toàn thân, trên người đỏ phủ chiến giáp, tóe ra chói mắt ánh sáng, lại là muốn đón đỡ Diệp Thần một kiếm. Chanh! Diệp Thần hung hăng một kiếm, chém ở Lâm Thiên Tiêu đỏ phủ chiến giáp trên. Phịch! Vậy bộ đỏ phủ chiến giáp, tại chỗ gặp phải viêm long kiếm khí đánh vào, ngay tức thì nổ tung. Cái gì, đỏ phù chiến giáp lại có thể bị phá ra? Tất cả trưởng lão thần sắc đại biến, Lâm Thiên Tiêu cái này bộ chiến giáp, không biết hao phí nhiều ít tài nguyên đúc, là hết sức chân quý phòng ngự dụng cụ, tầm thường thái chân cảnh cường giả, toàn lực ra tay cũng chưa chắc có thể phá ra chiến giáp phòng vệ. Nhưng Diệp Thần hoang ma thiên kiếm, chân thực rất sắc bén, Lâm Thiên Tiêu cái này chiến giáp, hoàn toàn không đỡ được, tại chỗ liền nổ tung bể tan tành. Hơn nữa, Diệp Thần Long Viêm thần mạch mở hết, kiếm khí hạng nóng rực, vậy so nham thạch nóng chảy cùng đạo hỏa còn muốn nóng bỏng kiếm khí, điên cuồng chém vào Lâm Thiên Tiêu trên người. Xuy xuy xuy, Lâm Thiên Tiêu trên người, nhất thời bị biến dạng ra từng đạo kiếm tổn thương vết máu, máu tươi đầm đìa, vô cùng là dữ tợn. Được, binh khí tốt, hảo kiếm pháp, là ta khinh thường ngươi. Lâm Thiên Tiêu ánh mắt lửa đốt, ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Thời khắc này Lâm Thiên Tiêu, chiến giáp nổ lên, tinh ở trần, hiển lộ ra pho tượng thân thể cường tráng thân thể, từng cục bắp thịt tràn đầy nổ lực lượng, đường cong như đao búa phòng tai tạc vậy cương mãnh, nắm chặt trường kích tay phải cánh tay, lại là gân xanh nổi lên, hùng hồn bá đạo. Để cho Diệp Thần ba chiêu, hắn bị thua thiệt nhiều, còn chưa đánh, liền bị thương thế nghiêm trọng. Ba chiêu kết thúc, giờ đến phiên ta. Nhưng, Lâm Thiên Tiêu không sợ chút nào. Cả người linh lực cổn đáng, đem thương thế áp chế xuống, rồi sau đó vung kích bạo giết ra, trường kích giống như gió lớn quét lá rụng, hướng Diệp Thần hông đánh tới. Diệp Thần gặp hắn bình bình đạm đạm nhất kích, lại có trở lại nguyên trạng ý, chiêu thức nhìn như đơn giản, thực thì mơ hồ ẩn chứa thái thượng thế giới võ đạo quy luật, một kích quét ra, trên trời dưới đất tất cả tránh lui không gian, toàn bộ bị phong tỏa. Diệp Thần mới vừa một kiếm sứ hoàn, lực cũ tiêu tán, lực mới không sinh. Cái này một kích nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Phịch! Lâm Thiên Tiêu một kích cuồng quét, hung hăng đập vào Diệp Thần hông trên, trực tiếp đem Diệp Thần từ trên trời đánh xuống. Một tiếng nổ, Diệp Thần rơi xuống ở trên quảng trường, tại chỗ đập ra một cái hố to, từng cục tấm đá vỡ vụn, bụi mù cuồn cuộn. Đại thiếu gia uy vũ! Chung quanh người xem cuộc chiến cửa, nhất thời cao giọng ủng hộ, nhảy cẫng hoan hô. Lâm Thiên Tiêu không hổ là Lâm gia tương lai thiên quân, cho dù để cho Diệp Thần ba chiêu, người bị thương nặng dưới, lại vẫn có thể một kích giết ngược Diệp Thần. Đáng tiếc, ta cũng không muốn giết ngươi. Lâm Thiên Tiêu thở dài một cái, hắn toàn lực một kích dưới, giữa thiên hạ tiên có người có thể ngăn trở, muốn đến Diệp Thần đã xương cốt đoạn bể mà chết. Nghĩ đến như vậy trẻ tuổi khí khái nhân vật, bị mình đánh chết, Lâm Thiên Tiêu nội tâm bên trong, vừa có tiếc nuối thương tiếc. Lại có thoải mái đắc ý cảm giác. Hống! Liền ở tất cả mọi người đều lấy là, Diệp Thần đã bị giết chết thời điểm, một hồi réo rắt tiếng rồng ngâm nhưng truyền ra. Bụi mù cuồn cuộn tản đi, Diệp Thần thân thể lảo đảo lắc lư, từ trong phế tích đứng lên. Trên người của hắn, bàn vòng quanh một cái thanh long, vậy thanh long, thả ra từng tia màu xanh lá cây sức sống, bồi dưỡng mạng hắn mạch, một phiến miếng lá cây, không biết từ nơi nào bay ra, bay múa đầy trời. Cây kia lá bên trong, có mát sữa trà thơm tràn ngập ra, thấm vào lòng người. Sa la, đa tạ. Diệp Thần thấp giọng hướng vậy thanh long nói cảm ơn. Đầu này thanh long, chính là Sa la. Mới vừa Lâm Thiên Tiêu nhất kích, có thể nói là vô cùng cường hãn, bên trong hàm chứa võ đạo quy luật, đã mơ hồ đến gần thái thượng thế giới. Nếu như là ở lúc trước, Diệp Thần cứng rắn bị một kích này, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng thật may, lúc này Diệp Thần. Linh bia đã lột xác viên mãn, vạn linh thần mạch năng lượng, vậy bung ra đến mức tận cùng, hắn thân thể hồi phục năng lực, vượt xa trước kia. Lâm Thiên Tiêu một kích này, cũng không có thể thương tổn tới Diệp Thần căn cơ. Hơn nữa, Diệp Thần còn có thanh long sa la cây bảo vệ, thân thể sức sống càng dư thừa,
thương thế cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Tôn chủ, đối thủ chiếm hết thiên thời địa lợi, người tình cảnh thật to không ổn à? Sa La ngắm nhìn bốn phía, thấy chung quanh đều là Lâm gia tộc nhân, còn có Lâm gia thần thụ kim bằng tinh cây, ngay tại giữa quảng trường, mơ hồ áp chế Diệp Thần khí vận. Thấy vậy, Sa La hừ một tiếng, cũng đem thần thụ thả ra ngoài, chấn rơi vào quảng trường một bên, mơ hồ và kim bằng tinh cây đối lập. Nó thả ra thần thụ, tự nhiên chính là thanh long Sa La cây. Đây là thanh long cây trà, Huyền gia thần thụ, tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Lâm Thiên Tiêu thấy vậy thanh long Sa La cây, nhất thời thất kinh. Một cái Lâm gia trưởng lão, cũng là kinh ngạc nói, nghe nói thanh long cây trà, đã bị Mạc gia lão thiên quân bắt được, mà lại ở thằng nhóc này trong tay, chẳng lẽ không lão thiên quân hào phóng như thế, lại có thể đem thanh long cây trà đưa cho hắn. Lại có trưởng lão nói, không đúng, bụi cây này thanh long cây trà, tựa hồ dung hợp cái khác thần thụ, linh tính đặc biệt dư thừa, lại có thể sản sinh ra trí khôn. Thập đại thần thụ là không có trí khôn, giống như mặt trời vậy tồn tại, mang cho nhân gian ấm áp, bản thân nhưng không có linh trí. Nhưng Diệp Thần bụi cây này thần thụ, rõ ràng là có trí khôn, vậy cái thanh long, chính là cây linh. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lập tức nâng kiếm hướng Lâm Thiên Tiêu chém tới. Hiện tại hắn thả ra thanh long Sa La cây, ngắn ngủi áp chế Lâm gia kim bằng tinh cây, chính là xuất thủ lớn thời cơ tốt. Nếu như bỏ qua cơ hội, cùng Lâm Thiên Tiêu phục hồi tinh thần lại, hắn liền khó mà thủ thắng. Hắn và Lâm Thiên Tiêu chênh lệch cuối cùng vẫn là quá lớn. Phải mưu lợi, nếu không vô cùng hậu hoạn. Lâm Thiên Tiêu mắt gặp Diệp Thần thế tới hung cấp, muốn mở ra kim bằng cánh, bay lên trời tránh, nhưng bất thình lình nhưng phát hiện, hắn sau lưng kim bằng cánh, lại là rào một tiếng vỡ vụn tiêu tán. Không tốt, Lâm Thiên Tiêu con người có giúp một cái. Lập tức tỉnh ngộ lại, hiển nhiên là kim bằng tinh cây bị áp chế, đưa đến hắn thần thông không thi triển được. Cái này kim bằng dương cánh thần thông, vốn chính là cần muốn mượn kim bằng tinh cây linh khí, nếu như kim bằng tinh cây bị áp chế, tự nhiên không thể nào thi triển. Thái thượng thiên độn đạo, dịch chuyển thần tránh. Nguy cấp bên trong, Lâm Thiên Tiêu quát lên một tiếng lớn, lại là sử dụng một chiêu thái thượng đạo pháp, thân thể đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Chú ý sau lưng. Sa La quát to một tiếng, mắt rồng đưa mắt nhìn dưới, một mắt liền nhìn thấu Lâm Thiên Tiêu thần thông, chính là Thái Thượng 36 đạo lý thiên chui đạo pháp, có thể ngay tức thì dịch chuyển chớp động, phi độn vô hình, như tia chớp sét đánh. Diệp Thần hoa mắt một cái, thấy Lâm Thiên Tiêu thân hình biến mất, liền cảm thấy không ổn. Xích Trần thần mạch, mở. Ở cảm ứng được nguy hiểm ngay tức thì, Diệp Thần mở Xích Trần thần mạch, sau lưng huyễn hóa ra một mặt hoàng kim thần si linh. Hắn xích trần thần mạch, lột xác viên mãn sau đó, canh kim linh khí tùy mình ngưng hóa, có thể tùy ý biến thành kim trung cháo, tường đồng vách sắt, hoàng kim chiến giáp, hoàng kim thần si linh vân. Vân, hơi thở lưu chuyển không câu nệ như ý, bảo vệ tự thân. Lâm Thiên Tiêu một cái ngay tức thì di động, di chuyển rời đến Diệp Thần sau lưng, một trưởng mãnh giết đi. Mà hắn trưởng đánh rất xuống đồng thời, Diệp Thần hoàng kim thần si linh đã mở ra. Lâm Thiên Tiêu hung hăng một trưởng, vỗ vào hoàng kim thần si linh trên, nhất thời đem chính diện tấm thuẫn, cũng chụp được nghiền. Nhưng là, Lâm Thiên Tiêu vậy bị to lớn lực phản chấn, bị chấn động được lui về sau mười mấy bước, ngực gian khí huyết hỗn loạn, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Hắn thiên chui đạo pháp ngay tức thì di động, sử dụng lúc đó, thân thể liền phải chịu đựng to lớn áp lực, lúc này lại bị phản chấn, dĩ nhiên là vô cùng khó chịu. Bất quá! Diệp Thần cũng không chịu nổi, một trường kia trường lực, quá mức cậy mạnh cuồng bạo, liền xích trần thần mạch đều không cách nào hoàn toàn ngăn trở, một chút còn sót lại trường lực đánh giết vào cơ thể, chấn động được hắn ngũ tạng lục phủ sôi trào, một hồi quặn đau. Thằng nhóc giỏi, cái này cũng không chết, có chút ý tứ. Lâm Thiên Tiêu không khỏi khen ngợi, một trường này vốn cho là có thể đánh chết Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể đỡ được. Diệp Thần thở dốc một tí. Thật may hắn trần bia đã lột xác viên mãn, nếu không, thật vẫn chưa chắc có thể đỡ được. Quảng trường người xung quanh cửa, thấy hai người lần này hợp giao phong, cũng giác vô cùng lóa mắt, người người thần đong đưa tình trì. Giao phong ngắn ngủi kết thúc, Diệp Thần và Lâm Thiên Tiêu cũng đứng tại chỗ, yên lặng điều tức hồi khí. Kim bằng Phật khí, đáng nịch ngoại đạo. Lâm Thiên Tiêu bóp một cái pháp quyết,
trong miệng nói lẩm bẩm, hướng kim bằng tinh cây khấn cầu. Vậy kim bằng tinh cây, nhất thời toát ra từng luồng sáng chói Phật quang màu vàng. Phật quang dạo rực dưới, trực tiếp đem Diệp Thần Thanh Long Sa La cây, áp chế thành một bụi cây nhỏ mầm. Nơi này cuối cùng là Lâm gia tộc, Diệp Thần Thanh Long Sa La cây, không thể nào thật chế trụ kim bằng tinh cây, chỉ cần Lâm Thiên Tiêu một cái khẩu quyết, liền có thể phản chấn. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đem Thanh Long Sa La cây, lần nữa thu hồi Hoàng Tuyền đổ bên trong đi, vậy miễn được bêu xấu. Giao! Kim bằng tinh cây linh quang lần nữa tách thả ra, Lâm Thiên Tiêu sau lưng, lần nữa triển khai khoáng đạt bằng cánh, một kích nơi tay, thần uy cuồn cuộn. Diệp Thần, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng tiếc là, ngươi ngày hôm nay lỗ mãng tiếp chiến, nhất định phải chết ở ta trong tay, ta sẽ thừa kế ngươi thiên kiếm, vì ngươi lập bia, tương lai tiêu diệt cân nhắc quyết định thánh đường, ta sẽ tới ngươi trước mộ tế bái. Lâm Thiên Tiêu nhìn chăm chú Diệp Thần, trong tròng mắt mang thương tiếc cùng quyết tuyệt thần sắc. Ở kim bằng tinh cây bồi bổ hạ, thương thế trên người của hắn, nhanh chóng khép lại, hơi thở ổn định leo lên, như một vòng mai phục ở sâu biển khơi mặt trời, rốt cuộc lần nữa bay lên, toát ra vạn trượng chói lọi. Kim bằng bảo thuật, thiên bằng Phật móng. Lâm Thiên Tiêu ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, cả người khí cơ cùng kim bằng tinh cây hoàn mỹ câu thông, màu vàng cánh tự nhiên, đột nhiên hướng Diệp Thần phóng tới. Hắn tay phải, trường kích nắm chặt, xuyên qua hướng Diệp Thần tim. Mà hắn tay trái, lại là kim quang thúc dục, biến hóa thành một cái to lớn kim bằng móng vuốt, mang theo Phật gia trang nghiêm thánh khí, tựa như có thể bắt giết thiên long. Diệp Thần ở hắn một kích một móng đồng thời dưới áp chế, nhất thời hô hấp nghẹt thở, ra đầu một hồi phát nổ. Đây là Lâm Thiên Tiêu một kích mạnh nhất, Diệp Thần thậm chí có loại ảo giác, coi như là nho tổ loại cao thủ này, đối mặt như thế kinh khủng nhất kích, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Huyền tiên tử, mượn ta lực lượng. Phong tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần nội tâm gào thét, trận chiến này hắn phải thắng, nếu như thất bại, không chỉ có không lấy được thần thụ phù chiếu, liền còn sống đi ra ngoài cũng thành vấn đề. Huyền tiên tử do dự mấy phần, vẫn mở miệng nói, được. Gần đây ta tại địa tâm vực hấp thu không thiếu năng lượng. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần trực tiếp mượn Huyền Hàn Ngọc cùng phong thiên thương lực lượng, cả người nhất thời linh khí dâng trào, Thanh Long Sa La cũng cùng hắn hoàn mỹ kết hợp. Hắn tay phải, nắm chặt Hoang Ma Thiên Kiếm, mà tay trái, nhưng biến hóa thành thanh long móng to. Chanh! Phịch! Hai đạo va chạm kịch liệt tiếng, cơ hồ là đồng thời nổ vang. Diệp Thần Hoang Ma Thiên Kiếm, hung hăng cùng Lâm Thiên Tiêu trường kích đụng vào nhau. Kiếm cùng kích giao phong, tia lửa văng khắp nơi, nhuệ khí cổn đáng, cơ hồ đem toàn bộ quảng trường tấm đá lật. Mà Diệp Thần Long Chảo, cũng cùng Lâm Thiên Tiêu kim bằng móng to, quấn quyết đến cùng nhau. Hai cái móng vuốt lẫn nhau nắm chặt, hận không được bóp vỡ đối phương, nhưng hai bên những người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngươi! Lâm Thiên Tiêu nhìn gần trong gang tấc Diệp Thần, con ngươi nhất thời co rút lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần hơi thở, vào giờ khắc này tăng vọt. Diệp Thần con ngươi cũng là co rút lại, nín thở, hắn mượn Huyền Hàn Ngọc cùng phong thiên thương lực lượng, có thể nói vô cùng dâng trào. Nhưng dù vậy, lại có thể cũng không cách nào đánh bại Lâm Thiên Tiêu. Chiến cuộc, lâm vào giằng co. Lâm Thiên Tiêu thực lực, vô cùng mạnh mẽ, hắn võ đạo đã vượt qua thiên nhân vực, mơ hồ đến gần thái thượng thế giới. Diệp Thần coi như mượn Huyền Hàn Ngọc cùng phong thiên thương tích lũy lực lượng, vậy tối đa chẳng qua là cho đối phương chiến bình. Hai người rơi vào giằng co, thân thể cũng giống như pho tượng ngừng không nhúc nhích, cả người có từng trận cuồng bạo đợt khí thả ra, hô hô vang dội. Lại bốn phía hình thành từng đạo gió lốc, úy như vậy nguy nga. Cái gì, chiến cuộc lại có thể giằng co? Mấy cái Lâm gia trưởng lão trố mắt nhìn nhau, cũng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện loại cục diện này. Bọn họ vốn đang lấy là, Lâm Thiên Tiêu có thể dễ như bỡn vậy, trực tiếp đánh giết Diệp Thần, nhưng không ngờ tới Diệp Thần hơi thở đột nhiên tăng vọt, lại có thể đem chiến cuộc kéo vào so đấu bổn mạng pháp lực cục diện giằng co. Cái này một tí giằng co, hai bên binh khí cùng móng tay lẫn nhau dính chung một chỗ, trong cơ thể linh khí kích động đối kháng, trừ phi đem đối phương đánh bại, nếu không đoạn không khả năng tách ra. Rất nhiều Lâm gia tộc mọi người, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, hiển nhiên ai cũng không nghĩ ra, Diệp Thần lại có thể chống đỡ đến lúc này. Đại thiếu gia không bị thua ở thủ hạ hắn chứ? Cái này không thể nào,
nếu là đại thiếu gia đánh bại, vậy thì thật là vô cùng nhục nhã. Ở ta Lâm gia tộc, có kim bằng tinh cây bảo vệ, lại còn muốn thua ở người ngoài, nếu như truyền ra ngoài, ta Lâm gia mất hết mặt mũi. Không thiếu Lâm gia cường giả cùng trưởng lão, đều là lo lắng. Diệp Thần thực lực, vượt quá bọn họ tưởng tượng, chính là một cái thủy nguyên cảnh tu sĩ, có thể chống lại Lâm Thiên Tiêu, thậm chí có chiến thắng cơ hội, đây là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Đi nhanh mời quốc sư đại nhân đi ra. Một cái trưởng lão mặt âm trầm, hướng bên cạnh dưới quyền đệ tử nói. Lâm gia tộc là một cái Phật quốc, ở nơi này Phật quốc bên trong, quốc sư địa vị cực cao, đứng sau thiên quân nắm giữ, là Lâm gia nhân vật số 2. Lúc này chiến cuộc giằng co, Lâm Thiên Tiêu thậm chí có bị thua nguy hiểm, tất cả trưởng lão một trái tim cũng xách lên, bọn họ chân thực không có thể khoan dung thất bại, cái này liên quan đến Lâm gia mặt mũi cùng khí vận. Chuyện lớn như vậy, chỉ có thể là kêu Lâm gia quốc sư ra mặt xử lý. Đệ tử kia cung kính lĩnh mệnh, lui về phía sau đi, chuẩn bị hướng quốc sư truyền đạt. Diệp Thần cùng Lâm Thiên Tiêu quyết chiến, toàn bộ tinh thần chăm chú, tâm vô bàng vụ, vậy không cảm ứng được ngoại giới biến hóa. Lâm Thiên Tiêu cũng giống như nhau vẻ mặt, hai bên trong mắt chỉ có đối phương, kiếm cùng kích, long chảo cùng bằng móng, lẫn nhau giao phong giằng co, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người linh khí pháp lực, cũng đang nhanh chóng trôi qua, chỉ cùng một khối linh khí khô kiệt, thắng bại là được thấy rõ. Diệp Thần coi như mượn Huyền Hàn Ngọc cùng Phong Thiên Thương năng lượng, linh khí hùng hồn trình độ, cùng Lâm Thiên Tiêu so sánh, cuối cùng kém chút. Huyền yêu tinh máu, cháy. Đại Phong lôi bảo. Diệp Thần cắn răng, vì đền bù linh khí chưa đủ, lại là âm thầm thiêu đốt một chút Huyền yêu tinh máu, chuẩn bị phóng thích Đại Phong lôi bảo. Đùng đùng. Huyền yêu tinh máu cháy dưới, Diệp Thần cả người linh khí đại thịnh, nổ lên từng cái sấm sét tinh mang. Hắn long chảo bên trong, mơ hồ có cuồng bạo phong lôi nổi lên. Giờ khắc này, Diệp Thần chuẩn bị hội tụ phong lôi lực, thi triển giả cửu thiên thần thuật đại phong lôi bạo, kết thúc cuộc chiến đấu này. Ban đầu nho tổ ước chiến, Diệp Thần chính là dùng một chiêu này chế địch, thậm chí liền tự thân, cũng bởi vì đại phong lôi bạo ảnh hưởng, bất ngờ lọt vào địa tâm vực. Cái này đại phong lôi bạo, là từ hy hoàng lôi ấn bên trong diễn hóa ra tới giả thần thuật, uy lực cực kỳ to lớn. Diệp Thần phỏng đoán thi triển ra sau đó, Lâm Thiên Tiêu không chết cũng phải tổn thương nặng, hắn tự thân cũng phải bị phản chấn trọng thương. Nếu như Lâm gia muốn báo thù, muốn giết hắn mà nói, hắn là vô luận như thế nào cũng không ngăn nổi. Nhưng cái này trận tỷ võ quyết thắng, sống chết thiên định, nếu như Lâm Thiên Tiêu thật kỹ không bằng người, thua ở Diệp Thần dưới quyền, muốn đến Lâm gia cũng sẽ không tận lực gây khó khăn hắn, nếu không vi phạm ước định, nhất định có lớn nhân quả thêm thân. Cho nên, Diệp Thần không có quá nhiều cố kỵ, đại phong lôi bạo kịch liệt nổi lên, một viên màu xanh lôi cầu, dần dần ở hắn long chảo bên trong thành hình. Đây là, ngụy thần thuật, đại phong lôi bạo. Lâm Thiên Tiêu thấy một màn này, nhất thời thần sắc đại chấn. Hắn võ đạo thâm hậu, tự nhiên rõ ràng đại phong lôi bạo uy lực, nếu như bị Diệp Thần sử dụng một chiêu này, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Cái này không thể nào. Hắn tại sao có thể có hào hùng như vậy linh khí? Lâm Thiên Tiêu trong lòng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thần linh khí bàng bạc, vượt qua hắn ý liệu, thế cục rằng co dưới, vẫn còn có dư lực thi triển giả cửu thiên thần thuật. Hắn nhưng là không biết, Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, và huyền yêu tinh máu, một khi cháy, linh khí năng lượng cơ hồ vô tận, chỉ là cháy huyết mạch và máu tươi, sẽ đưa đến tự thân tổn thương nguyên khí nặng nề, không vạn bất đắc dĩ không có thể sử dụng. Hai người đối lập để gặp, trên trời bỗng nhiên Phật quang chào đáng, một phiến phiến thanh liên tách thả ra ra. Một cái tóc đen bù xù, tướng mạo anh đẹp trai tuyệt luân, thần sắc bình thản như nước nam tử, ngồi ngay thẳng màu xanh đài sen, từ chân trời chậm rãi hạ xuống. Quốc sư đại nhân đến. Bái kiến quốc sư. Quốc sư đại nhân thiên thu vạn đại, văn thành võ đức, nhất thống địa tâm vực, phi thăng thái thượng. Rất nhiều Lâm gia tộc người. Còn có các trưởng lão, rối rít quỳ xuống, cung nghênh trên trời nam tử kia hạ xuống. Lâm gia tộc trưởng năm xưa bị cân nhắc quyết định thánh đường trọng thương, đến nay vẫn không khôi phục, cho nên Lâm gia quyết sách công việc, một cần phải do quốc sư trông coi. Quốc sư nói là nhân vật số 2, thực ra là Lâm gia chân chính nắm giữ. Vậy tóc đen bù xù nam tử, hai tròng mắt tựa như khám phá thế sự bể dâu,
hiện ra lớn không sợ trầm tĩnh, cả người có màu vàng kim Phật quang hiện lên, thủy hà vạn trượng, vậy Phật quang màu vàng bốc hơi lên dưới, lại diễn biến ra hàng long phục hổ, kim cương la hán vân. Vân khoáng đạt Phật ra khí tượng. Có rất nhiều đồng nam đồng nữ, tất cả tay cầm tịnh bình giỏ hoa, thì đứng ở đó tóc đen phía sau nam tử. Vậy tóc đen nam tử trôi lơ lửng ở trên trời, liền như đại thừa Phật tổ vậy, hiện ra đặc biệt huy hoàng khí thế. Diệp Thần và Lâm Thiên Tiêu, đều ở đây toàn bộ tinh thần chăm chú rằng co, ai cũng không lưu ý ngoại giới thay đổi. Ồ, đó là giả cửu thiên thần thuật sao? Tóc đen nam tử chiếm cứ ở trên trời, thấy Diệp Thần bàn tay bên trong, mơ hồ hội tụ ra màu xanh lá cây lôi cầu, vậy giếng cổ không dao động gương mặt, cũng là hơi có chút rung động. Hắn kêu Đế Thích Ma Hầu, chính là Lâm gia quốc sư. Đế Thích Ma Hầu từng là Đế Thích gia đệ tử, hắn phụ thân là Lâm gia huyết mạch, mẫu thân là Đế Thích gia người. Đế Thích gia cũng là thập đại thiên quân thế gia một trong, ở thái cổ hạo kiếp bên trong tiêu diệt, Đế Thích Ma Hầu bởi vì ủng có Lâm gia phụ hệ huyết mạch, liền đầu phục Lâm gia, cũng một đường quật khởi, trở thành kim bằng Phật quốc quốc sư. Hắn bởi vì quyến niệm mẫu thân công ơn nuôi dưỡng, cho nên là theo họ mẹ, nhưng huyết mạch là chân chánh Lâm gia huyết mạch, cũng không phải là cái gì người ngoài. Lâm gia và Đế Thích gia cũng tu luyện Phật pháp, Lâm gia là tu luyện tiểu thừa Phật pháp, lấy phá thân mình ách chướng, viên mãn phi thăng là mục tiêu, mà Đế Thích gia là luyện đại thừa Phật pháp, lấy cứu thiên hạ, phổ độ chúng sanh là nhiệm vụ của mình. Đế Thích Ma Hầu xem nhìn phía dưới chiến cuộc, thấy Diệp Thần sắp thi triển đại phong lôi bạo, trong đầu nghĩ, người này huyết mạch linh khí cổ quái, lại cho ta một loại cực lớn cảm giác uy áp, không biết là lai lịch gì, như bị hắn thả ra đại phong lôi bạo, vậy thiên tiêu tất bại không thể nghi ngờ. Tâm niệm đung đưa tới giữa, Đế Thích Ma Hầu tỉnh bơ, cong ngón tay bắn ra, một món phổ độ thiện quang, im hơi lặng tiếng bắn đi ra ngoài, đánh vào Diệp Thần trên mình. Hắn cả người Phật quang vạn trượng, khí thế vô cùng khoáng đạt, cái này một tí trong nháy mắt, ai cũng không nhận ra được khác thường. Vậy phổ độ thiện quang đại thần thông, là Đế Thích gia đại thừa Phật pháp thần thông, có thể trấn yêu trừ ma, độ hóa người thần hồn, để cho người buông xuống đổ sát đao, quy theo Phật môn, nhưng thật ra là một môn vô cùng tàn bạo thuật pháp, có thể đem người biến thành nô lệ. Đế Thích Ma Hầu cái này một cái xuất thủ, lại không chỉ là muốn ngăn cản Diệp Thần, còn muốn trực tiếp trấn áp Diệp Thần, đem hàng phục làm nô lệ, thu cho mình dùng. Bởi vì hắn vậy đã nhìn ra, Diệp Thần huyết mạch phi phàm, nếu như có thể thu phục, đúng là Lâm gia thiên đại trợ lực. Diệp Thần đang chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên trực tiếp, nhưng giác một cổ vô cùng hung hãn, vô cùng bá đạo Phật quang, bơm vào đến thân thể kinh mạch bên trong. Vậy Phật quang bên trong, hàm chứa vô cùng là hào hùng đại thừa Phật pháp nguyện niệm, lấy phổ độ chúng sanh là nhiệm vụ của mình. Diệp Thần thần hồn một ngay hoảng hốt, lại có loại bị tẩy não độ hóa ảo giác. Không tốt, là độ hóa thần thông. Diệp Thần thần sắc đại biến, nhìn ra là có người âm thầm ra tay, muốn độ hóa hắn. Cái này độ hóa thần thông, có đại thừa Phật pháp khí thế bàng bạc, so với giống vậy độ hóa đạo pháp, không biết mạnh hơn nhiều ít. Diệp Thần vội vàng coi giữ tâm thần, võ tổ đạo tâm bùng nổ, toàn lực ngăn cản vậy độ hóa hơi thở tập kích. Nhưng hắn như thế một phần tim, long chảo ở giữa màu xanh lá cây lôi cầu, lập tức tan vỡ chôn vùi, cả người hơi thở vậy suy bại đi xuống. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Tiêu thất kinh, hắn vốn là lấy là muốn chiến bại, thậm chí có thể chết, nhưng đột nhiên tới giữa, nhưng phát hiện Diệp Thần hơi thở suy yếu, tựa hồ gặp cái gì trọng đại biến cố. Sanh tử quyết chiến, hắn vậy không kịp suy nghĩ nhiều, nếu Diệp Thần khí nhược, hắn ngay lập tức lay động linh khí. Hung hăng phản kích, kim bằng móng to kim quang tách thả ra, mênh mông sức mạnh to lớn hóa thành cao nhất Phật pháp, bạo giết ra. Rắc rắc, Diệp Thần tay trái bị kim bằng Phật pháp đánh vào, xương cốt nhất thời gãy nhào, một cổ lực lớn xông vào tim phổi, hắn há mồm phốc xích một tiếng, lại phun ra máu tươi. Cuối cùng, Diệp Thần chật vật lui về phía sau, không đứng được, quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, nhưng là hoàn toàn bị thua. Diệp huynh đệ, Lâm Thiên Tiêu đánh bại Diệp Thần, nhưng trong lòng không có một chút cao hứng ý, ngược lại là mê mang cùng bất ngờ. Hắn biết Diệp Thần có thiên đại lá bài tẩy, nếu như vậy đại phong lôi bạo tuyệt chiêu thả ra ngoài, thất bại chính là hắn. Nhưng Diệp Thần lại đột nhiên khí nhược, bị hắn phản kích thủ thắng. Lâm Thiên Tiêu mờ mịt không rõ ràng, ánh mắt nhìn vòng quanh toàn trường.
Lúc này Lâm Gia Quốc sư đế Thích Ma Hầu đã từ trên trời hạ xuống, như cũng ngồi ngay thẳng màu xanh đài sen, cười tủm tỉm nhìn Lâm Thiên Tiêu. Lâm Thiên Tiêu trong lòng giật mình, nhất thời rõ ràng liền tất cả. Hắn có thể thủ thắng, rõ ràng cho thấy bởi vì đế Thích Ma Hầu âm thầm đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ. Diệp Thần vận chuyển võ tổ đạo tâm, đem đế Thích Ma Hầu độ hóa nguyện niệm phai mờ, hắn không có lại bị độ hóa nguy hiểm, nhưng cái này một tí bị Lâm Thiên Tiêu kim bằng Phật Pháp đánh vào, hắn đã là trọng thương, liền khí lực nói chuyện cũng không có, ngũ tạng lục phủ kịch liệt biến dạng đau đớn. Đại thiếu gia thắng. Chúc mừng đại thiếu gia, đánh bại xứ lạ người, dương ta Lâm gia thần uy. Đại thiếu gia uy vũ. Chung quanh Lâm gia tộc mọi người, thấy Diệp Thần sa sút, Lâm Thiên Tiêu thắng được, cũng là hân hoan không dứt, cao giọng ủng hộ. Còn có chút người, mắt lạnh nhìn Diệp Thần, ám ra giễu cợt tiếng nói. Diệp Thần đầu ông ông tác hưởng, muốn giải thích rõ cái gì, nhưng dưới trọng thương, nhưng cũng không nói ra được gì. Diệp huynh đệ, không có sao chứ. Lâm Thiên Tiêu lật đật tới đỡ dậy Diệp Thần, cũng cầm ra chút Lâm gia đặc chế linh rượu đan dược, cho Diệp Thần uống. Đại thiếu gia nhân giả gió, mặc dù thắng được, nhưng đối mặt người thua, vẫn rất có lễ phép. Ha ha, theo ta xem, một cái xứ lạ người thôi, không bằng trực tiếp giết, vậy tiết kiệm phiền toái. À, đối phương là Mạc gia người, há có thể nhẹ giết. Người chung quanh rối rít nghị luận, cũng không có so sùng bái nhìn Lâm Thiên Tiêu. Đế Thích Ma Hầu cũng là khẽ mỉm cười, nói Thiên Tiêu, chúc mừng ngươi thắng được, cuối cùng không mất ta Lâm gia mặt mũi. Lâm Thiên Tiêu trong lòng rét một cái, nhìn bốn phía các tộc nhân ánh mắt sùng bái, trong lòng lại là xấu hổ, trầm ngâm một hồi, hít sâu một hơi, nói, không, quốc sư đại nhân, người thắng không phải ta, là Diệp Thần. Đế Thích Ma Hầu mặt liền biến sắc, nói Thiên Tiêu, ngươi lời này là ý gì? Chung quanh Lâm gia tộc người vừa nghe, cũng là ngạc nhiên, không biết Lâm Thiên Tiêu vì sao sẽ nói ra lời này. Lâm Thiên Tiêu đỡ Diệp Thần, nói, Diệp huynh đệ. Xin lỗi, nhưng thật ra là ngươi thắng, ta Lâm Thiên Tiêu đường đường tránh tránh, làm người thản nhiên, thua chính là thua, ta đáp ứng chuyện ngươi, nhất định sẽ làm đến. Chàng này tỷ võ đối chiến, nếu như không có đế Thích Ma Hầu nhúng tay, nhất định là Diệp Thần thắng được, Lâm Thiên Tiêu thậm chí có rơi xuống nguy hiểm. Huyền yêu tinh máu và luân hồi huyết mạch cháy, đại phong lôi bạo tàn phá, mặt đối mặt trong khoảng cách gần, cho dù là Lâm Thiên Tiêu, cũng khó mà ngăn cản. Diệp Thần ngẩn người, nói, ngươi chịu đem vật kia cho ta mượn. Lúc này đã phục qua đan dược, Diệp Thần thương thế chuyển tốt rất nhiều, lại âm thầm dùng bát quái thiên đan thuật chữa trị, đã không còn đáng ngại. Nếu như là ở lúc trước, Diệp Thần bị thương thế nghiêm trọng như vậy, nhất định phải điều dưỡng một đoạn thời gian, nhưng linh bia lột xác viên mãn sau đó, hắn thể chất hồi phục năng lực thật to tăng lên, chỉ cần còn giữ một hơi không chết, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Lâm Thiên Tiêu nếu thừa nhận thất bại, vậy ý nói, chính là muốn chịu đem thần thụ phù chiếu cho mượn Diệp Thần. Vật kia quan hệ đến Lâm gia khí vận, không phải chuyện đùa, ta thật ra thì cũng không muốn cho mượn, nhưng ta nếu sa sút, từ làm tuân theo ước định, vật kia ta sẽ cho ngươi mượn, nhưng ta cần chút thời gian chuẩn bị. Lâm Thiên Tiêu trầm giọng nói. Diệp Thần nói, cần phải chuẩn bị cái gì? Lâm Thiên Tiêu nói, vật kia cùng kim bằng tinh cây dung hợp, khó phân nan giải. Còn không bóc ra, ta không ngờ tới ta thất bại, cho nên trước chuyện không có chuẩn bị, ngươi cho ta một chút thời gian, lâu thì 3 tháng, nhỏ thì 10 ngày nửa tháng, ta sẽ đem vật kia bóc ra, đưa đến ở trên tay ngươi. Lúc đầu Lâm gia thần thụ phù chiếu, cùng kim bằng tinh cây hoàn toàn dung hợp, nếu muốn cho mượn, trước hết chóc, mà Lâm Thiên Tiêu không nghĩ tới mình sẽ bị thua, cho nên trước chuyện cũng không có đem phù chiếu chuẩn bị xong. Diệp Thần nói, tốt lắm, ta chờ ngươi. Hắn biết mình chỗ sâu Lâm gia tộc, một thân một mình, có thể hay không yên ổn rời đi đều là vấn đề, cho nên nghe được Lâm Thiên Tiêu cái hứa hẹn này, lập tức đáp ứng, xác định tốt nhân quả, vậy sẽ không sợ ngoài ý muốn. Người ở chung quanh nghe đến Lâm Thiên Tiêu cùng Diệp Thần nói chuyện, đều là một mặt mờ mịt. Thông thường Lâm gia tộc người, cũng không biết thần thụ phù chiếu sự việc, bọn họ chỉ biết là chàng này tỷ võ, nếu như Lâm gia thua, cần mượn ra thứ gì. Xem Lâm Thiên Tiêu hình dáng, hiển nhiên là nguyện thua cuộc, chuẩn bị ra mượn. Đại thiếu gia, rõ ràng là ngươi thắng, vì sao phải nhận thua? Có Lâm gia đệ tử bất mãn, chất vấn nói. Chàng này tỷ võ,
không chỉ là Diệp Thần cùng Lâm Thiên Tiêu thắng bại tranh, còn quan hệ đến Lâm gia mặt mũi cùng khí vận. Lâm Thiên Tiêu đường đường một cái tương lai nắm giữ, lại có thể thua ở một cái xứ lạ trong tay người, đây nếu là truyền ra ngoài, Lâm gia ắt sẽ uy vọng quét sân. Đế Thích Ma Hầu con người trầm xuống, nói Thiên Tiêu, người đã thắng được, tại sao phải nói lời như vậy? Lâm Thiên Tiêu hơi có vẻ không vui, nói quốc sư đại nhân, nguyên nhân người cũng biết, vì sao phải hỏi ta? Hắn đối với Đế Thích Ma Hầu nhúng tay chuyện, rất bất mãn, đây có làm trái hắn võ đạo. Chung quanh Lâm gia tộc mọi người, nghe được Lâm Thiên Tiêu lời này, người thông minh, đã đoán nghĩ tới điều gì, hơi có điểm ngạc nhiên nhìn về Đế Thích Ma Hầu. Như vậy xem ra, Lâm Thiên Tiêu có thể thắng được, là Đế Thích Ma Hầu âm thầm tương trợ cố. Cái này một tí, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Diệp Thần nhìn Đế Thích Ma Hầu gương mặt, trong đầu nghĩ, người này chính là Lâm gia quốc sư Đế Thích Ma Hầu sao? Hắn đã từng là Đế Thích gia đệ tử, không biết cái này Đế Thích gia, và Đế Thích Thiên có liên lạc hay không? Đế Huyền Điện Điện Chủ, Tâm Ma Chi Chủ Đế Thích Thiên, không phải họ Đế, mà là họ Đế Thích. Đế Thích là thượng cổ họ lớn, tại địa tâm vực bên trong, lại là ngày xưa thập đại thiên quân thế gia một trong. Cái này Đế Thích Ma Hầu, mới vừa trực tiếp chi phí hóa thần thông, muốn chân áp thu phục Diệp Thần, thủ đoạn quả thực tàn bạo hết sức. Diệp Thần trong lòng cũng là vô cùng phòng bị, chỉ gặp Đế Thích Ma Hầu trong tròng mắt, mơ hồ có sát khí lững lờ, mà chung quanh Lâm gia tộc người, cũng là từng cái ẩn nhẫn căm hận, không thể làm gì hình dáng, hiển nhiên vậy cực hận Diệp Thần. Diệp Thần thắng tỷ võ, cái này đối với Lâm gia mà nói, đả kích quá lớn. Cảm thụ chung quanh có chút kiềm chế âm trầm bầu không khí, Diệp Thần tâm niệm chuyển động, hướng chung quanh chắp tay một cái nói, các vị, ngày hôm nay tỷ võ quyết chiến, Lâm đại thiếu gia thần uy cái thế, ta rất là bội phục, tỷ võ là hắn thắng, ta thua được tâm phục khẩu phục, ta trở về sau đó, nhất định đại lực tăng cường Lâm gia uy danh. Nghe được Diệp Thần lời này, toàn trường Lâm gia tộc người đều ngẩn ra. Lâm Thiên Tiêu cũng là ngạc nhiên, nói, Diệp huynh đệ, ngươi lời này có ý gì, rõ ràng là ngươi. Diệp Thần âm thầm truyền âm nói, Lâm thiếu gia, vì ngươi Lâm gia mặt mũi, ta hay là nhận thua đi, nhưng thần thụ kia phủ chiếu, ngươi muốn giữ ước định cho ta mượn. Lâm Thiên Tiêu ngẩn ra, Diệp Thần cái này biện pháp xử lý, đích xác là lưỡng toàn kỳ mỹ. Một mặt, Diệp Thần bề ngoài nhận thua, giữ được Lâm gia danh tiếng. Mặt khác, Diệp Thần cũng có thể bắt được thần thụ phù chiếu, đạt thành mình mục đích. Lâm Thiên Tiêu trong bụng cực kỳ xấu hổ, lại là bội phục, âm thầm nói, đa tạ Diệp huynh đệ, giữ ta Lâm gia mặt mũi, thần thụ kia phù chiếu, ta sẽ mau sớm bóc ra cho ngươi. Diệp Thần cười nói, đa tạ. Toàn trường Lâm gia tộc mọi người, thấy Diệp Thần nhận thua, cũng là một hồi ngạc nhiên. Chợt, tất cả mọi người đều rõ ràng liền Diệp Thần lương khổ để tâm, trong lòng nhất thời xấu hổ vô cùng. Lại bội phục Diệp Thần làm người. Đế Thích Ma Hầu cũng là cả kinh, âm thầm muốn, thằng nhóc này rốt cuộc là ai, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thức thân thể to lớn, lại biết làm người, không biết là lai lịch gì, nếu như cùng hắn là địch, sợ là tự diệt vong. Nghĩ đến mới vừa mình lại muốn độ hóa Diệp Thần, không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại. Xem Diệp Thần này đám nhân vật, há có thể thần phục với người. Lâm thiếu gia, các vị Lâm gia anh hùng, quốc sư đại nhân, tại hạ ngày hôm nay lãnh giáo đến Lâm gia thần thông, rất là bội phục, bại được tâm phục khẩu phục, sau này như có cơ hội, lại tới lãnh giáo các vị cao chiêu, cáo từ. Diệp Thần hướng bốn phương ôm quyền, sâu hơn sâu nhìn Lâm Thiên Tiêu một mắt, tỏ ý hắn không nên quên ước định. Lâm Thiên Tiêu gật đầu, Diệp Thần sau đó liền chắp tay một cái, xoay người sải bước rời đi. Toàn bộ kim bằng Phật quốc, các nơi miếu vang lên từng trận gõ chuông tiếng, cung tiễn Diệp Thần rời đi. Người người đều biết, hôm nay tỷ võ, nhưng thật ra là Diệp Thần thắng, chỉ là Diệp Thần vì không để cho Lâm gia mất thể diện, mới cố ý nhận thua. Lần này bụng dạ, quả thực làm người ta bội phục. Còn thiếu Hồng gia chìa khóa, ta là có thể rời đi. Diệp Thần ra kim bằng Phật quốc, chạy về Mạc gia, trong lòng ngầm ám hưng phấn. Hiện tại hắn đã lấy được rồi Mạc gia chìa khóa, Lâm gia bên này vậy xác định, còn kém Hồng gia, đổi được công đức viên mãn. Cùng gom đủ ba nhà chìa khóa, hắn liền có thể mở ra hằng cổ chi môn, lần nữa trở lại ngoại giới. Diệp Thần đang chuẩn bị đi Mạc gia, có thể nhưng phát hiện cách đó không xa có một người cô gái đang lẻ loi đứng.
vậy như nước trong mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm mình. Khi thấy rõ cách đó không xa cô gái lúc đó, Diệp Thần diễn cảm có chút cổ quái. Huyết Ngưng Thiên. Huyết Ngưng Thiên không phải trên đất núi thần chữa thương sao? Vì sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Bất quá xem Huyết Ngưng Thiên sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, hiển nhiên khôi phục cũng không được tốt lắm. Mấu chốt lúc này tới nơi này tìm mình làm cái gì? Huyết Ngưng Thiên đi tới Diệp Thần bên người, mang một chút nhàn nhạt thanh thơm, nàng nhìn một cái Diệp Thần, gương mặt tái nhợt thoáng qua một chút do dự, nhưng vẫn là nói cùng ta đi một chuyến, có được hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần chưa kịp trả lời, Huyết Ngưng Thiên tiếp tục nói, coi là ta cầu ngươi, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu. Diệp Thần biết Huyết Ngưng Thiên trong xương là tràn đầy kiêu ngạo, thậm chí phần này ngạo vượt qua xa người khác, có thể để cho nàng như vậy tư thái nói chuyện, tất nhiên thật sự có nguyên nhân. Hắn nhẹ khẽ gật đầu, chỉ nói hai chữ, đi thôi. Chỉ như vậy, Huyết Ngưng Thiên mang Diệp Thần hướng núi thần đi. Đương nhiên là có một ít kim bằng Phật quốc người chú ý tới một màn này, không qua bọn họ không biết Huyết Ngưng Thiên lai lịch, có thể cố nhiên Huyết Ngưng Thiên bị thương, nhưng là quanh thân dũng động uy thế, liền định trước không phải người bình thường. Trọng yếu hơn chính là, Huyết Ngưng Thiên không phải xứ lạ người. Càng không phải là người Mạc gia, mà là triệt để ra đời tại địa tâm vực tồn tại. Mấu chốt Diệp Thần một cái xứ lạ người, lại là làm sao có thể biết cái khác địa tâm vực tồn tại. Rất nhanh, hai người đi tới liền núi thần đỉnh núi. Huyết Ngưng Thiên đưa lưng về phía Diệp Thần, ánh mắt nhìn về phía vậy đám mây biển, cũng không nói chuyện. Yên tĩnh nhất thời, thậm chí để cho Diệp Thần cảm giác được không giải thích được. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, chỉ có thể nói, Huyết Ngưng Thiên, rốt cuộc chuyện gì? Nếu như là muốn cảm ơn ta, người cũng không đến nỗi như vậy tốn nhiều khổ tâm đi. Huyết Ngưng Thiên xoay người, nhìn một cái Diệp Thần ngón tay, phát ra nhỏ như mũi vậy thanh âm, máu ngươi có thể hay không lại cho ta một ít. Cái gì? Diệp Thần từng có 10.000 loại suy đoán, nhưng căn bản không nghĩ tới Huyết Ngưng Thiên sẽ xách lên loại yêu cầu này. Mấu chốt mình vì sao phải đáp ứng Huyết Ngưng Thiên? Máu hắn cố nhiên sinh mệnh lực khủng bố, thậm chí cất giấu một chút luân hồi huyết mạch, thậm chí còn yêu tộc và long tộc lực lượng, giá trị văn hoa, nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện cho người khác. Chẳng lẽ mình lần trước này máu, ngược lại kích hoạt Huyết Ngưng Thiên huyết tộc tiềm chất? Diệp Thần ngẩn ra, tốt có đúng lúc hay không, Huyết Ngưng Thiên họ Huyết. Tựa hồ là đoán được Diệp Thần đang suy nghĩ gì, Huyết Ngưng Thiên giải thích ta phải đi một chuyến địa phương, ta bây giờ thương thế vẫn là quá nặng, không đủ để tự vệ. Những năm gần đây, ta mặc dù lưu tồn không thiếu đan dược cực phẩm, nhưng những đan dược kia muốn khôi phục ta thương thế không có đơn giản như vậy. Nhưng là máu ngươi có thể. Ta cần máu ngươi, khôi phục nhanh hơn. Nếu như ngươi không đáp ứng, cũng được đi, ta muốn ta cũng có thể đối phó. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu, mấu chốt, cái này Huyết Ngưng Thiên thật tốt núi thần không chấn thủ, rốt cuộc có chỗ nào phải đi. Chẳng lẽ và mấy ngày trước bị thương có liên quan? Còn như một câu cuối cùng, Diệp Thần cũng không cho rằng hiện tại Huyết Ngưng Thiên trạng thái có thể đối phó địa tâm vực một ít hiểm cảnh. Địa tâm vực nhưng mà so bên ngoài bốn đại vực còn có phức tạp và bát ngát, hơi lơ là, liền sẽ chết vạn lần không cướp. Có thể mình kết quả muốn không nên đáp ứng. Hắn và Huyết Ngưng Thiên nhân quả càng ngày càng nặng, cái này cũng không là một chuyện tốt, nếu như Huyết Ngưng Thiên sau lưng đeo lớn hơn bàn cờ, vậy hắn cũng phải bị cuốn vào trong đó. Bất quá vừa nghĩ tới Huyết Ngưng Thiên ở toàn bộ địa tâm vực không nhận biết người bất kỳ, chỉ biết mình, Diệp Thần cũng có chút không tiện cự tuyệt. Ban đầu cũng không nên đáp ứng Huyết U Tử nơi nào là cho mình đưa cơ duyên, rõ ràng chính là cho mình chôn một viên tùy thời sẽ nổ tung bom hẹn giờ. Tốt lắm, ta biết ý của ngươi, ta cái này thì đưa ngươi trở về. Huyết Ngưng Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, nghe không ra mừng, giận, buồn, vui. Ngay tại Huyết Ngưng Thiên phải dựa vào gần Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần không chút do dự đưa ra ngón tay mình, xích lại gần Huyết Ngưng Thiên vậy đôi môi thật mỏng. Cắn bể nó. Huyết Ngưng Thiên ngẩn ra, nhưng cũng biết Diệp Thần ý, nàng gương mặt tái nhợt ngay tức thì bò dậy từng đạo ánh nắng đỏ rực. Ừ. Nàng khe khẽ gật đầu, rồi sau đó môi đỏ mỏng khẽ nhếch, trực tiếp đem Diệp Thần ngón tay chứa ở trong miệng. Một chút nhiệt độ và chất nhảy bọc, Diệp Thần ngược lại có chút thất thần. Huyết Ngưng Thiên rất đẹp,
không chỉ ngũ quan tươi đẹp trình độ vượt qua rất nhiều người, vậy lạnh như băng khí chất cùng với không dính trần thế cảm giác, đủ để cho bất kỳ người đàn ông sinh ra lòng chinh phục. Rất nhanh, Diệp Thần liền tỉnh hồn lại, bởi vì huyết ngưng thiên hàm răng đã cắn bể ngón tay mình, một chút máu tươi phun trào ra. Huyết ngưng thiên mút vào vậy đầy áp mạnh mẽ sinh mệnh lực máu, thậm chí phát ra một chút nhẹ nhàng rên rỉ. Ngươi đừng chiếu cố máu, ta có một cái yêu cầu, ngươi phải mang ta cùng đi. Ta đã đáp ứng huyết u tử, muốn mang ngươi còn sống rời đi địa tâm vực, tự nhiên biết làm đến. Ta cũng không muốn ngươi trước thời hạn chết, để cho ta bị một chút nhân quả cắn trả. Huyết ngưng thiên một bên mút vào Diệp Thần ngón tay, một bên trợn to tròng mắt, nàng biết Diệp Thần chẳng muốn quá nhiều dính địa tâm vực nhân quả, nhưng vẫn là lựa chọn như vậy. Chẳng lẽ cái này xứ lạ người bị mình hấp dẫn? Mình đẹp không? Huyết ngưng thiên nhiều năm qua như vậy vẫn là một người sinh tồn, đối với người ngoài cái gọi là thẩm mỹ cùng với mỹ cảm không biết chút nào. Nàng chuyên tâm tu võ, căn bản không quan hệ những thứ này, nhưng vào giờ khắc này, nàng lại có thể theo bản năng nhìn chằm chằm ngực mình xem, tâm tư bay dị thường xa xôi. 10 phút sau đó, không biết là Diệp Thần máu kỳ hiệu, vẫn là nói huyết ngưng thiên tự thân xấu hổ, mặt mũi quả thật tốt lắm rất nhiều. Huyết ngưng thiên buông hàm răng, cúi đầu tốt. Nếu ngươi muốn cùng ta cùng đi, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức lên đường. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, muốn hỏi càng nhiều chi tiết, nhưng xem huyết ngưng thiên dáng vẻ, phỏng đoán cũng sẽ không nói tỉ mỉ, gật đầu một cái, liền vào huyết ngưng thiên hướng dưới núi đi. Huyết ngưng thiên đi tới dưới núi thần một cây cổ thụ trước, hai tròng mắt đóng chặt, hai tay chắp tay, miệng lẩm bẩm. Rồi sau đó, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện huyết ngưng thiên ấn đường lại có thể xuất hiện một cái chữ viết cổ xưa. Đối với cái này chữ viết, Diệp Thần có chút quen mắt, nhưng lại không nói ra được. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa chữ viết này lai lịch lúc đó, bầu trời lại có thể truyền tới một đạo phượng hót. Rồi sau đó, một cái thất thải phượng hoàng chính là từ trên trời hạ xuống, rơi vào Diệp Thần và huyết ngưng thiên trước người. Huyết ngưng thiên nhìn một cái Diệp Thần. Giải thích, đây là huyết u tử cho ta lưu lại, nó kêu nhỏ thải, những năm này là nó một mực phụng bồi ta, nó sẽ dẫn chúng ta mau sớm chạy tới nơi đó. Không, sẽ không chế nãi ngươi quá lâu. Diệp Thần lãnh đạm gật đầu một cái, chính là vào huyết ngưng thiên đi tới thải phượng bên trên. Thải phượng phát ra một tiếng phượng hót chính là hướng một phương hướng cực nhanh đi. Tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Diệp Thần ngược lại là có bất ngờ phát hiện. Cái này thải phượng trên mình dính một chút máu, chắc hẳn ban đầu huyết ngưng thiên sau khi bị thương, chính là đầu này thải phượng đem đưa về. Diệp Thần nhắm mắt ngưng thần, đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Bỏ mặc huyết ngưng thiên phải đi nơi nào, từ lời nói bên trong tới xem, tất nhiên là đất nguy hiểm. Không biết qua bao lâu, huyết ngưng thiên nặng nề thanh âm đột nhiên truyền tới, đến. Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện thải phượng đã ngừng lại. Có thể hắn khi ánh mắt rơi vào những địa phương khác thời điểm, ngay tức thì cả kinh. Trước mặt hắn là một chuôi cự kiếm. Cự kiếm tựa như xuyên thấu toàn bộ địa tâm vực. Thậm chí bên trên cự kiếm, còn giữ một chút máu. Ảo tưởng hay là chân thực? Diệp Thần có chút khó tin, đây là hắn cuộc đời này gặp qua kinh khủng nhất cự kiếm. Nơi này là địa phương nào? Ngươi tại sao phải tới nơi này? Hiện tại ngươi tổng nên nói cho ta đi. Diệp Thần nói. Huyết ngưng thiên đột nhiên bắt Diệp Thần tay, nói, nơi đây kêu huyết kiếm hư, huyết u tử chết thì phải ngược dòng đến chỗ này. Về phần tại sao muốn tới nơi này, thật ra thì và ngươi lấy được cái đó tà vật vòng tròn có chút quan hệ. Diệp Thần con ngươi hơi co giúp một cái, vòng tròn. Ừ, cùng để ta đi, bởi vì ngươi và nơi đây không có nhân quả, phải dắt tay ta, nếu không, ngươi biết chết. Huyết ngưng thiên thanh âm lần nữa truyền tới. Diệp Thần thần sắc phức tạp, nhưng hắn vậy cảm giác được nơi đây so núi thần cấm chế còn kinh khủng hơn, nắm thật chặt huyết ngưng thiên tay. Nhẵn nhụi bóng loáng, lại mang nhàn nhạt nhiệt độ. Huyết ngưng thiên dắt Diệp Thần tay đi tới cự kiếm dưới, nàng hai tay bắt pháp quyết, ấn đường cái đó quen thuộc chữ viết xuất hiện lần nữa. Ngay tại lúc này, huyết kiếm chấn động, vậy cắm trong lòng đất kiếm phong chỗ, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Một cổ kinh thiên kiếm ý từ trong môn vào tới. Diệp Thần lại là từ cánh cửa này phía trên thấy được hai cái chữ viết cổ xưa. Kiếm môn. Nơi này là ta máu nhà khởi nguyên, ta máu nhà chẳng bao lâu sau vậy từng huy hoàng qua, chỉ tiếc.
Huyết Ngưng Thiên không có tiếp tục nói hết, mà là kéo Diệp Thần hướng chỗ sâu đi. Vượt qua cánh cửa này, Diệp Thần nhưng là phát hiện mình xuất hiện ở một cái kiếm thế giới. Trên mặt đất cắm chi chít kiếm, đỉnh đầu chỗ cũng là lơ lửng từng chuôi kiếm, mỗi một thanh kiếm, trên thân kiếm cũng phun trào ra một đạo kinh thiên kiếm ý. Nơi này lại là so mình ban đầu bước vào Huyền Thiên Kiếm Mộ phần còn kinh khủng hơn. Thậm chí Diệp Thần còn phát hiện, để cho Huyết Ngưng Thiên ban đầu bị thương thanh kiếm kia, liền là tới từ nơi này. Diệp Thần, nhất định không muốn buông tay ta. Một khi buông, cái này vạn kiếm liền sẽ lấy ngươi là địch, đến lúc đó coi như sinh mệnh lực của ngươi mạnh mẽ đi nữa, cũng chỉ có tử cục. Diệp Thần không nói gì, lãnh đạm gương mặt viết đầy ngưng trọng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, Huyết Ngưng Thiên, ngươi lên lần bị thương, có phải hay không và nơi này có quan? Nơi này còn có những người khác, hắn muốn tới ngươi vào chỗ chết. Huyết Ngưng Thiên gương mặt có chút khó khăn xem, có phải thế không? Nhớ, ngàn vạn không muốn buông tay ta, đi không muốn. Huyết Ngưng Thiên một nhắc lại nói. Huyết Ngưng Thiên mang Diệp Thần xuyên qua từng đạo kiếm. Diệp Thần đã từng thái huyền trận hoàng trận đạo truyền thừa, nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể nhìn ra cái này mỗi một thanh kiếm cũng không phải là qua loa đứng. Thậm chí như thế nhiều thanh kiếm là một đạo nghịch thiên kiếm trận. Còn như kiếm trận này như thế nào phá rõ ràng, Diệp Thần không suy nghĩ, mình trận đạo kiến thức còn chưa đủ. Đồng thời, Diệp Thần còn chú ý tới một thanh kiếm. Thanh kiếm này cực kỳ đặc thù, toàn thân có màu đỏ như máu. Trên thân kiếm phun trào ra bao trùm hết thảy khí thế. Trọng yếu hơn chính là, kiếm này thân thậm chí có từng đạo huyết nguyệt. Chẳng lẽ kiếm này thích hợp Nhâm Tiền Bối? Vẫn là nói kiếm này và Nhâm Tiền Bối có liên quan. Diệp Thần không nhận là Nhâm Phi Phàm đã tới địa tâm vực, hoặc giả là cơ duyên xảo hợp, hoặc giả rất nhiều cái này cùng huyết nguyệt đồ sát thiên kiếm đạo có chút tương tự. Nhưng nếu là đem kiếm này và dáng Trần Hàng Long kiếm kết hợp, nói không chừng có thể đem huyết nguyệt đồ sát thiên thăng cấp đến và giả cửu thiên thần thuật một cấp bậc. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này, vẫn là phải và Nhâm Phi Phàm thảo luận mới được. Cũng không biết mình chết sau đó, Nhâm Phi Phàm có hay không đoán được mình sẽ xuất hiện tại địa tâm vực. Nếu thật đoán được, có lẽ Nhâm Phi Phàm nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách xông vào địa tâm vực đi. Có thể địa tâm vực muốn đi vào, thật quá khó khăn. Huyết Ngưng Thiên tựa hồ phát hiện cái gì, dừng bước lại, hiếu kỳ nói, người đối với thanh kiếm này cảm thấy hứng thú. Diệp Thần gật đầu một cái, nơi này kiếm có thể mang đi sao? Huyết Ngưng Thiên lộ ra một đạo nụ cười cổ quái, dĩ nhiên là có thể, nhưng, nơi này kiếm có thể không dễ mang đi. Từng có người ngoại tộc đã thử, nhưng cuối cùng biến thành một phiến thật mệt mỏi xương trắng. Nói tới chỗ này, Diệp Thần lúc này mới phát hiện, cái này nghịch thiên kiếm trận hai bên, có thật mệt mỏi xương trắng. Nơi đây, từng chết mấy trăm ngàn người. Người kết quả muốn mang ta đi đâu? Diệp Thần càng phát ra cảm giác nơi đây quá quỷ dị, mở miệng nói. Huyết Ngưng Thiên đột nhiên đưa tay ra, hướng một phương hướng chỉ đi, ngươi thấy được nơi đó trôi lơ lửng ba thanh kiếm liền sao? Chúng ta phải đi nơi đó. Diệp Thần theo tầm mắt nhìn lại, ngay tức thì chú ý tới trôi lơ lửng ở tới chỗ cao ba thanh kiếm. Làm tầm mắt có thể đạt được, Diệp Thần thậm chí cảm nhận được luân hồi mộ địa sát kiếm chấn động. Cái này chấn động giống như là sát kiếm sợ hãi, hoặc như là sát kiếm chiến ý. Không chỉ sát kiếm. Liền liền trong hoàng tuyển đồ hoang ma thiên kiếm, vậy sinh ra một chút phản hồi. Diệp Thần rất rõ ràng, vậy ba thanh kiếm biết bao khủng bố. Bất quá, nếu như cẩn thận xem, nhất định sẽ phát hiện ba thanh kiếm trên, quấn từng đạo xiềng xích. Nói cách khác, cái này ba thanh kiếm đều bị người vây khốn. Vậy ba thanh kiếm lai lịch ra sao? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Huyết Ngưng Thiên trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ta cũng không biết. Từ ta ra đời thời điểm, vậy ba thanh kiếm cứ như vậy tồn tại. Liền liền huyết u tử có thể cũng không biết lai lịch của bọn họ. Cái này ba thanh kiếm, là nơi này hết thảy nguồn năng lượng. Nếu nói là nơi đây tất cả kiếm là thần, vậy ba thanh kiếm chính là tướng. Đế, hậu, bọn họ là kiếm, lại có linh, cùng người không khác, thậm chí bất kỳ một vị đều không thua thái thượng thế giới tồn tại. Diệp Thần trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Kiếm linh không thua thái thượng thế giới. Nếu không phải Diệp Thần chính mắt nơi gặp, căn bản không dám tin tưởng. Ngay tại lúc này, vậy tù khốn ba thanh kiếm xiềng xích chấn động.
Đồng thời, mặt đất, thương khung, chung quanh mỗi một thanh kiếm cũng chấn động lên. Đạo đạo kiếm minh như âm bạo, kích thích Diệp Thần màng nhĩ. Không chỉ như vậy, từng đạo kinh thiên kiếm ý từ thân kiếm bên trong bộc phát ra. Kiếm ý chỉ, không phải người khác, mà là Diệp Thần. Huyết Ngưng Thiên sắc mặt đại biến, nàng vốn cho là mình cầm Diệp Thần tay, Diệp Thần liền sẽ núp ở hắc ám bên trong, không bị phát hiện. Nhưng bây giờ nhìn lại, quy tắc của nơi này vượt xa núi thần. Diệp Thần đã bị phát hiện. Kết quả chỉ có một cái. Người ngoại lai, sẽ bị vạn kiếm xuyên tâm, như vậy hai bên thật mệt mỏi xương trắng vậy. Diệp Thần, chạy mau. Huyết Ngưng Thiên con người chợt co giúp một cái, chính là kéo Diệp Thần hướng lối vào đi. Trên người nàng vốn là mang một chút thương thế, nhưng giờ phút này nhưng là không tiếc bất cứ giá nào, thiêu đốt máu tươi và linh khí. Có thể cho dù tốc độ rất nhanh, ở còn chưa đến vậy cánh cửa lúc đó, vô số kiếm biển liền rối rít rơi xuống, chặn lại nàng và Diệp Thần đường đi. Huyết Ngưng Thiên chợt xoay người, mắt xem sau lưng vạn đạo kiếm ý liền phải chiếm đoạt Diệp Thần trên thân hình, nàng không chút do dự ngăn trở ở Diệp Thần trước người. Vạn kiếm trôi lơ lửng. Thời gian tựa như đình trệ. Diệp Thần con ngươi híp lại, hắn biết những thứ này kiếm muốn chu diệt mình, nhưng lại bởi vì loại nào đó quy tắc sẽ không đối với Huyết Ngưng Thiên động thủ. Có thể trước Huyết Ngưng Thiên bị thương, bụng thanh kiếm kia phải nên làm như thế nào giải thích. Ngay tại Diệp Thần suy tính để gặp, một đạo hư không lại thanh âm đạm mạc từ trên bầu trời truyền tới. Huyết Ngưng Thiên, lui ra. Nếu không, coi như ngươi là máu nhà huyết mạch duy nhất, cũng phải chết. Huyết Ngưng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nước mắt mưa như trâu, khàn cả giọng nói, như muốn tổn thương hắn, trước hết từ ta trên thi thể bước qua đi. Diệp Thần không xác thực định hư vô kia thanh âm đến từ nơi nào, nhưng vậy khẳng định Huyết Ngưng Thiên ban đầu tổn thương khẳng định cùng chủ nhân của thanh âm này có liên quan. Huyết Ngưng Thiên gắt gao bảo vệ Diệp Thần, nhưng vào lúc này, vậy trôi lơ lửng bất động một phần chia kiếm, cực nhanh tới. Một cổ vô hình kiếm ý bao vây Huyết Ngưng Thiên. Rồi sau đó kiếm ý phun trào, lại được thành một đạo quỷ dị kiếm tường. Rất miễn cưỡng đem Huyết Ngưng Thiên và Diệp Thần tách ra. Huyết Ngưng Thiên thậm chí vì ngăn trở chia lìa, trên tay đã tràn đầy máu tươi. Diệp Thần, đi mau. Huyết Ngưng Thiên không thể làm gì, chỉ có thể để cho Diệp Thần rời đi. Có thể Diệp Thần rất rõ ràng, mình muốn rời đi, đây là biết bao khó khăn. Hắn ngưng mắt nhìn còn dư lại những cái kia kiếm. Hồng Mông Đại Tinh không thi triển, đồng thời thiên yêu huyết mạch, phần huyết quyết, hồn thể chuyển hóa vân. Vân tất cả đều hội tụ. Trong tay lại là xuất hiện hai thanh kiếm, trong đó một chuôi chính là sát kiếm, mà khác một chuôi chính là hoang ma thiên kiếm. Vạn kiếm phun trào, Diệp Thần tay cầm hai kiếm, không có ngồi chờ chết, trực tiếp xông vào kiếm trận bên trong. Đạo đạo kiếm ý biến dạng. Đồng thời, Trần Bia và Viêm Bia đồng loạt kích hoạt. Ở viên mãn dưới trạng huống luân hồi huyền bi, chí ít sẽ không để cho mình chật vật. Một bên Huyết Ngưng Thiên muốn phải giúp Diệp Thần, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần bị vậy phiến kiếm biển chiếm đoạt. Không biết sống chết. Ước chừng 10 tức sau đó, kiếm biển đột nhiên bị biến dạng một vết thương. Huyết Ngưng Thiên nước mắt dừng lại, bởi vì nàng xuyên thấu qua vậy chỗ rách, phát hiện một đạo cả người máu tươi bóng dáng. Diệp Thần lại vẫn còn sống. Nàng phát hiện mình cuối cùng cũng xem thường Diệp Thần. Vậy thái chân cảnh căn bản không chống nổi mấy tức, càng không cần phải nói chính là thủy nguyên cảnh Diệp Thần. Nhưng mà, thời khắc này Diệp Thần cũng không hơn gì. Nếu không phải mình luân hồi huyền bi và rất nhiều thần mạch lấy được thăng cấp, mình tuyệt đối không thể nào từ nơi này kiếm trong biển sống sót. Hắn thậm chí cảm giác đối mặt mình không phải kiếm biển, mà là mấy chục ngàn cái thái chân cảnh cường giả một kích toàn lực. Hắn miễn cưỡng đối phó, nhưng cũng biết, như tiếp tục như vậy nữa, hắn kinh khủng kia sinh mệnh lực vậy sẽ dây dưa chết. Nên làm cái gì? Huyền tiên tử, phong tiền bối, có biện pháp không? Nhưng mà, trả lời là thật lâu yên tĩnh, lực lượng của hai người đã sớm đang tiêu hao hầu như không còn, đã thuộc về trạng thái ngủ say. Sóc lão. Sóc lão khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là câu trả lời Diệp Thần nói, như ngươi là hoàn chỉnh long tộc huyết mạch. Có lẽ còn có một chút biện pháp. Có thể dưới mắt, ta vậy không có cách nào, không quá ta có thể cho ngươi một chút lực lượng, để cho ngươi có thể lại chống đỡ một hồi. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng đến trình độ cao nhất, nhưng cũng may sóc lão lực lượng phun trào toàn thân,
hắn chí ít sẽ không chật vật như vậy. Hắn không ngừng ngăn cản kiếm ý, cuồn cuộn ma khí và hồn ý nổ bể ra, giống như ma long và sát long ở kiếm trong biển xé. Nhưng, cuối cùng, ma long và sát long vẫn bị kiếm biển biến dạng. Diệp Thần thân thể chợt ngã xuống đất, kiếm biển như nước thủy triều vậy vọt tới, mưu toan triệt để đem Diệp Thần hóa là một đạo xương máu. Không muốn, Huyết Ngưng Thiên hô to, nhưng căn bản không có dùng. Nhưng ngay khi kiếm biển muốn chạm được Diệp Thần lúc đó, Diệp Thần trên mình thừa tái luân hồi mộ địa thần bí đá đột nhiên vọt ra. Thần bí đá bộc phát ra một đạo quang hoa sáng chói, ánh sáng rực rỡ ngay tức thì bao phủ Diệp Thần, từng đạo chữ viết cổ xưa ở chung quanh phun trào. Mà vậy từng đạo đủ để biến dạng hư không kinh thiên kiếm ý làm chạm được thần bí kia đá ánh sáng rực rỡ lúc đó, giống như gặp được cái gì kinh khủng đồ, rối rít lui ra. Cái này, Diệp Thần có chút kinh ngạc, thần bí đá ở Hoa Hạ thời điểm nhiều lần xuất thủ cứu qua mình, có thể ở thần quốc cùng với vực ngoại xuất hiện cơ hội chân thực quá thiếu, hắn thậm chí cũng mau quên nó tồn tại, dù là hắn thừa tái luân hồi mộ địa. Bất quá từ đây có thể gặp, thần bí đá so nơi đây còn kinh khủng hơn. Ngay tại lúc này, hư vô kia thanh âm lần nữa truyền tới. Ồ, điều này sao có thể? Rồi sau đó, vậy vô số thanh kiếm hướng hai bên tách ra, được thành một đạo kiếm ý đúc thành đại lộ. Mà đại lộ dọc theo cuối, chính là vậy ba chuôi mạnh nhất kiếm nơi tới. Diệp Thần mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh đang từ vậy cuối chậm rãi tới. Là một cái ông già. Làm ông cụ đến gần lúc đó, Diệp Thần con ngươi phóng đại, Huyết U Tử. Huyết U Tử không phải bỏ mình sao, vì sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Bất quá Diệp Thần rất nhanh phát hiện, đối phương chỉ là vào Huyết U Tử có chút giống mà thôi, quanh thân dũng động hơi thở hoàn toàn không cùng. Đồng thời, vậy con người bên trong lưu chuyển ám phủ văn màu đen. Rất là quỷ dị. Huyết Ngưng Thiên biết Diệp Thần nhận sai, liền vội vàng giải thích, Diệp Thần, hắn cũng không phải là Huyết U Tử thật ra thì còn có một người anh, tên Huyết Kiếm Minh. Huyết Kiếm Minh năm đó đã sớm bị đuổi ra khỏi gia tộc, vĩnh viễn trấn thủ nơi đây. Còn như gia tộc tại sao phải làm như vậy, ta cũng không biết. Huyết Kiếm Minh cũng sẽ không đối với ta ra tay, nhưng cũng có ngoại lệ, trước ta tổn thương, và hắn có liên quan, nhưng cũng không phải là hắn chủ ý. Diệp Thần bừng tỉnh, ngưng mắt nhìn đã đi tới trước mặt Huyết Kiếm Minh, không nói gì. Hắn không nhìn thấu người này cảnh giới, chỉ có thể nói rõ. Người này chỉ ít so Nho Tổ còn mạnh hơn. Loại người này, bỏ mặc hắn làm gì cử động, cũng sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Huyết Kiếm Minh đưa tay ra, hư vô thanh âm vang lên lần nữa, đem vậy đá giao cho ta, người có lẽ còn có thể có toàn thây. Diệp Thần tự nhiên không thể nào như vậy, hiện tại thần bí đá bảo vệ mình, hắn như nghe hắn nói giao ra, một giây kế tiếp tất nhiên bị kiếm biển chiếm đoạt. Ngươi thật lấy là đá này có thể bảo vệ ngươi cả đời. Buồn cười, Huyết Kiếm Minh cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, cũng dậy một đạo kiếm chỉ. Giữa trời đất, ngay tức thì cuồng phong nổi lên, kiếm chỉ tới giữa tựa như đột nhiên bạo phát ra một đạo khủng bố kiếm ý. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như đối mặt vậy trôi lơ lửng trời cao ba chuôi cự kiếm một trong. Nhất thời, sao hỏa phun trào, có thể coi là kinh khủng như vậy nhất kích, lại vậy không phá nổi thần bí đá bảo vệ. Làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là người nào? Huyết Kiếm Minh mở miệng lần nữa, già nua gương mặt viết đầy khiếp sợ. Hắn gặp Diệp Thần không nói lời nào, liền nhìn về phía Huyết Ngưng Thiên, hỏi, lần trước ta không có giết ngươi, hôm nay ngươi mang theo thằng nhóc này tới, chẳng lẽ thật lấy là có thể đem vật kia mang đi? Huyết Ngưng Thiên khẽ cắn môi đỏ mọng, quật cường nói, đồ ta có thể không muốn, nhưng xin ngươi thả qua Diệp Thần, ta không nên đem hắn dính dấp đến trong chuyện này tới. Huyết Kiếm Minh hai tròng mắt híp lại, hai tay chắp sau lưng, Huyết Ngưng Thiên, xem ở ngươi là tiểu bối, ta không ngại nói cho ngươi. Năm đó, ngươi thật lấy là hết thảy là Huyết U Tử tạo thành. Ngươi vậy thật lấy là ta là đã làm sai điều gì, bị gia tộc trừng phạt vĩnh viễn trấn thủ nơi đây. Rốt nát tiểu bối. Nơi đây, mới là chúng ta máu nhà bí mật lớn nhất. Mà ta, trấn thủ nơi này, là vô thượng quang vinh. Vậy ba chuôi chấn thế kiếm, một khi rơi vào côn đồ trong tay, người có thể biết sẽ là cái gì giá phải trả. Nếu không phải niệm ở đây, người bây giờ là máu nhà duy nhất hậu bối, người mấy chục năm trước biến thành một cổ thi thể. Huyết Ngưng Thiên thân thể mềm mại run rẩy,
nàng đột nhiên phát hiện, mình cái gọi là bố trí cũng vào giờ khắc này sụp đổ. Mà huyết u tử lại là lừa gạt mình. Nhưng mà, huyết u tử đã chết, ai nói có thể chân tránh tin tưởng. Tựa hồ đoán được huyết ngưng thiên sẽ là loại phản ứng này, huyết kiếm minh tiếp tục nói, ta không cần ngươi tin hoặc là không tin, ngươi mang theo người ngoài sông vào nơi đây, cũng đã vi phạm gia tộc quyết định quy củ, mà dựa theo quy củ, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Một giây kế tiếp, huyết kiếm minh cũng giãy kiếm chỉ, tựa hồ chuẩn bị đem huyết ngưng thiên chém chết. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần lãnh đạm lên tiếng, nếu như ta không có đoán sai, vật này ngươi hẳn cảm thấy hứng thú đi. Lúc này, Diệp Thần trong tay nắm một cái vòng tròn cổ xưa nhưng lại lộ ra từng cơn tà tính, thật giống như phong ấn cái gì. Làm huyết kiếm minh thấy Diệp Thần vật trong tay, không biết là tức giận vẫn là cái gì, gương mặt đột nhiên tràn ngập đỏ tươi, huyết u tử lại không có đem vật này hủy đi. Đại nghịch bất đạo, đáng chết. Huyết kiếm minh đưa tay ra, tựa hồ là chuẩn bị cướp đoạt, có thể khi tay chạm được thần bí kia đá ánh sáng rực rỡ. Một cổ kịch liệt cháy cảm giác chính là truyền tới, hắn rút tay trở về. Rồi sau đó, trừng mắt trợn mắt nhìn Diệp Thần, đem đồ vật cho ta. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, có thần bí đá và cái này vòng tròn, mình không thể nghi ngờ có thương lượng tư cách. Ta không ngại nói cho ngươi, ta không chỉ nắm trong tay máu nhà muốn hủy đi đồ, ta còn có tháo ra phong ấn biện pháp. Nếu như ta tháo ra cái này vòng tròn phong ấn, ta nghĩ, sứ mạng của ngươi hẳn liền thất bại đi. Có lẽ, đến lúc đó ngươi chính là máu nhà lớn nhất tội nhân. Mà máu nhà bố trí, đem toàn bộ bị hủy bởi ngươi một người tay. Diệp Thần mặc dù không biết cụ thể, nhưng hắn đang đánh cuộc. Huyết kiếm minh sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, ước chừng 10 giây, cuối cùng thở dài một tiếng, tựa hồ thỏa hiệp, người tuổi trẻ, có một số việc, ngươi không nên nhúng tay, cái này vòng tròn bên trong cất dấu to lớn nhân quả, ngươi như mở ra, vô cùng hậu hoạn. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không nên mở ra vật này. Diệp Thần khóe miệng phát họa, ta muốn ngươi lấy đạo tâm thề, lại là dùng máu nhà bố trí thề. Huyết kiếm minh hai tròng mắt vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là thề nói, ta lấy đạo tâm và máu nhà ngàn vạn năm bố trí thề, nếu là đúng thằng nhóc này và huyết ngưng thiên ra tay, đạo tâm văng tung tóe, bố trí hủy diệt. Lời nói rơi xuống. Diệp Thần liền phát hiện vậy lơ lửng ba chuôi thần kiếm sinh ra một chút lôi hồ. Rất hiển nhiên, cái này ba chuôi thần kiếm chính là quy tắc của nơi này. Chế ước hết thảy. Diệp Thần đem thần bí đá gỡ xuống, kiếm biển không có lại đối với tự mình ra tay, huyết kiếm minh cũng là giống như vậy. Huyết kiếm minh hơi có vẻ phức tạp nhìn một mắt vậy ba chuôi thần kiếm, thở dài một tiếng, xoay người hướng ba chuôi thần kiếm đi về phía cùng ta tới. Diệp Thần và huyết ngưng thiên nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đi theo lên. Rất nhanh, Diệp Thần chính là đi tới ba chuôi thần kiếm dưới. Ở vòng ngoài, Diệp Thần còn không cảm giác được cái này ba chuôi thần kiếm khủng bố kiếm ý, nhưng ở kiếm này thân dưới, Diệp Thần liền là có bị ba vị trí cao thần chăm chú nhìn cảm giác. Hắn thậm chí phát hiện mình đan điền đều bị một cổ lực lượng vô hình khép kín. Đây là cái gì quy tắc? Tựa hồ nhận ra được Diệp Thần nghi ngờ trong lòng, huyết kiếm minh nói, ở thời đại kia, địa tâm vực phức tạp vượt xa tưởng tượng. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn không phải là địa tâm vực người đi, trên mình ngươi dính thiên nhân vực hơi thở. Thiên nhân vực ở năm đại vực bên trong sau đó có thể xếp thứ hai, xa xa rơi tại địa tâm vực sau đó. Năm đó, năm đại vực nhưng thật ra là lưu thông, bất quá từ từ, địa tâm vực quy tắc bị một đám người lần nữa sáng tạo và thành lập. Rồi sau đó, địa tâm vực và còn lại bốn đại vực ăn thông duy nhất lối vào đều bị phong bế. Ngươi nếu đến từ thiên nhân vực, chiếu lý mà nói hẳn không có tư cách chạm được vậy đá, dẫu sao vậy đá tồn tại. Huyết kiếm minh không có tiếp tục nói hết. Bất quá Diệp Thần hai tròng mắt nhưng là phun trào ra kích động và nóng như lửa, tên này biết thần bí đá lai lịch. Xin tiền bối dạy bảo, đá này rốt cuộc là lai lịch gì? Huyết kiếm minh cổ quái cười một tiếng. Nhìn một cái vậy ba chuôi thần kiếm, nói có ít thứ, nhìn thấu không nói phá, không quá ta có thể điểm ngươi một câu. Ngươi đá, và vậy ba chuôi chấn thế kiếm xuất từ cùng một chỗ, thậm chí. Ngươi đá giá chỉ còn muốn vượt qua vậy ba thanh kiếm. Đây cũng là ta tại sao không có cách nào đối với ngươi xuất thủ nguyên nhân. Ta ở chỗ này nán lại quá lâu, vẫy tay tới giữa đã nắm giữ vậy ba thanh kiếm mang quy tắc,
ta thậm chí có thể nói là nơi này một khối nắm giữ. Nhưng coi như vậy, cũng là không chạy thoát thế gian một khối áp chế một phe quy tắc. Như đem cái này ba thanh kiếm tỉ dụ là vua vạn thú, người vậy đá chính là một đầu bay lượn cửu thiên cự long. Còn như cụ thể đến từ nơi nào, ta không thể tiết lộ, thế gian nhân quả, chính là cực kỳ phức tạp, huống chi như vậy kỳ vật nhất định không thể dùng lẽ thường tới đoạt. Diệp Thần không có ở cái vấn đề này quá nhiều so đo, chỉ ít luân hồi mộ địa chịu đựng có một chút đầu mối. Bất quá có thể vây khốn hoang lão cái loại này thế gian cấm kỵ tồn tại, nhất định sẽ không vậy. Dưới mắt như muốn điều tra chân tướng, có thể từ vậy ba chuôi chấn thế kiếm trên vào tay. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, đột nhiên lấy ra vòng tròn, hiếu kỳ nói, vì sao cái này vòng tròn muốn hủy? Cái này vòng tròn và vậy ba chuôi chấn thế kiếm lại có liên hệ gì? Huyết kiếm minh thở dài một tiếng, đưa tay ra, hiện tại ngươi có thể hay không đem vòng tròn giao cho ta? Ta tới nói cho ngươi câu trả lời. Yên tâm, vật này đã thuộc về ngươi, ta lấy thiên đạo thề, sẽ không ở ngươi không cho phép dưới tình huống, cướp đoạt này bàn. Cái này nhân quả, có thể đủ để cho ta vạn kiếp bất phục. Diệp Thần và Huyết Ngưng Thiên nhìn nhau, cuối cùng hay là đem vòng tròn giao cho ông già. Huyết kiếm minh bắt được vòng tròn, lòng bàn tay khẽ run, rồi sau đó ngón tay bắt pháp quyết, chỉ điểm một chút ở vòng tròn trung ương. Ngay tức thì đạo đạo tinh quang và tà khí từ trong sông ra. Đỉnh đầu ba chuôi thần kiếm cũng là không ngừng rung động, hiển nhiên cũng là cảm giác được cái gì. Dần dần, cuồn cuộn tà khí ở trên bầu trời cao hội tụ thành một thanh kiếm hình vẽ. Diệp Thần ánh mắt có thể đạt được, lại phát hiện kiếm này và vậy ba thanh kiếm lại có chút tương tự, không riêng gì làm công, vẫn là trên thân kiếm hình vẽ và phù văn. Huyết kiếm mình ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói, người cũng hẳn nhìn ra kiếm này và vậy ba chuôi thần kiếm tới giữa tương tự. Thật ra thì ban đầu, cũng chỉ có ba chuôi chấn thế kiếm, mà là bốn chuôi. Cái này bốn kiếm, chống lên nơi này hết thảy, hơn nữa nơi đây đã từng là một khối thiên đường. Nếu như năm vực hủy diệt, nơi này tồn tại, vẫn là sẽ để cho vực ngoại sinh linh sống tạm cùng với nhất mạch có chút truyền thừa. Cái thế giới này cũng tốt, thái thượng thế giới cũng được. Luôn có một bộ người muốn quy tắc khiêu chiến, bọn họ muốn hủy diệt kỷ nguyên, xây lại lấy mình là chủ tể thế giới. Con đường võ đạo, chung quy sẽ có cuối, làm ngươi đến cuối sau đó, là tu luyện vẫn là ngủ say. Đáp án này, lịch sử dạy bảo nói cho chúng ta, đều sẽ không phải, loài người sẽ không nhàn rỗi. Diệp Thần mơ hồ rõ ràng liền cái gì, bất kể là Hiên Viên Mặc Tà, cũng hoặc là Đế Thích Thiên, thậm chí còn Vạn Khư. Thật ra thì trong lòng hồi nào không phải có ý tưởng điên cuồng. Tiền bối, vậy thanh kiếm này rốt cuộc vì sao sẽ biến thành tà vật? Diệp Thần vẫn là không nhịn được hỏi. Huyết kiếm minh vung tay lên, vậy tà khí chính là bị đánh coi là, rồi sau đó nặng hợp thành một bức tranh. Thanh kiếm kia, dính vào một vị vu tổ máu, mà vị kia vu tổ vốn là dự định dùng tánh mạng giá phải trả từng bước xâm chiếm thanh kiếm này vì mình sử dụng. Lúc ấy... Tất cả mọi người đều cho rằng không thể nào, cũng không có chọn lựa hành động, cho đến một ngày nào đó, một chuôi chấn thế kiếm dị biến, tà khí bùng nổ, quy tắc tàn phá, giống như âm hồn bao phủ ở đám người trong lòng. Người nơi này, chạm đến tà khí, chính là bị khống chế, thần hồn hỗn loạn, giết hại từng cơn, nơi này vốn nên là một khối thiên đường, nhưng ở ngắn ngủi 10 ngày, trở thành chính cống nhân gian luyện ngục. Ngày thứ 11 sau đó, nơi này cũng chưa có người sống. Mà ngươi vừa tiến đến phát hiện như thế nhiều kiếm, đều là cái thời đại kia cường giả lưu lại. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Ai có thể nghĩ đến, phu tổ chết sẽ tạo thành cái loại này thảm tuyệt nhân hoàn tình cảnh. Huyết Ngưng Thiên đột nhiên lên tiếng nói, vì sao ngoài ra ba thanh kiếm không ngăn cản? Ba kiếm không phải có linh sao? Chiếu lý mà nói, không nên ngồi yên không để ý đến mới đúng. Huyết kiếm minh hai tròng mắt phân bố tia máu, tiếp tục nói, không phải ba thanh kiếm không ngăn cản, mà là căn bản không cách nào ngăn cản. Bốn kiếm từ trong hỗn độn luyện chế ra, đã sớm hình thành liên lạc, như tình đồng thủ túc vậy, luyện chế người rất sợ cái này bốn kiếm phân biệt rơi vào tay người khác, liền ở đúc kiếm trong quá trình liền lập ra quy tắc, không cách nào đối với lẫn nhau ra tay. Diệp Thần bừng tỉnh, sau đó vì sao bị vu tộc nắm trong tay kiếm, sẽ thu vào đến cái này vòng tròn bên trong. Huyết kiếm minh đem vòng tròn đưa cho Diệp Thần, hư vô thanh âm lần nữa truyền tới, máu nhà tổ tiên liên hiệp một ít chí cường,
chung nhau chế tạo cái này vòng tròn, đem vòng tròn lấy tên là Trấn Tà Bàn. Bởi vì phong ấn điều kiện hà khắc, máu nhà tổ tiên lại là trả giá sinh mạng. Trấn Tà Bàn khí linh thật ra thì chính là máu nhà tổ tiên. Mà trong đó bị kẹt chính là vậy vu tổ và kiếm. Hôm nay đi qua lâu như vậy, ta mới vừa rồi tựa hồ không cảm giác được huyết kiếm tổ tiên hơi thở, mặc dù vậy vu tổ hơi thở cũng là cơ hồ không có, nhưng nếu là tồn tại, như thế nhiều tiên nhân chung nhau cố gắng liền uổng phí. Diệp thần, vật này hiện tại thuộc về ngươi, ngươi cảm thấy muốn hủy sao? Diệp thần thần sắc nặng nề, hắn không nhận là huyết kiếm minh đang nói dối, nếu thật như huyết kiếm minh mà nói, mình không hủy vật này, vậy thì dính quá lớn nhân quả. Mình khí vận cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị câu trả lời lúc đó, một mực không nói gì Hoang lão nhưng là lên tiếng, thằng nhóc, viên kia bàn ta đây là cảm thấy hứng thú, không bằng để cho ta dò nhập trong đó, đi cảm thụ một tí vậy vu tổ hơi thở. Nếu như ta nắm giữ thanh kiếm kia, nói không chừng ngươi ta liền có thể trực tiếp giết Mặc Địa Tâm vực, thậm chí đối mặt Hồng Thiên Kinh, thậm chí còn Vạn Khư những tên kia, đều có đối kháng vốn. Diệp thần từ Hoang lão trong giọng nói nghe được kích động. Trước đây Hoang lão một mực ngủ say, và Nho tổ đánh một trận, chân thực tổn thất quá lớn, bây giờ có thể để cho Hoang lão không để ý hết thảy tỉnh lại trả lời, tất nhiên là thiên đại cám dỗ. Bất quá đối với Hoang lão, trước mắt mặc dù không có làm ra cử động thất thường gì, thậm chí nhiều lần ở nguy cơ sinh tử trợ giúp mình, nhưng hắn vẫn là không cách nào tin tưởng. Thế gian cấm kỵ nếu như liền không cẩn thận đào hố cho mình nhảy, vậy tuyệt đối không phải hố nhỏ. Diệp thần không có để ý Hoang lão, mà là hỏi huyết kiếm minh nói, tiền bối, ban đầu tế đàn hẳn là muốn hủy diệt vật này đúng không? Hiện tại tế đàn đã biến mất, vật này như thế nào hủy diệt? Nếu như ta không đoán sai, giống vậy thủ đoạn hẳn không có ích gì đi. Huyết kiếm minh gật đầu một cái, muốn hủy diệt vật này, tế đàn đúng là mấu chốt, nhưng hôm nay tế đàn biến mất, vậy chỉ có một biện pháp. Cái gì? Huyết Ngưng Thiên và Diệp Thần hai miệng đồng thanh nói. Huyết kiếm minh hai tròng mắt viết đầy kiên quyết, gần từng chữ, lấy ta chết, diệt Trấn Tà Bàn. Diệp Thần ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới giá phải trả sẽ khổng lồ như vậy. Nếu như huyết kiếm minh thật đã chết rồi, nơi đây lại do ai tới trấn thủ? Huyết kiếm minh khá là không câu chấp cười, ta đã sống quá lâu, nhiều năm qua như vậy, ta thậm chí cũng mau quên mình giá trị tồn tại, nếu có thể trước khi chết. Thực hiện mình giá trị, ta cũng coi là không có đi một chuyến uổng công cái thế giới này. Tới ở đất này ai tới trấn thủ, hết thảy liền xin nhờ Ngưng Thiên và ngươi. Diệp thần lắc đầu một cái, tiền bối, còn không phải qua sớm chắc chắn, vạn nhất vậy vu tổ đã tiêu tán đâu. Cái này Trấn Tà Bàn, không hủy cũng sẽ không có quá tổn thất lớn. Đột nhiên, huyết kiếm mình nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, thật ra thì muốn xác định cái này Trấn Tà Bàn ở giữa vu tổ còn tồn tại hay không. Thật ra thì còn có một cái biện pháp. Cái gì? Diệp thần mới vừa bật thốt lên, liền phát hiện huyết kiếm minh đem mình và huyết ngưng thiên kéo lên, hướng trôi lơ lửng ở trên không ba kiếm đi. Rất nhanh, ba người đứng ở quấn quanh ở ba kiếm to lớn xiềng xích bên trên thậm chí đi đôi với từng cơn lôi hồ. Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Diệp thần cau mày nói. Huyết kiếm minh một mặt áy náy. Nhưng lại cực kỳ nghiêm túc nói, có một biện pháp có thể xác định, nhưng cũng mới có thể có nhất định nguy hiểm, chuyện này vốn không nên để cho các ngươi nhúng tay, nhưng hôm nay đã dính, các ngươi nếu như cự tuyệt, ta cũng không sẽ cưỡng cầu. Diệp thần và huyết ngưng thiên nhìn nhau, cũng không có câu trả lời, diệp thần tới địa tâm vực bất quá là muốn mau rời khỏi, ai có thể nghĩ tới dính nhân quả nhưng là càng ngày càng nặng, hiện tại chuyện này lại có nguy hiểm, hơn nữa tất cả đều là huyết kiếm minh một nhà nói như vậy. Hắn thật muốn mạo hiểm sao? Huyết ngưng thiên cũng nghĩ như vậy, bất quá nàng càng nhiều là Diệp thần cân nhắc, nếu không phải mình cưỡng ép cầu Diệp thần tới nơi này, Diệp thần căn bản không sẽ đụng chạm tới đây nhân quả. Nếu như sau đó xảy ra chuyện, nàng sẽ cả đời ăn ngủ không yên. Huyết ngưng thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh thanh niên, môi đỏ mọng hé mở, Diệp thần, nghe ngươi, không quá ta đề nghị vẫn là rời đi. Huyết kiếm minh nghe được câu này. Ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng vậy cho rằng đây là tình lý bên trong. Mình sống nhiều năm như vậy, đã đủ, lúc này mới sinh ra mạo hiểm ý, mà đây hai cái tiểu bối còn trẻ, vì sao phải làm có thể tống táng mình tiền trình chuyện. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Diệp thần đột nhiên mở miệng, hắn đưa ngón tay ra trước cách đó không xa chạm chỗ một ít huyết nguyệt kiếm,
nói ta có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng hy vọng đem ngươi thanh kiếm kia đưa ta. Huyết Kiếm Minh giờ khắc này, diễn cảm cực độ cổ quái. Thằng nhóc này lại đáp ứng. Mấu chốt là phải kiếm. Nơi này kiếm mặc dù so ngoại giới cường đại rất nhiều, nhưng nơi đây nhất không thiếu chút nữa là kiếm à. Huống chi, hắn biết Diệp Thần trong tay có Hoang Ma Thiên Kiếm, còn có ngoài ra một chuôi tràn ngập sát ý kiếm, còn sẽ thiếu kiếm. Bất quá nếu Diệp Thần đã mở ra điều kiện, hắn tự nhiên không thể nào cự tuyệt. Một giây kế tiếp, hắn năm ngón tay một chảo, lại có 30 thanh kiếm, tụ đến. Trong đó có chuôi này mang Huyết Nguyệt Kiếm. Một chuôi cũng không phải là lão phu phong cách, cái này 30 chuôi tất cả đưa cho ngươi. Diệp Thần hơi ngạc nhiên mừng rỡ, vậy cầm Huyết Nguyệt Kiếm cố nhiên có diệu dụng, nhưng nếu là mới có thể có như thế nhiều kiếm, vậy không phải là không có chỗ tốt à? Nếu như hắn hiện tại đem ngàn binh bạo thăng cấp, dùng những thứ này kiếm sinh ra uy lực, sợ rằng Nho Tổ vậy phải bỏ mạng trong đó. Cuộc mua bán này quá kiếm. Bất quá vậy như vậy có thể gặp, lần này nguy hiểm cực lớn. Nhưng Diệp Thần có lý do tin tưởng mình khí vận, tuyệt sẽ không như thế dễ dàng chết hiểu. Diệp Thần cánh tay vung lên, những thứ này kiếm liền đồng loạt bay vào Hoàng Tuyền Đồ bên trong, rồi sau đó nhìn về phía Huyết Kiếm Minh tiếp theo phải làm sao. Huyết Kiếm Minh mở miệng nói, thứ nhất, chúng ta ba người đem linh lực vận chuyển tới dưới chân ba thanh kiếm bên trong, và hắn sinh ra ngắn ngủi liên lạc. Thứ hai, chúng ta lẫn nhau cũng bức ra một giọt máu tươi hội tụ ở chấn tà bàn bên trong. Thứ ba, ta biết nhúc nhích dùng thuật pháp câu thông chấn tà bàn, ngụy trang chấn tà bàn bên trong xuất hiện vết rách, nếu như Vu Tổ tồn tại, tất nhiên sẽ nghĩ đủ phương cách mượn thanh kiếm kia thoát đi nơi đây, dẫu sao bị trấn áp ngày cũng không hơn gì. Không quá ta không xác thực định Vu Tổ hiện tại còn có mấy phần lực lượng, như ở rất lâu trong năm tháng, hắn thực lực không có rơi xuống 50%, thì thật có thể từ trong chạy ra khỏi. Các ngươi cũng không cần lo lắng, nếu thật đến một bước kia, ta sẽ đưa các ngươi rời đi, rồi sau đó cháy ta sinh mạng, đem bóp chết ở trong nôi. Diệp Thần và Huyết Ngưng Thiên nhìn nhau, cũng gật đầu một cái. Hôm nay chỉ có biện pháp này. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu, đem vòng tròn sử dụng. Huyết Kiếm Minh nói. Ngay lập tức, vòng tròn treo lơ lửng ở ba kiếm bên trên, hơi rung động. Đồng thời, đạo đạo tà khí từ trong lăn ra, ba người dưới chân kiếm, vậy truyền tới cực kỳ kinh khủng chấn động. Huyết Ngưng Thiên vốn là bị thương, như vậy chấn động một cái, lại là suýt nữa rơi xuống, cũng may Huyết Kiếm Minh vận dụng một chút vô hình quy tắc ý bảo vệ hai người. Dẫn linh nhập kiếm, mau! Diệp Thần và Huyết Ngưng Thiên ngay tức thì đem linh khí dẫn nhập dưới chân trong kiếm. Diệp Thần vốn cho là lớn mạnh như vậy kiếm, sẽ có phản kháng, nhưng mà so với tưởng tượng còn ung dung hơn. Đồng thời, hắn cảm giác được một đạo kinh thiên kiếm hồn ý từ lòng bàn chân tấn công tới. Trực kích thiên linh cái. Cái này vẫn bị xiềng xích vây khốn kiếm, nếu là không có bị kẹt, thật là kinh khủng dường nào. Máu tươi nhập tà, mau. Bên tai lần nữa truyền tới Huyết Kiếm Minh thanh âm. Ngay lập tức, ba giọt máu tươi hội tụ ra, đồng loạt rơi vào chấn tà bàn bên trên. Chấn tà bàn ngay tức thì bộc phát ra một đạo kinh thiên xương máu. Xương máu lại là ở đỉnh đầu hội tụ ra một miếng hư không máu cửa. Máu cửa trên có khắc từng đạo dấu vết, so hủy diệt đạo ấn còn phức tạp hơn. Huyết Kiếm Minh thở ra một hơi, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, hắn ấn đường xuất hiện một đạo kiếm dấu vết. Đồng thời, hắn sức sống mà lại ở cực nhanh trôi qua. Cái này cùng Huyết Thần ban đầu đối mặt Nho Tổ có chút tương tự. Huyết Kiếm Minh lại nắm trong tay thời gian pháp tắc, lại là lấy mình tuổi thọ và tinh nguyên làm giá. Cho đến hiện tại, Diệp Thần mới hoàn toàn tin tưởng Huyết Kiếm Minh nói. Mà cùng lúc đó, chấn tà bàn bên trong. Vô tận trong bóng tối, đột nhiên mở ra một đôi mắt. Đôi mắt này như máu vậy đỏ thẫm và quỷ dị. Đồng thời, tiếng trầm thấp đột nhiên vang lên. Ta còn lấy là muốn cả đời khốn ở bên trong. Lại có người phá vỡ phong ấn. Chẳng lẽ là những tên kia? Cũng không biết hôm nay khoảng cách cái đó kỷ nguyên qua bao lâu, là một ngày. Vẫn là một tháng, vẫn là vạn năm, vẫn là triệu năm. Thanh âm rơi xuống. Chấn tà bàn thế giới tựa như bị hoàn toàn thắp sáng. Một cái ngồi xếp bằng ông già áo bào đen đứng dậy. Áo bào đen dưới không thấy rõ đối phương mặt, nhưng là cặp mắt kia nhưng là máu đỏ lạnh người. Mà ông già áo bào đen trước người lại là cắm một thanh kiếm.
Kiếm này chính là bị dính tà khí kiếm. Ông già áo bào đen tướng kiếm rút ra, cõng ở sau lưng. Hắn cố nhiên cho người lấy cảm giác già nua, nhưng thân thể nhưng là biết bao cao ngất. Giống như là một cái tuổi xế chiều, người tuổi trẻ. Đáng tiếc nhục thân của ta đã biến mất, như muốn đi ra ngoài, còn cần một cái thân xác. Một cái hoàn mỹ thân xác. Ngay tại lúc này, áo bào đen chóp mũi hơi một ngửi, tựa như đánh hơi được cái gì. Sau đó gương mặt đại hỉ, thậm chí có thể nói là mừng như điên. Hắn đánh hơi được một cái thân xác cực kỳ tươi đẹp tồn tại. Không chỉ như vậy, trên người đối phương vẫn còn có vô tộc hơi thở. Hơi thở này dĩ nhiên là Diệp Thần. Diệp Thần không chỉ có luân hồi huyết mạch, vẫn là thân xác thành thánh tồn tại, trọng yếu hơn chính là, hắn và vô tộc ban đầu nhưng mà dính vậy không thiếu nhân quả, thậm chí tà lão ở trong cơ thể hắn lâu quá một đoạn thời gian. Nếu như nói thế gian phải tìm một cái thích hợp nhất phu tổ thân xác, Diệp Thần tất nhiên là một cái trong số đó. Một giây kế tiếp, áo bào đen phu tổ chính là hướng vậy phiến máu cửa đi. Nơi đó là hắn sống lại làm cửa. Ngoại giới huyết kiếm mình ngay tức thì cảm nhận được liền cái gì, mặt liền biến sắc, mở miệng nói, tên kia lập tức muốn đi ra, các ngươi chú ý, như có bất kỳ bất ngờ, ta cũng sẽ đưa các ngươi rời đi. Lời nói rơi xuống. Diệp Thần và huyết ngưng thiên sau lưng chính là xuất hiện một đạo tê liệt hư không. Hiển nhiên tùy thời chuẩn bị đem hai người đưa đi. Huyết kiếm minh chăm chú nhìn chằm chằm vậy phiến máu cửa, làm máu cửa xuất hiện từng đạo vết rách lúc đó. Huyết kiếm minh chợt đưa tay ra, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện từng đạo vết kiếm, đồng thời, cuồn cuộn máu tươi chảy ra. Vậy bị máu tươi bao trùm một trường, chỉ như vậy hung hãn vỗ vào máu cửa bên trên. Máu tươi như mạng nhện vậy quấn quanh. Rất nhiều tối tăm hết sức phù văn ở trên lưới phun trào. Có thể rất nhanh, máu kia cửa bên trong lại có thể xuất hiện cực kỳ kinh khủng tà khí. Huyết kiếm minh trong lòng lộp bộp một tí, hắn cho tới bây giờ mới xác định, tên kia còn sống. Không chỉ còn sống, thực lực so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bất quá, trước mắt còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Mau đem linh khí trừ ly dưới người kiếm. Các ngươi lập tức rời đi. Huyết kiếm minh hô lớn,